chương 874, thập đại thần lô, đây là đạm đài thị lần thứ hai nâng lên điệp nữ tộc, giang giật trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhìn chầm chầm đạm đài thị nhìn vài lần, âm thầm kỳ quái cái này điệp nữ tộc chẳng lẽ rất nổi danh. Hắn là thật đối với mấy cái này sự tình nhất khiếu bất thông, nếu là tiền vạn quán cùng tư đồ nhất tiếu bọn người ở tại cái này có lẽ sẽ hiểu rõ một chút, hắn có chút buồn bực hỏi, bản tọa một lòng tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài. Không biết điệp nữ tộc có cái gì kỳ quái các người điệp nữ tộc rất nổi danh, Đạm đài thị trên gương mặt hiển hiện hai mặt đỏ ửng, nàng hướng bên cạnh thị nữ nhìn thoáng qua, cái sau rất thức thời lui xuống, đồng thời mở ra cấm chế. Giang giật thờ ơ lạnh nhạt, muốn nhìn một chút cái này đạm đài thị làm cái quỷ gì, dù sao hắn tiện tay có thể dùng bóp chết nàng, cũng không sợ nàng có cái gì trò gian trá, tổng sẽ không mạnh lên hắn a. À. Cấm chế mở ra về sau, đạm đài thị sắc mặt càng đỏ, cổ vũ sĩ khí dũng khí nhìn giang giật một chút cúi đầu nhỏ giọng nói ra, đại nhân chẳng lẽ không biết thiên hạ mười loại kỳ nữ. Không biết, Giang giật nhún vai một cái nói, xin lắng tai nghe. Đạm Đài thị đỏ mặt giải thích nói, thiên tinh giới vạn tộc san sát, không thiếu cái lạ, mấy chục vạn năm đến cũng phát hiện 10 loại kỳ lạ nhất nữ tử, được xưng là thập đại thần lô. Xếp hạng thứ nhất chính là thần nữ tộc, nghe nói đạt được thần nữ tộc nữ tử. Nguyên âm, nguyên lực có thể theo thiên quân nhất trọng trực tiếp tiêu thăng đến thiên quân ngũ trọng, đồng thời về sau song tu lời nói, tốc độ tu luyện lúc trước gấp 10. Cái gì? Giang giật mặt mũi tràn đầy kinh sợ trong thiên địa lại còn có như thế kỳ dị chủng tộc. Thiên quân nhất trọng đến thiên quân ngũ trọng đến cỡ nào khó tu luyện giang giật không biết, hắn chỉ biết là hắn tại nghìn lần tốc độ tu luyện phía dưới, theo kim cương đỉnh phong tu luyện tới thiên quân cảnh, dòng giã tốn hao hơn nửa năm thời gian, nếu không có nghìn lần tốc độ tu luyện, người bình thường kia muốn tu luyện mấy ngàn năm. Đạm đài thị nói đến đến thần nữ tộc sử tử nguyên âm, trong vòng một đêm liền có thể theo thiên quân nhất trọng tăng lên tới ngũ trọng hắn nguyên lực cảnh giới, hẳn là tại thiên quân nhất trọng nhị trọng tả hữu theo hắn đoán chừng coi như tại nghìn lần tốc độ tu luyện dưới muốn đạt tới thiên quân ngũ trọng ít nhất cũng phải ba năm a à cái này thần nữ tộc kinh khủng như vậy sắc mặt hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh đùa cợt nhìn qua đạm đài thị nói ngươi không phải là gà ta a à thiên địa bên trong có như thế kỷ lạ nữ tử thiếp thân làm sao dám lừa gạt đại nhân việc này đông hoàng đại lục người người đều biết như thiếp thân lừa gạt đại nhân đại nhân tùy ý tìm hiểu thoáng cái có thể diệt sát thiếp thân đạm đài thị nói rất khẳng định đạo lập tức nhớ tới cái gì lại mở miệng nói, đúng rồi, hơn 100 năm thiên tinh giới tự xuất hiện qua một tên thần nữ tộc, cửu đế gia tộc vì thế ra tay đánh nhau, cuối cùng cái này thần nữ bị hiên đế độc chiếm, giờ phút này thần nữ hẳn là còn sống. Hiên đế thật là có thần kỳ như thế chủng tộc, sang giật âm thầm kinh hãi, hắn tò mò hỏi, nữ tử này là nhất tộc vẫn là ngẫu nhiên xuất hiện một cái. Tự nhiên không phải nhất tộc, đạm đài thị cười giải thích nói, đây là lên trời giật dây chiếu cố, ai cũng không biết kế tiếp thần nữ xảy ra phương nào, Trùng tộc gì bên trong, thậm chí có khả năng sẽ còn ra một cái bình thường trong gia đình đấy, 10 vạn năm qua thần nữ cũng chỉ là ra đời bốn cái. a à nha, Giang giật nhẹ gật đầu, tay bãi xuống ra hiệu đạm đài thì tiếp tục bình luận, những tài liệu này đúng là hắn cần có, muốn tiềm phục tại Đông Hoàng Đại Lục, đối đại lục tình huống các loại kỳ văn kia nhất định phải có hiểu biết, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Đạm đài thị bưng chén lên nhấp một miếng, lúc này mới tiếp tục giải nói ra, xếp hạng đệ nhị chính là hương nữ tộc, bộ tộc này trời sinh dị hương, đồng dạng cũng là tốt nhất đỉnh lô, đạt được các nàng sử tử nguyên âm, hẳn là có thể theo thiên quân nhất trọng đến thiên quân tam trọng. Bộ tộc này song tu vô hiệu, nhưng hàng năm nghe trên người các nàng mùi thơm cơ thể linh hồn có thể không ngừng tăng cường, tăng trưởng tốc độ nghe nói cũng là rất kinh người. Có thể tăng cường linh hồn, giang giật hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, thiên địa chi đại quả nhiên không thiếu cái lạ. Đạm đài thị nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, xếp hạng đệ tam chính là lang nữ tộc, bộ tộc này nguyên âm không thể tăng cường nguyên lực, nhưng song tu nói tốc độ tu luyện cũng có thể tăng cường gấp 10. Bất quá, bộ tộc này nữ tử dục vọng rất mạnh, gần như hàng đêm cầu hoan, bình thường nam tử khẳng định không thể khống chế, coi như phổ thông thiên quân cũng không chịu nổi. Đạm đài thị nói tới chỗ này lúc sắc mặt càng đỏ, tựa như hỏa thiêu, trong đôi mắt đều có thể chảy ra nước, đầu thật sâu thấp không dám nhìn giang giật. Giang giật cũng lúng túng sờ lên cái mũi, ho nhẹ mấy tiếng nói, xếp hạng đệ tứ đây này đệ tứ là thiên nữ tộc, đạm đài thị hít một hơi, đỏ mặt dùng mũi kêu thanh âm, nói ra, bộ tộc này có được thiên hạ đệ nhất danh khí cửu khúc hành lang, cái kia thời điểm nàng nơi đó hội khi thì băng hàn đông lạnh xương, khi thì nóng hổi như lửa, mà lại bên trong cùng cửu khúc hành lang, bình thường nam nhân khẳng định không kiên trì được nửa nén hương thời gian. Bộ tộc này là nam nhân thiên hạ tha thiết ước mơ bạn trên giường, cũng là song tu rất không tệ đỉnh lô, tốc độ tu luyện có thể đạt tới gấp 5-6 lần. Lộc cộc, Giang giật bản năng nuốt nước miếng một cái, hắn biết rõ đạm đài thì nói cái kia cùng cái kia là có ý gì. Giờ phút này cô nam quả nữ, đối diện vẫn là một cái cực phẩm mỹ nữ, nữ tử này ngay tại nhẹ giọng nói cho hắn thuật nữ tử thân thể chỗ thần kỳ, nếu không phải Giang giật linh hồn thăng hoa, tâm tính trở nên cường đại, giờ phút này đã sớm nhào tới. Hắn trầm mặc không nói, nhắm mắt lại, nguyên lực lặng yên vận chuyển vài vòng, để cho mình bình phục lại, lúc này mới nói ra các người điệp nữ tộc cũng là thập đại thần lô một trong. Đúng, đạm đài thị căn bản không dám nhìn giang giật, nàng cúi đầu nói ra, chúng ta điệp nữ tộc xếp hạng thứ năm, nếu không phải phu quân ta nói cho thiếp thân, ta còn không biết đấy. Đại nhân cũng là cái thứ hai người biết chuyện này, còn hy vọng đại nhân giữ bí mật cho ta, nếu không lan truyền ra ngoài, thiếp thân hạ tràng nhất định rất thảm. Tại sao lại rất thảm? Giang giật kỳ quái hỏi, người công công nếu là thiên hỏa thành thành chủ, người phu quân địa vị khẳng định cũng sẽ không kém đúng rồi. Người phu quân vì sao không có cùng các ngươi cùng một chỗ tiến lên. Đạm đài thị sắc mặt tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn giang giật một chút, cười khổ nói, lần này chúng ta là hồi trở lại mẹ ta ra phong hỏa đại lục thăm người thân, nhưng ở trở về đông hoàng đại lục lúc, chúng ta tao ngộ một đám cường đại sơn phỉ đoàn. Phu quân chết trận, đi theo hai ngàn cường giả cũng chỉ là còn lại như thế chọn người, nếu không phải vì hai đứa bé có thể thuận lợi trở về gia tộc, thiếp thân đã sớm đi theo phu quân mà đi. A à nha, giang giật bừng tỉnh đại ngộ, hắn không tiếp tục hỏi nhiều ngược lại rơi vào trầm tư rất nhanh hắn nghĩ thông suốt mấu chốt của sự tình chỗ cũng minh bạch vì sao cái này đạm đài thị hai lần nâng lên điệp nữ tộc đạm đài thị nghĩ hắn muốn tìm một cái chỗ dựa không chỉ có muốn thành công dẫn các nàng hồi trở lại thiên hỏa thành còn muốn giúp các nàng tại gia tộc đứng vững cước không cho các nàng cô nhi quả mẫu bị ủy khuất thậm chí hắn còn hoài nghi đạm đài thị phu quân đến cùng là chết tại sơn phỉ trong tay vẫn là chết tại tộc nhân âm mưu quỷ kế bên trong một cái nhược nữ tử mang theo hai đứa bé trở lại một cái đại trong gia tộc, không có nàng phu quân dựa vào. Trọng yếu nhất chính là cái này nhược nữ tử tư sắc còn phi thường xuất chúng, vậy tuyệt đối sẽ phải gánh chịu đạm đài ra rất nhiều tộc nhân ngấp nghẽ. Nàng nếu không nghĩ hai đứa bé chịu khổ hoặc là chết đi, kia chỉ có tìm một cái càng cường đại chỗ dựa. Lúc đầu nàng công công là một cái rất núi dựa cường đại, nhưng nghe đạm đài thị nói như vậy, rất rõ ràng. Cái này công công có chút không đáng tin cậy, sang giật thực lực cường đại, không kém gì nàng công công, đối với các nàng có ân cứu mạng, cũng bởi vì con gái nàng một câu thế mà mạo hiểm đưa các nàng trở về, không thể nghi ngờ tại đạm đài thị trong lòng, hắn là một cái rất tốt chỗ dựa. Bất quá, Giang giật cũng không muốn trở thành núi dựa của nàng, thậm chí hắn liền điệp nữ tộc có cái gì chỗ đặc thù đều chẳng muốn hỏi, hắn sửa sang lại quần áo đứng lên nói, đa tạ phu nhân giải hoặc, đêm đã khuya, phu nhân sớm nghỉ ngơi một chút, cáo từ. Hắn tiện tay đánh ra một đạo nguyên lực, mở ra cấm chế bước nhanh mà rời đi, Đạm Đài thị nhìn qua hắn thẳng tắp như kiếm bóng lưng trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, khóe mắt nước mắt im ắng rơi xuống, đánh vào bản ăn bên trên tách ra một đóa đóa hoa mai. Chương 875, Cương Phong. Sau đó hai ngày, thiên cơ thuyền một mực bình ổn chạy, bất quá phương hướng lại biến rồi lại biến, khi thì hướng đông bắc bên cạnh phi hành, khi thì hướng vùng đông nam, khi thì lại quay đầu hướng tội đảo phương hướng bay đi, đem tống chung bọn người triệt để làm hồ đồ rồi. Bất quá hai ngày qua này, thiên cơ thuyền không có tao ngộ mộ một cái sơn phỉ quân đoàn, cái này khiến tống chung bọn người nội tâm đại định, cũng thầm than giang giật thần thông quảng đại. Giang giật thần niệm vô thuật có thể dò xét phương viên ngàn vạn dặm, phụ cận mọi cử động có thể dò xét đến rõ ràng, nơi đó có sơn phỉ quân đoàn cũng có thể trước tiên biết rõ, từ đó nhẹ nhõm tránh đi. Hắc viêm quân đoàn cũng không phải là không có truy sát, ngược lại đuổi một ngày rưỡi, cuối cùng thành công bị giang giật bỏ rơi, biển rộng minh mông hắc viêm quân đoàn cho dù có thiên lý nhãn cũng tìm không thấy mọi người hai ngày này giang giật ngoại trừ dò xét bên ngoài, liền là cùng tiểu ngư chơi đùa, ngẫu nhiên bất động thanh sắc hỏi thăm tống chung hết thảy đông hoàng đại lục tình huống. Hắn không còn có cùng đạm đài thì cùng một chỗ nếm qua một bữa cơm, thậm chí nói chuyện đều không có vượt qua năm câu, đạm đài thì cũng rất thức thời, hôm nay một ngày đều không hề lộ diện. Cũng không phải là giang giật tuyệt tình, mà là hắn có quá nhiều chuyện muốn làm, hắn cũng không thể quá kiêu ngạo, nếu không thân phận lộ ra ánh sáng, hắn sẽ gặp mấy đại gia tộc vô tình truy tra truy sát. Huyễn ảnh thần thông mặc dù lợi hại, nhưng người nào có thể bảo chứng Đông Hoàng Cửu Đế gia tộc không có đặc thù thần thông, ai có thể cam đoan đại lục trong vạn tộc không có có thể phá huyễn ảnh thần thông kỳ dị chủng tộc. Tặng người hoa hồng, tay có thừa hương, trợ giúp người xác thực công đức vô lượng, cũng có thể để cho mình vui vẻ, nhưng nếu là đem chính mình cũng trộn vào, cái kia chính là tuyệt đối ngớ ngẩn, trên đời bi thảm quá nhiều người, hắn không phải chúa cứu thế. Theo thiên cơ thuyền tiếp tục phi hành, rời đi Đông Hoàng đại lục càng ngày càng gần, giang giật nội tâm cũng vô pháp tại bình tĩnh bởi vì hắn thích nhất nữ nhân còn có mẹ ruột của nàng hẳn là đều tại mảnh này đại lục ở bên trên một ngày sau đó một mảnh bóng đen rốt cục ra phương xa trong khoang thuyền tất cả mọi người cũng đều ra đạm đài thị mặc một bộ váy đen trên mặt cũng bịt kín hắt xa tránh cho bởi vì sắc đẹp của nàng tạo thành càng nhiều phiền phức giang giật sờ lên tiểu ngư đầu tiến vào buồng nhỏ trên tàu tiến hành một lần cuối cùng thần niệm dò xét xác định phụ cận an toàn Thần niệm dò xét đến là một mảnh thương mang đại lục, bờ biển cũng không phải là vùng đất bằng phẳng bãi cát bình nguyên, ngược lại là một mảnh quần sơn bao la. Trong núi có rất nhiều yêu thú, nhưng đều tương đối thấp cấp, cũng có một chút địa phương có nhà nhà cấm chế ba độc, rõ ràng phía dưới là sơn phỉ cứ điểm, giang giật thần niệm dòng dã dò xét trăm vạn lý, thế mà không có phát hiện một thành trì. Cái này đông hoàng đại lục đến cùng lớn bao nhiêu, giang giật âm thầm kinh hãi, đông hoàng đại lục thành trì khẳng định nhiều đến không thể đếm hết được trăm trong vạn dặm đều không có thành trì, chuyện này chỉ có thể nói rõ đại lục quá lớn. Hắn thần niệm tiếp tục phát tán ra, rốt cuộc tại hơn 200 bên ngoài vạn dặm tìm được một cái thành nhỏ. Lang Nha Thành, hắn thu hồi thần niệm, theo trong giới chỉ lấy ra địa đồ cẩn thận tra tìm một phen, cuối cùng xác định bọn hắn vị trí khu vực. Bọn hắn tại Lâm Hải vực bên trong Tây Bộ, phía Bắc liền là Thiên Khải vực, Thiên Khải vực lại phía Bắc thì là Phật Quang vực, kia là y ra địa bàn, hắn còn cần đi ngang qua Phật Quang vực, đến phía Đông Phật vực, cuối cùng tiến đến Phật Đế Thành. Đi trước lang nha thành, trực tiếp cưới truyền tống trận rời đi đi. Giang giật cũng không muốn lãng phí bó lớn thời gian đang đuổi trên đường, cái này một vực đều có thần tứ bộ lạc lớn như vậy, nếu là nghĩ vượt ngang một vực, coi như trên đường không có nửa điểm nguy hiểm ít nhất phải 5-6 nguyệt thời gian, mấy cái vực tính được liền là thời gian mấy năm. Hắn đi ra buồng nhỏ trên tàu, ánh mắt nhìn về phía tống chung nói, lập tức lên bờ, chúng ta đi như thế nào phi hành vẫn là tiếp tục cưỡi thiên cơ thuyền. Cưỡi Thiên Cơ Thuyền, Tống Trung lắc đầu liên tục nói, Đại Lục Sơn Phỉ so trên biển nhiều gấp trăm lần nghìn lần, coi như bình thường trung đẳng gia tộc xuất hành cũng không dám cưỡi Thiên Cơ Thuyền, như thế mục tiêu quá tốt đẹp lớn. Phía trước bên trong dãy núi khẳng định ẩn núp vô số sơn phỉ, đối diện giờ phút này cũng có thể là có trinh sát ẩn núp, cho nên chúng ta muốn bình an đến thành trì, chỉ có điệu thấp phi hành. Tốt, Giang giật nhẹ gật đầu, thần thức phát tán ra tra xét rõ ràng trên bờ sơn phong, hắn rất nhanh con người lạnh lẽo gật đầu nói quả nhiên có trinh sát ẩn núp, thu hồi thiên cơ thuyền đi thôi. Ông, toàn bộ người chờ xuất phát, Tống Trung cũng mở ra thiên cơ thuyền vòng bảo hộ, trong tay hắn một chiếc nhẫn sáng lên thiên cơ thuyền biến mất giữa không trung, giới chỉ lần nữa sáng lên, hai chiếc xa hoa chiến xa xuất hiện, Tống Trung cung kính chắp tay nói thiếu phu nhân, tiểu thư, ta các người mời lên chiến xa. Đạm đài thị mang theo tiểu ngư cùng tiểu thiên đi vào trong chiến xa, mấy tên thị nữ cũng đi theo vào, Tống Trung lại là vừa chắp tay chỉ vào mặt khác một cỗ chiến xa nói, đại nhân, ngài mời. Giang giật cũng không khách khí, thân thể lóe lên tiến vào trong chiến xa, bên trong rất rộng rãi ít nhất có thể cưới hơn 10 người, bất quá Tống Trung bọn người có hơn 50 người, rõ ràng an vị không được. Tống Trung bọn hắn cũng không có ý định cưới chiến xa, chỉ là phân biệt đi lên một người ngồi tại càng xe bên trên, khống chế chiến xa tiến lên, những người còn lại đem hai chiếc chiến xa bao bọc vây quanh. Tống Trung, bên trái trong dốc đá có hai cái trinh sát, bắt lấy hắn. Giang giật trong mắt lãnh quang lóe lên quát khẽ một tiếng, tống trung thân thể hóa thành lưu quang hướng bên trái bay đi, rất nhanh cũng phát hiện kia hai cái ẩn núp trinh sát, trong tay hắn một thanh kim sắc trường cung xuất hiện, đột nhiên kéo căng một cái hiện ra hàn quang mũi tên sắt phá không mà đi, đối một cái sườn núi động vào tới. Oanh, nho nhỏ sườn núi cửa hang nổ tung, bên trong hai tên hạ giai thiên quân trinh sát vừa mới mở ra thần thuẫn, thoáng cái nổ tung, thân thể cũng hóa thành một đoàn huyết vụ. Giang giật liếc nhìn âm thầm gật đầu, cái này tống trung thực lực hẳn là có thể là so dương đông, coi như chịu đựng. Đi, hắn quát khẽ một tiếng, hai chiếc chiến xa phá không mà đi, tống trung bọn người vây quanh chiến xa vọt vào phía trước trong quần sơn chi chít, chiến xa không dám bay quá cao, mà là tại dãy núi bên trong xuyên thẳng qua, tốc độ so thiên cơ thuyền chậm một chút, nhưng cái này cũng sẽ an toàn rất nhiều, thiên cơ thuyền dài trăm trượng thân thể quá trói mắt. Chuyển hướng, bên phải bay thẳng, chuyển hướng, bên trái đằng trước phi hành, một đường giang giật không ngừng hạ mệnh lệnh, Tống Trung bọn người lập tức chấp hành, không dám có nửa điểm trần chờ phi hành dòng dã một ngày, để Tống Trung bọn người đại hỉ lại kinh nghi bất định chính là cái này một ngày bọn hắn thế mà không có tao ngộ một đám sơn phỉ quân đoàn, tất cả mọi người có chút hoài nghi nơi này là không phải Đông Hoàng Đại Lục. Nơi này tự nhiên là Đông Hoàng Đại Lục không sai, vì sao mọi người phi hành một ngày đều không có tao ngộ sơn phỉ, kia chỉ có giang giật có thiên nhãn có thể giải thả, hay là giang giật thần thức cường đại đến đáng sợ, có thể dò xét phương viên mấy chục vạn lý. Bất kể nói thế nào, có thể bình an liền là chuyện tốt, tại trời tối thời gian tống trung bay đến giang giật cạnh chiến xa một bên, do hỏi, đại nhân, chúng ta cần tìm một chỗ qua đêm, trong đêm tại Đông Hoàng Đại Lục giã ngoại là tương đối kinh khủng, trong đêm lại có cương phong, như tao ngộ cường đại cương phong, đại nhân có thể gánh vác được, chúng ta khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Cương phong Giang giật còn là lần đầu tiên nghe được cái này, có chút hiếu kỳ hỏi, cái gì là cương phong chúng ta bay thấp điểm bay chậm một chút không được sao? Vô dụng, Tống Trung cười khổ giải thích đến, cương phong vô thanh vô tức, tốc độ cực nhanh, lực công kích rất hung tàn, trừ phi chúng ta trên mặt đất hành tẩu, nhưng này dạng tốc độ sẽ rất chậm rất chậm. Cái này cương phong thần thức mặc dù có thể mơ hồ dò xét đến, nhưng cũng quá nguy hiểm, chúng ta tốt nhất vẫn là đi tới mặt hạ trại qua đêm, sáng mai lại đi đường tốt. a à, vậy các người tìm địa phương hạ trại đi, giang giật hờ hứng tiếng vang đạo, nội tâm rất là hiếu kỳ, Đông Hoàng Đại Lục tại sao lại có như thế kỳ quái cương phong cái này cương phong đến cùng là thế nào hình thành. chương 876, Mỹ Nhân Kế, Tống Trung tìm một cái sơn cốc nhỏ qua đêm, Giang giật giò xét đến phụ cận phương viên số vạn lý đều không có sơn phỉ, đã Tống Trung nói trong đêm có cương phong, đêm đó bên trong ngoại trừ cường giả chân chính, chắc chắn sẽ không có người dám mạo hiểm vậy mà phi hành, trong sơn cốc cũng là an toàn. Sơn cốc ba mặt núi vây quanh, bên trong tiểu yêu thú giã thú bị Tống Trung bọn người toàn bộ đánh giết, Tống Trung cũng xây dựng rất nhiều lều vải, không quá phận là hai nơi, bọn hắn hộ vệ đồng phục tại bên ngoài một dặm miệng sơn cốc qua đêm, bên trong chỉ có đạm đài thị cùng tám tên thị nữ, đương nhiên cũng có giang giật. Năm cái lều vải vây tại một chỗ, ở giữa đốt đi một đống lửa, ngoài sơn cốc hộ vệ đưa tới rất nhiều thịt nướng, mấy tên thị nữ cũng lấy ra một chút rượu ngon linh quả bày ra tại bên cạnh đống lửa khăn trải bàn bên trên. Tiểu Ngư cùng Tiểu Thiên đắc ý ăn thịt nướng, tiểu ngư thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng giang giật cười một tiếng tiểu nam hài lại thỉnh thoảng e ngại nhìn giang giật một chút bọn thị nữ ngồi chồm hổm ở trong chướng bồng ăn đạm đài thị trầm mặc ngồi cũng rất thức thời không dám cùng giang giật nói chuyện giang giật ăn một chút đồ ăn tự sờ lên tiểu ngư đầu tiến vào một cái trong chướng bồng hắn cũng không có nghỉ ngơi mà là ngồi xếp bằng nhô ra thần thức hắn muốn nhìn một chút cái này cương phong rốt cuộc là thứ gì đến cùng nguy hiểm cỡ nào đêm dần dần tới bầu trời đen kịt một màu hai đứa bé bị hai người thị nữ phân biệt mang đến ngủ yên, rất nhanh phát ra có chút tiếng ngáy, trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, nơi xa miệng sơn cốc bên trong bọn hộ vệ cũng không nói thêm gì nữa, từng nhóm để phòng nghỉ ngơi. Ô ô, trên bầu trời đột ngột nổi lên một tiếng thanh phong, gió cũng không lớn cũng không có làm người ta cảm giác được gặp nguy hiểm, giang giật cẩn thận cảm ứng một phen, có chút âm thầm kỳ quái. Dòng dã thời gian một nén nhang, hắn căn bản không có phát hiện bất luận cái gì kỳ dị địa phương, hắn lông mày nhíu lại mở to mắt, Trầm ngâm một phen hắn lần nữa ngồi xếp bằng, lần này lại tiến vào Thiên Nhân hợp nhất trạng thái. Lần này rõ ràng khác biệt, Thiên Nhân một trong trạng thái hắn cùng phụ cận thiên địa hòa thành một thể, cái gì đều tránh không khỏi hắn dò xét. Hắn có thể nhẹ nhõm tại những cái kia chậm chậm phi hành trong gió mát phát giác được đặc thù địa phương. Phong vốn là vô hình, nhưng đông hoàng trong đại lục phong lại là hữu hình, trong gió hắn phát hiện một chút tơ mỏng, những cái kia tơ mỏng gần như yếu ớt đến không khả quan, coi như dùng thần trí của hắn cường độ đều dò xét không đến tơ mỏng phân bộ rất không đều đều, có phong gần như không có, có cũng rất nhiều. Cách mặt đất ba trượng trong không gian gần như không có loại này tơ mỏng, càng đi trên không trung tơ mỏng càng nhiều, vượt qua vạn trượng phía trên tơ mỏng nồng nặc dọa người, tại loại này tơ mỏng bên trong, giang giật cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Đây chính là cương phong sao cái này cương phong uy lực mạnh bao nhiêu. Giang giật mở to mắt, hắn tự nhiên không dám mạo hiểm vậy mà bay lên giữa không trung đi nếm thử uy lực, dừng một chút, hắn chuẩn bị tiếp tục dò xét. Ao ao, lúc này, hắn bên tai đột nhiên nghe được một trận rất nhỏ tiếng vang, chỗ dã ngoài hoang vu, hắn không dám khinh thường, sợ có cái gì yêu thú từ dưới đất vò tới tập kích hai đứa bé, sở dĩ thần thức trước tiên hướng thanh âm đầu nguồn tìm kiếm. Ây, tìm tòi phía dưới hắn thân thể lập tức chấn động, thanh âm đầu nguồn cũng không dưới đất, mà là tại bên cạnh một cái trong chướng bồng, kia là tiếng nước, một nữ tử đang dùng thanh thủy thanh tẩy thân thể, mà người kia chính là đạm đài thị. Đạm đài thị tựa hồ cảm giác được có thần thức thò vào đến, trong tay qua bầu ném một cái, kinh hoàng ngồi xổm xuống, hai tay che trước ngực sung mãn, kia thất kinh mỹ nhân bộ dáng, để giang giật không nhịn được ta thấy mà yêu. Dáng người đúng là mẹ nó tốt, chẳng lẽ đây chính là điệp nữ tộc chỗ đặc thù. Giang giật trong nháy mắt thu hồi thần thức, trong đầu một cỗ dáng người ma quỷ nhưng thủy trung vung đi không được, đạm đài thì eo quá nhỏ, sở dĩ đường cong cũng cực kỳ khoa trương, cho người ta thị giác lực rung động dị thường cường đại, sợ là bất kỳ nam nhân nào sau khi xem đều sẽ ngủ không yên đi không đúng giang giật đột nhiên phát hiện vấn đề đôi mắt cũng lạnh xuống cái này đạm đài thị rõ ràng là cố ý nàng rất rõ ràng giang giật nghe được thanh âm hội bản năng phóng thích thần thức mà phía ngoài hộ vệ là tuyệt đối không dám thỏ vào thần thức tới thậm chí tống trung cố ý an bài hắn tại trong sơn cốc lại cũng rất có thể là đạm đài thị thụ ý mặt ngoài nói có hắn tại hội an toàn hơn chân thực dụng ý lại là vì giờ phút này a à. lại là mỹ nhân kế khóe miệng của hắn lộ ra một tia đùa cợt đối đạm đài thì giác quan cũng càng kém coi như lại thích sạch sẽ cũng không cần tại giã ngoại hoang vô tắm rửa a trong chướng bồng thế nhưng là không có bất kỳ cái gì cấm chế vòng bảo hộ nàng cũng không sợ chiêu sói tới không đúng nàng bản thân liền là nghĩ chiêu lang giang giật trợn trắng mắt không để ý tới đạm đài thị cưỡng ép khu trục trong đầu ý niệm lần nữa tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái dò xét cương phong đáng tiếc do xét dòng giã gần nửa canh giờ giang giật vẫn là không thu hoạch được gì ngoại trừ có thể cảm ứng được rất nhiều vô hình tơ mỏng bên ngoài không còn thu hoạch hắn có chút sầu muộn không sở thanh cương phong uy lực về sau như ban đêm bên trong đào tẩu nói không chừng hội mơ mơ hồ hồ chết tại cương phong phía dưới ánh mắt hắn chuyển động vài vòng có chú ý tống trung đi bắt mấy cái tiểu thú hướng bầu trời bên trên ném nếu là có thể bắt lấy cường đại yêu thú cũng cùng nhau mang về hắn thần thức khóa chặt miệng sơn cốc tống trung cái sau vui vẻ lĩnh mệnh mang theo mấy người như kiểu lưới kiếm sắc bén lao ra. Giang giật cũng tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, dò xét tống chung bên người, phát hiện cao ba trượng uổng phí phía trên tơ mỏng cũng không có khiên động xuống tới, xem ra tại mặt đất hành tẩu là an toàn. Tống chung làm việc hiệu suất rất cao, chỉ là thời gian một nén nhang liền trở lại, mang về mười mấy con cấp thấp yêu thú, tam gia yêu thú cũng có một cái. Giang giật truyền âm qua, từng cái đi trên bầu trời ném, ném đến càng cao càng tốt. Tống tổng gật đầu, nắm lên một cái hổ miêu hướng bầu trời bên trên đột nhiên ném mạnh mà đi, Giang giật cũng tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái khóa chặt bên kia, tìm tòi tra phía dưới linh hồn hắn lập tức run lên. Cái này cương phong quả nhiên hung tàn, cái kia hình thể đạt tới một trường hổ miêu vừa mới bị ném bên trên cao ba trượng uổng phí, bốn phía phong lập tức bị khiên động, trong gió sen lẫn ba cái tơ mỏng cũng bị khiên động, nhẹ nhàng lướt qua hổ miêu thân thể, tiếp lấy toàn bộ hổ miêu thân thể tự chia ra làm bốn, bị cắt đứt thành bốn phần hổ miêu liền kêu thảm đều không có phát ra tự chết đi. Kia bốn khối tàn chi tiếp tục hướng không trung bay đi, rất nhanh khiên động càng nhiều cương phong, tại hổ thân mèo con đến cao trăm trượng uổng phí lúc, nó tàn chi hoàn toàn biến mất không thấy, bị vô số cương phong xoắn thành huyết vụ. Kinh khủng, giang giật thổn thức không thôi, lại càng thêm kỳ quái những này cương phong là thế nào hình thành vì sao chỉ có đông hoàng đại lục có đông hoàng đại lục đến cùng ẩn giấu đi dạng gì bí mật kinh thiên. Vù vù, từng cái yêu thú bị ném lên không trung, Toàn bộ đều bị xoắn thành huyết phụ, coi như cái kia nhất cường đại tam gia yêu thú, cũng chỉ là bay đến 200 trượng không chung, thân thể cũng biến mất không thấy, hóa thành một đoàn huyết phụ bay lả tả trên không chung. Tống chung, mở ra thần thuẫn bay đi lên, giang giật tâm niệm vừa động, nghĩ kiểm tra một chút cương phong đối với thiên quân võ giả công kích lực độ. Tống chung nghe xong lại là đôi mắt co rụt lại, hai chân mềm nhún quỳ trên mặt đất, hoảng sợ truyền âm tới nói, đại nhân, tha mạng A, tống chung nếu là chỗ nào làm không đúng đại nhân cứ việc trách phạt, cái này bay lên không chung nhi tử ta đều không có cách nào cho ta tống chung. chương 877, tao ngộ sơn phỉ, bớt nói nhiều lời, người không bay đi lên, ta liền để bọn hắn cho người tống chung. Giang giật lạnh giọng truyền âm nói, tiếp lấy giải thích một câu, người bay chậm một chút, ta để người hướng bên nào bay tự hướng bên nào bay, yên tâm đi. Người như không chống nổi, ta hội trước tiên để ngươi xuống tới. Tống chung mặt mũi tràn đầy đắng chát, nghĩ đến Giang Giật trước đó biết trước năng lực, hắn cắn răng mở ra thần thuẫn hướng lên trên uổng phí chậm rãi bay đi, bất quá tốc độ so thỏ tử chạy còn muốn chậm. Tống đại ca, ngươi làm gì? Đại ca ngươi điên rồi sao mau xuống đây, ngươi sẽ chết. Còn lại mấy chục tên hộ vệ bị Tống Trung hù dọa, Tống Trung lại cười khổ nói ra, lăn tăn cái gì đây là tuyết đại nhân mệnh lệnh, tất cả câm miệng. Tuyết đại nhân, toàn bộ hộ vệ ngậm miệng, giam giật dùng tên giả là tuyết y sự tình bọn hắn đều tinh tường, chỉ có thể trông mong nhìn xem Tống Trung chậm rãi bay lên không. Một trường, hai trường, ba trường, tống trung sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, tốc độ cũng càng chậm mấy phần, tại hắn bay đến ba trường không chung lúc, giang giật tinh thần cũng độ cao tập trung lại, tra xét rõ ràng bên cạnh hắn phương viên trăm trường, bảo đảm hắn sẽ không ra nửa điểm sự tình. Hô hô, có ba cái tơ mỏng bị tống trung khiên động, nhẹ nhàng bay tới, giang giật cũng không để cho tống trung né tránh, hắn tin tưởng tống trung thần thuẫn cường độ nhất định có thể chống đỡ được. Ông, quả nhiên, ba cái tơ mỏng lướt qua tống trung thần thuẫn, hắn thần thuẫn sáng lên một đạo quang mang chói mắt, thần thuẫn khẽ run lên, lập tức quang mang ảm đạm xuống, nhưng cũng không có phá vỡ. Ông, Tống Trung dọa đến xanh cả mặt, vội vàng quán chú nguyên lực, để thần thuẫn lực phòng ngự đạt tới tối cường, chính hắn cũng rốt cuộc không dám hướng lên trên mặt bay. Bởi vì hắn đều không có cảm giác nào tự bị công kích, nếu muốn tiếp tục hướng lên trên mặt bay đi, sợ là cuối cùng sẽ cùng kia mấy cái yêu thú đồng dạng biến thành huyết vụ, cặn bã cũng sẽ không còn lại. Lại hướng lên trên mặt phi hành ba trường, Giang giật thanh âm lạnh lùng truyền đến, tống trung trên mặt một mảnh khóc tang, chết cha ruột, nhưng hắn dừng một chút, không dám ngỗ nghịch giang giật chỉ có thể cắn giang hướng bên phải bay đi. Ông, thần thuẫn lần nữa run lên quang mang đại thịnh, lần này tống trung hồn đều kém chút dọa không còn, bởi vì hắn thần thuẫn bạo liệt, nhưng cũng còn tốt tựa hồ cương phong năng lượng bị thần thuẫn triệt tiêu, cũng không có cương phong công kích thân thể của hắn. Tuyết đại nhân, người thả qua ta đi, hắn vội vàng lần nữa mở ra thần thuẫn, trước tiên hướng giang giật truyền âm qua, giang giật mở to mắt truyền âm nói người chút tiền đồ này đi lăn xuống tới đi các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đề phòng tống tổng như chút được gánh nặng bằng nhanh nhất tốc độ bay xuống dưới giang giật đối cương phong uy lực cũng có một chút hiểu rõ ba cái tơ mỏng không phá được tống trung thần thuẫn năm cái tơ mỏng lại có thể làm cho tống trung thần thuẫn bạo liệt tống trung trung giai thiên quân thực lực như tiếp tục hướng lên trên mặt phi hành ba trượng vậy tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ thật là khủng khiếp hắn xuyên thấu qua lều vải vải mảnh nhìn qua bầu trời xa xăm đầy mắt sợ hãi, hắn thần thuẫn rất yếu, lôi hỏa thần thuẫn cũng tạm được, nhưng lôi hỏa thần thuẫn hắn làm sao dám không có việc gì phóng thích sở dĩ dùng thực lực của hắn dám bay lên ba trượng không chung, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cương phong vô sắc vô hình, bình thường võ giả thần thức tuyệt đối dò xét không đến, trừ phi linh hồn của hắn lại cường đại gấp ba trở lên. Hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái ngược lại là có thể dò xét, vấn đề coi như có thể dò xét đến, hắn có thể tránh được cương phong tốc độ quá nhanh quá nhanh, xông lên trên không trung liền sẽ bị khiên động, hắn coi như nghĩ độn thiên cũng không kịp. Trong đêm ngàn vạn không thể đi không trung, Giang giật khuyên bảo chính mình, cũng không còn dò xét, nhắm mắt ngồi xếp bằng tu luyện, mặc dù giờ phút này không thể lấy ra đế cung, cũng không phải tại thần tứ thành, tốc độ tu luyện chỉ có gấp 10, nhưng có thể tăng cường một tia vẫn là tốt. Đồng thời hắn còn một bên cảm ngộ phần diệt thương khung vô thuật, cái này vô thuật mấy năm này tiến triển không tệ, hắn đều có thể ngưng tụ ra cửu thiên long viêm lại hướng lên hẳn là có thể ngưng tụ ra thiên hỏa hắn hỏa linh châu bên trong lôi hỏa tiêu hao gần nửa vạn nhất về sau thường xuyên đại chiến lôi hỏa tiêu hao hết hắn không có cường đại hỏa diễm lực phòng ngự sẽ giảm bớt đi nhiều hắn cảm mộ người kiến trên người tuyến lộ đồ có thể cùng lôi hỏa dung hợp được đồng thời dung hợp phong hệ đạo văn chế tạo ra lôi hỏa thần thuẫn đồng dạng hắn cũng có thể dùng cái khác hỏa diễm ngưng kết hỏa diễm thần thuẫn bất quá lực phòng ngự khẳng định không có mạnh như vậy dù sao lôi hỏa là trước mắt hắn đạt được tối cường hỏa diễm một đêm thời gian thoáng một cái đã qua. Hừng đông về sau mọi người qua loa ăn một chút lương khô tựu lên đường, giang giật tại lúc tờ mở sáng lần nữa dò xét một phen, phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng, tại phía đông tảng sáng dương quang vẩy xuống đại địa về sau, không trung cương phong tự động biến mất, biến mất vô tung vô ảnh, tựu liền cao vạn trượng uổng phí đều không có. Đạm đài thị hôm nay đổi một thân váy trắng, bịt kín lụa trắng, đôi mắt có chút không dám cùng giang giật đối mặt. Tại giang giật đảo qua nàng lúc, trong mắt nàng lộ ra vẻ thẹn thùng, giang giật nội tâm khịt mũi coi thường. đối với nữ nhân này khôn vật có chút phản cảm. chiến xa tiếp tục phi hành, có giang giật một đường dò xét, hành trình trở nên vô cùng an toàn. đông hoàng đại lục sơn phỉ hoàn toàn chính xác rất rất nhiều, gần như cách mỗi khai vạn lý tự có một cái sơn phỉ cứ điểm, rất nhiều cứ điểm đều ẩn tàng rất sâu, nếu không phải giang giật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái lại phóng thích thần niệm, sợ là cũng rất khó tra xét được. bất luận cái gì bên trong cứ điểm đều sẽ có huyễn cảnh. Chỉ cần có huyến cảnh liền sẽ có cấm chế ba động Giang giật cũng có thể thông qua cấm chế ba động dò xét đến Một đường cũng thường xuyên có thể phát hiện sơn phỉ trinh sát Giang giật có được thần niệm vô thuật liền là có được một đôi thiên nhãn Những này trinh sát đều chạy không khỏi hắn dò xét Mỗi lần có trinh sát giang giật hội trước tiên để tống trung dẫn người đánh giết Trinh sát thực lực đều không cao Nếu không cũng sẽ không biến thành trinh sát Thời khắc có thể bỏ mạng Bình tĩnh phi hành một buổi sáng Đến xuống giữa trưa Giang giật quát lớn âm thanh đột nhiên vang lên, xuống dưới, lập tức xuống dưới tìm địa phương ẩn núp. Hiu hiu hiu, tống chung bọn người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lực chấp hành rất mạnh, trước tiên hộ vệ hai chiếc chiến xa hướng phía dưới bay đi, xông vào một cái hẻm núi nhỏ bên trong, chiến xa cũng thu vào, toàn bộ người đều ẩn thân tại trong hạp cốc, thần thức bốn phía giò xét. Giang giật cũng cùng mọi người tiềm phục tại cùng một chỗ, hắn nhìn thấy mọi người hoảng sợ bốn phía giò xét, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hạ lệnh, đều không cho phép phát ra thần thức toàn bộ ngừng thở, thu liếm khí tức, không cho phép phát ra bất kỳ thanh âm, đạm đài thị đem hai đứa bé đánh cho bất tỉnh. Đông, đông, thị nữ không dám ra tay, đạm đài thị cũng rất là quả quyết, một tay hóa thành cổ tay chặt tại hai đứa bé sau đầu vỗ một cái, hai đứa bé bị đánh cho bất tỉnh đi qua. Tống chung mấy người cũng minh bạch khẳng định phát sinh đại sự, lập tức cũng không dám nhô ra thần thức, nằm dạp trên mặt đất đại khí không dám phun ra. Giang giật cũng không có nhô ra thần thức, đôi mắt lấp lóe, ánh mắt nhìn qua tiểu thiên cùng tiểu ngư, ám đạo nếu thật là xảy ra chuyện, liền đem hai hài tử thu nhập đế cung bên trong, những người khác hắn khẳng định mặc kệ trực tiếp trốn. Vù vù, một nén nhang về sau, phía đông bầu trời truyền đến từng đạo tiếng xé gió, tiếp lấy một cỗ khí thức cường đại theo bên kia truyền đến, nơi xa còn mơ hồ truyền đến tiếng nổ, cùng võ giả tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết. Dầm dầm rầm, tiếng nổ càng ngày càng nhiều, xa xa dãy núi cũng không ngừng bị chấn động, tống chung bọn người len lén liếc một cái, sắc mặt toàn bộ đại biến. Bầu trời có hai cái quân đoàn ngay tại khai chiến, sai. Phải nói một cái quân đoàn ngay tại truy sát một cái khác quân đoàn, hai bên đều có hơn một vạn người, tùy ý cảm ứng thoáng cái khí tức, hai bên thiên quân đỉnh phong ít nhất có trăm người, thiên quân thì có mấy ngàn người. Nguyện huyền đế phù hộ chúng ta, đạm đài thị ngồi xổm trên mặt đất, trong tay lấy ra một cái dao găm, treo tại trên cổ. Cái này hai bên rõ ràng đều là sơn phỉ quân đoàn, rơi vào bất kỳ một cái nào quân đoàn trong tay, nàng đều sẽ trở thành sơn phỉ bên trong phát tiết công cụ, như thế nàng còn không bằng chết đi. chương 878, toàn bộ lăn đi, sơn phỉ quân đoàn sinh hoạt phóng túng loạn là thiên tinh giới nổi danh, thường thường có nữ tử rơi vào quân đoàn trong tay, hạ tràng đều sẽ rất thảm, ngày đêm bị sơn phỉ bọn họ phát tiết, thậm chí còn có thể bị điều giáo trưởng thành chó, bị chút xuống cương liệt xuân dược loại hình, sau cùng kết cục chỉ có tươi sống bị đùa chơi chết. Nữ tử này ngược lại là có chút cương liệt, Giang giật xem xét đạm đài thị một chút âm thầm gật đầu, lần trước tại tội hải tao mộ sơn phỉ lúc, nàng cũng lấy ra dao găm tùy thời chuẩn bị tự sát, bất luận như thế nào, chỉ ít nàng có dũng khí tìm chết, đây chính là đáng kính nể. Vù vù, một phương sơn phỉ quân đoàn hiển nhiên chiến bại, hoảng sợ bốn phía bỏ trốn, căn bản không ai dám dừng lại. Cũng chỉ có số ít người đang phản kích, càng không có người bốn phía dò xét, chỉ lo đến hoảng sợ bỏ trốn, chờ mấy ngàn người bay qua, còn không người chú ý hẻm núi nhỏ bên trong mọi người, tống chung bọn người có chút thở ra một hơi. Giang giật trên thân khí tức hoàn toàn thu liếm, cũng không cần huyễn ảnh thần thông mô phỏng ra thiên quân đỉnh phong khí thức, nếu không rất dễ dàng gây nên cường giả chú ý. Mọi người có chút giải sầu, hắn lại là đầy mắt ngưng trọng, chạy trốn sơn phỉ không dụng thần thức dò xét, truy sát sơn phỉ khẳng định hội bốn phía dò xét, để tránh có người ẩn núp. Dầm dầm dầm, chạy trốn ở phía sau thiên quân không ngừng phản kích, nơi xa càng là vô số lưu quang bay vụt mà đến, khắp thiên đều là, trên bầu trời không gian bị chấn động ra từng cái từng cái khe hở kinh khủng bão tố phong càn quấy thổi đến phía dưới rất nhiều đại thụ lá cây bay tán loạn cũng không ít lưu quang đánh vào ngọn núi bên trên đem từng tòa sơn phong nổ tung tiếng oanh minh sơn phong tiếng sụp đổ đất đá trượt xuống âm thanh bên tai không dứt chạy trốn thiên quân rốt cuộc toàn bộ cũng bay qua đỉnh đầu của mọi người giang giật tâm cũng treo lên tống chung bọn người nhìn thấy giang giật thần sắc nội tâm đều lo lắng bất an nhưng ai cũng không có cách chỉ có âm thầm cầu nguyện Quả nhiên, không ngừng có người theo trên không bay qua, thỉnh thoảng cũng có thần thức đảo qua phụ cận tìm tòi, vẹn vẹn nửa nén hương thời gian, ít nhất có hơn 10 đạo cường đại thần thức đảo qua mọi người. Hô hô, tại kia hơn 10 đạo cường đại thần thức đảo qua về sau, Tống Trung phát hiện Sơn Phỉ cũng không hề để ý mọi người, tiếp tục hướng nơi xa truy sát, toàn bộ đều âm thầm thở dài một hơi, người phía trước tìm kiếm qua, phía sau Sơn Phỉ sẽ không tiếp tục tìm tòi a. À. Truy sát Sơn Phỉ rất nhiều người, tốc độ cũng rất nhanh, đương nhiên sơn phỉ bọn họ chiến tuyến kéo đến rất dài, nếu không giang giật đã sớm để mọi người đi vòng qua. Chỉ là trong chốc lát, tự có mấy trăm thiên quân theo mọi người đỉnh đầu phụ cận bay qua, phía trước cường đại thiên quân dò xét qua, người phía sau gần như đều không có dò xét, chỉ mù quáng hướng phía trước điên cuồng đuổi theo. Hô hô, lần nữa đợi một hồi, giang giật đoán chừng truy sát sơn phỉ quân đoàn hẳn là có hơn phân nửa người đều bay đi, trong lòng của hắn thạch đầu rốt cuộc rơi xuống. Nhiều như vậy sơn phỉ, nếu là khai chiến hắn ngoại trừ phóng thích lôi đình chi nổ cùng thần âm thiên kỹ bên ngoài, chỉ có thể độn thiên thoát đi, phóng thích bất luận cái gì thần thông thân phận của hắn đều sẽ bại lộ, trừ phi hắn đem phụ cận tất cả mọi người đánh giết. Nhiều người như vậy hắn có thể giết ánh sáng kia là tuyệt đối không thể nào. Ừ, quét qua thần thức đột nhiên ở trên người hắn đảo qua, hắn bị giật mình tỉnh lại, sau đó để sắc mặt hắn trong nháy mắt biến thành âm trầm sự tình phát sinh trên bầu trời một cái sơn phỉ hoa hoa kêu to lên, hoa, phía dưới có một cái cực phẩm mỹ nhân. Bá bá bá, mấy chục đạo thần thức lập tức quét tới, cuối cùng thần thức đều khóa chặt đạm đài thị, từng đạo tiếng xé gió cũng gấp nhanh tới gần, giang giật thần thức quét qua thầm mắng không ngừng, mắt đỏ quả nhiên là hỏa thủy, đạm đài thị mỹ mạo rước lấy tai họa, có bốn năm trăm thiên quân bay tới, mà thiên quân đỉnh phong còn có hai người. Sơn phỉ đại bộ đội vừa mới qua đi, bên này một khi khai chiến, thế tất kinh động cách đó không xa đại bộ đội. Ông, tống chung bọn người toàn bộ mở ra thần thuẫn, binh khí trong tay xuất hiện chuẩn bị liều chết một trận chiến, đạm đài thị trong mắt cũng lộ ra tuyệt vọng, trong tay dao găm chống đỡ ngực đã đâm rách hy phục, tùy thời chuẩn bị tự sát. Nàng ánh mắt nhìn qua hai đứa bé, lập tức nhìn về phía giang giật bịch thoáng cái quỷ trên mặt đất, cầu khẩn nói, tuyết đại nhân, xin ngài mang theo ta hai cái hài tử rời đi, thiếp thân nếu là đời sau, nhất định làm châu làm ngựa báo đáp ngài. Giang giật không để ý đến đạm đài thị, trong đầu có chút xoắn suýt, là chiến vẫn là trốn. Chiến là không thể nào, hắn không có năng lực đem tất cả mọi người chém giết, thân phận tuyệt đối sẽ lộ ra ánh sáng. Nếu là trốn, tống chung bọn người có thể ngăn cản một hồi, sơn phỉ mục tiêu là đạm đài thị, hắn có cơ hội thoát đi phụ cận lại độn thiên rời đi, dạng này liền sẽ không bại lộ thân phận. Đạm đài thị nhìn thấy giang giật bất động thanh sắc có chút cuốn lên, nhanh chóng hướng trên mặt đất dập đầu, dập đầu đến đầu đều phanh phanh rung động, tống chung bọn người thì lưu lại ba người, còn lại toàn bộ bay đi lên, trong mắt đều lộ ra vẻ điên cuồng, chuẩn bị chịu chết. Vù vù, mấy tên thị nữ cũng lấy ra binh khí, nhưng các nàng cũng không chuẩn bị khai chiến, mà là chuẩn bị tự sát, các nàng thấp nhất đều là kim cương võ giả, cũng có hai người đạt đến thiên quân, nhưng nếu là thị nữ sức chiến đấu khẳng định yếu đến đáng thương, xông đi lên tuyệt đối sẽ bị miểu sát. Phanh, phanh phanh phanh, đạm đài thị còn tại không ngừng dập đầu, giang giật thấy được nàng tuyết trắng trên trán một mảnh xương đỏ, coi lại một chút ngất đi hai đứa bé, cuối cùng vẫn không có nhẫn tâm, hắn đôi mắt nhất chuyển, đột nhiên quát khẽ nói tống chung các ngươi trở về. Hưu, giang giật thân thể phóng lên tận trời, trên người hắn khí tức cũng từ từ kéo lên, con người khóa chặt sơn phỉ hai tên thiên quân đỉnh phong cùng một đám sơn phỉ quát khẽ nói, lăn đi. Lui, tống chung bọn người gần nhất đối với giang giật mệnh lệnh quen thuộc tuân theo, hắn mới mở miệng toàn bộ người lập tức lui lại, bay vụt hồi trở lại hẻm núi bên trên, bất quá đều không có sông đi vào, mà là tại hẻm núi phía trên một cái trên đá lớn đứng thẳng, đôi mắt nóng rực khóa chặt phóng lên tận trời giang giật, chờ mong hắn đại phát thần uy. Ừ, trên bầu trời lao xuống sơn phỉ toàn bộ bỗng nhiên ở giữa không trung, càng xa xôi còn có rất nhiều sơn phỉ bị giang giật khí tức hấp dẫn, lại có mấy trăm người hướng bên này bay tới. Giết, sơn phỉ bọn họ bị giang giật không ngừng kéo lên khí tức ngơ ngẩn một hồi, bất quá lợi mã tỉnh ngộ lại, hai tên thiên quân đỉnh phong đồng thời trượt quát một tiếng, trong tay hai thanh binh khí lấp lánh ra bạch quang liền muốn công kích. Nói thêm câu nữa, lăn đi, Giang giật không có động thủ, chỉ là lạnh lùng quát lớn, mười hơi thời gian bên trong biến mất tại ta trong tầm mắt, nếu không giết chết bất luận tội. Ông, trong lúc nói chuyện, Giang giật trên thân khí thế lần nữa kéo lên, hắn vừa rồi đã đạt đến thiên quân đỉnh phong, giờ phút này tiếp tục kéo lên lại có kết quả gì? Tất cả sơn phỉ vừa mới muốn thả ra công kích toàn bộ dừng lại, càng xa xôi bay tới sơn phỉ cũng trong nháy mắt đã ngừng lại thân thể, trong mắt đều là hoảng sợ cùng vẻ không dám tin nhìn qua Giang giật tựa như nhìn qua một cái trong địa ngục đi ra ác ma. Không sai, Giang giật lợi dụng huyễn ảnh thần thông, mô phỏng ra lôi cô khí thế trên người, để cho mình khí thế đạt đến nửa thần cảnh. Bán thần khí huyết quá cường đại, khí tức cũng như hồng hoang mãnh thú làm người ta khí đều không xuyên thấu qua được. Đám kia sơn phỉ giờ phút này tựa như Giang giật ban đầu ở kim ô bí cảnh bên trong đối mặt cái kia yêu hoàng, nội tâm đều là kinh khủng cùng không thể địch lại suy nghĩ. Hưu, xa xa sơn phỉ hoảng sợ đào tẩu, phụ cận mấy trăm sơn phỉ tỉnh mộ lại, bằng nhanh nhất tốc độ đào tẩu, căn bản không có nửa điểm chiến ý. Bán thần cường giả kia là trên thế giới này nhất tồn tại cường đại, bọn hắn mặc dù không rõ tại sao lại có bán thần ra cái này dã ngoại hoang vu, nhưng bọn hắn đều hiểu không trốn, chỉ có một con đường chết. Cái này, tống chung bọn người khiếp sợ trợn mắt líu lưới, phía dưới đạm đài thì càng là mặt mũi tràn đầy đỏ tươi, một cỗ linh lung thân thể mềm mại không ngừng rung động, tựa như đạt tới hưng phấn cực điểm sẽ phun trào, chương 879, Lang Nha Thành, Kim Cương Đỉnh Phong cùng thiên quân vẻn vẹn cách xa một bước, nhưng thực lực chênh lệch rất xa, thiên quân có được thần thuẫn có thể quét ngang một mảnh Kim Cương Đỉnh Phong, gần như có rất ít Kim Cương Đỉnh Phong có thể đánh giết thiên quân. Bán thần cùng thiên quân Đỉnh Phong, đồng dạng là cách xa một bước, thực lực thật là chênh lệch thiên địa. Trong lịch sử chưa bao giờ thiên quân từng đánh chết bán thần sự tình, coi như năm đó huyền đế, tại thiên quân cảnh lúc cũng tương tự không thể đánh giết bán thần. Bán thần là trên thế giới này nhất tồn tại cường đại, bất kỳ cái gì bán thần đều có thể trở thành chúa tể một phương, nếu như đi ra nhập đại gia tộc, kia địa vị tuyệt đối gần với tộc trưởng phía dưới, coi như tộc trưởng công tử đắc tội hắn, hắn muốn giết vị công tử này, tộc trưởng cũng sẽ không ngăn lấy. Bực này cường giả tùy ý đi nhận chức gì một cái gia tộc, đều sẽ bị tối cao quy tắc đối đãi, coi như đi cửu đế gia tộc cũng sẽ có thái thượng trưởng lão chi vị hư bữa tiệc mà đối đãi, cửu đế gia tộc tôn quý nhất công tử trông thấy hắn tuyệt đối sẽ cung cung kính kính hành lễ. Giang giật đoán được không sai, thiên hỏa thành là cái thành nhỏ, đạm đài gia tộc cũng chỉ có 6 vị thiên quân đỉnh phong, thiên quân ngược lại là có gần vạn người, nhưng thiên quân liền là thiên quân, cùng bán thần là tuyệt đối không thể so được. Đạm đài thị đời này thấy qua người mạnh nhất cũng chính là thiên quân đỉnh phong, không nghĩ tới giang giật lại là bán thần. Nghĩ đến chính mình đã từng muốn dùng thân thể đi mời chào một cái bán thần, đạm đài thị ánh mắt lộ ra một tia xấu hổ, bất quá lập tức lại có chút kinh nghi, giang giật mang đến cho hắn một cảm giác rất trẻ trung, đây là nữ nhân giác quan thứ sáu dưới cái nhìn của nàng giang giật tuyệt đối không cao hơn 35. Một người vô luận hắn cỡ nào cường đại, bề ngoài cỡ nào tuổi trẻ, già liên là già, trên thân cũng sẽ tự nhiên mà vậy tản mát ra già nua khí thức, điểm này đạm đài thì tự nhận là tuyệt đối sẽ không cảm giác sai, đây cũng là nàng nguyện ý hủy thân cho giang giật nguyên nhân, tiện nghi một cái tuổi trẻ cường giả, dù sao cũng so tiện nghi trong tộc đám lão già này tốt. Hưu, giang giật thân thể bay vụt mà xuống, mặt không biểu tình, đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia đắng chát mặc dù hắn dùng nguyễn ảnh thần thông dọa lui địch nhân nhưng hôm nay việc này vẫn là làm phi thường mua xuẩn bán thần cường giả ở đâu đều sẽ bị chú ý bên này xuất hiện một cái bán thần cũng sẽ bị rất nhanh chuyển bá ra ngoài nếu có gia tộc để mắt tới hắn dùng đặc thù thần thông truy sát hội dẫn phát rất nhiều phiền toái không cần thiết bại lộ nguy hiểm cũng sẽ tăng lớn bất quá tại hắn nhìn thấy hai đứa bé kia gương mặt non nớt về sau hắn lại cho rằng hôm nay việc này làm đúng một khi hắn mang theo hai đứa bé đào tẩu, đạm đài thì sẽ chết đi, hai đứa bé này cũng sẽ biến thành cô nhi. Hôm nay việc này lý tính tới nói là sai, nhưng cảm tính tới nói lại là đúng. Giang giật cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ ít hôm nay chạy trốn, hắn sẽ một đời tử không an, về sau cũng sẽ máu lạnh hơn, cuối cùng biến thành một cái chính hắn đều chán ghét người. Nhìn cái gì vậy, nhìn thấy mọi người sướng sờ nhìn qua hắn, hắn có chút khó chịu nhếch miệng nói, chuyện hôm nay ai cũng không cho phép truyền ra ngoài, của ta bất kỳ tin tức gì ai dám lộ ra một tia, tự gánh lấy hậu quả. Vâng, đại nhân, tống chung bọn người bị giang giật lặng lẽ quét qua, toàn bộ thân thể run lên chắp tay đáp, đạm đài thị sửa sang lại y phục, thật sâu cho giang giật cong xuống, cũng không tiếp tục nói một câu cảm tạ loại hình nói nhảm. Nàng là cái cực kỳ nữ nhân thông minh, cũng cảm giác nhạy cảm đến, nàng trước đó khôn vặt tiểu động tác đưa tới giang giật phản cảm, tự nhiên không còn dám phạm. Sơn phỉ quân đoàn toàn bộ bay mất, xa xa sơn phỉ đại bộ đội cũng không dám đến tìm phiền phức. Giang giật bọn người lần nữa lên đường, lần này hắn không dám khinh thường, thần niệm thời khắc đều đang dò xét phương viên mấy chục vạn lý phạm vi, tránh cho xuất hiện lần nữa vừa rồi loại tình huống kia. Rất nhanh đêm xuống, mọi người lại tìm địa phương qua đêm, lần này tìm một cái tiểu thủy đường phụ cận, là đạm đài thì yêu cầu. Giang giật vốn cho rằng nàng lần nữa muốn đùa nghịch khôn vật, bất qua thấy được nàng một thân đều là bùn đất, trên mặt còn có bùn ô nhiễm cũng liền bình thường trở lại tống trung bọn người rất thủ quy củ rời đi đầm nước hai dặm chỗ hạ trại đem đầm nước đều bao vây lại giang giật tự nhiên hưởng thụ yêu đãi cùng một đám nữ tử cùng một chỗ tại cạnh đầm nước bên cạnh qua đêm tùy ý ăn một điểm mấy tên thị nữ mang theo hai đứa bé đi trong đầm nước cho các nàng tắm rửa hai đứa bé cũng vui sướng không ngừng cười to trong nước chơi đùa để giang giật rất là vui mừng như hôm nay hắn bỏ xuống mọi người mặc kệ chỉ sợ hai đứa bé cũng không cười nổi nữa đi sau đó chàng diện để giang giật có chút ăn không tiêu, mấy tên thị nữ lại đơn giản dùng vải vóc vây quanh thoáng cái, sau đó phục thị đạm đài thị đi vào tắm rửa, các nàng đi theo thoát hy đi vào tắm rửa, hôm nay tại trong hạp cốc đều là mùi hôi thối, đây đối với nữ tử tới nói cũng không có thể tiếp nhận. Mặc dù phụ cận có một cái nam tử tại cái này, nhưng cái này nam tử cường đại đến để đám này thị nữ run sợ, đều có quỷ bái chi tâm, tăng thêm giang giật xưa nay không làm loạn, đám này thị nữ cũng liền đỏ mặt rất là yên tâm cùng nhau tắm tắm. Đương nhiên, nếu là giang giật đại phát thú uy, đoán chừng đám này thị nữ cũng sẽ cam tâm tình nguyện bị quất soi a à. Đạm đài thì càng lại yên tâm vô cùng, như giang giật muốn đùa bỡn nàng, nàng còn cầu còn không được, đoán chừng giang giật chỉ một câu thôi ngón tay, nàng liền sẽ chủ động rút đi y phục như một con chó nhỏ lẻ lưỡi bỏ qua đi thôi. Giang giật thành thành thật thật đi tới trong chướng bồng, không dám nhô ra thần thức, như lão tăng ngồi, nhưng bên tai không ngừng truyền đến tiếng nước, còn có bọn thị nữ vui đùa ẩm ý tiếng cười khẽ vẫn là như gió nhẹ truyền vào trong tai của hắn. Phu nhân thân thể thật đẹp, phu nhân, người chỗ ngoặt khẽ cong thân thể, ta giúp người thanh tẩy đằng sau. Phu nhân, đợi lát nữa mặc màu hồng phần áo lót sao. Giang giật thính lực quá mạnh, coi như hắn không muốn nghe, thì nữ nhỏ giọng lời nói cũng không ngừng truyền đến, trong đầu của hắn cũng tự động hiện ra từng màn hương diễm vô cùng hình tượng. May mắn hắn tâm tính rất là cường đại, nghe khô khốc một hồi giòn trực tiếp nhập đỉnh tu luyện, đương nhiên hắn không dám vào nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái, nếu không bốn phía hết thảy đều sẽ cảm ứng được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai mọi người tiếp tục lên đường, lần này giang giật đồng dạng càng thêm cẩn thận, thời khắc đều tại dùng thần niệm dò xét, lang nha thành rời đi bờ biển chỉ có hơn 200 vạn lý, mọi người mặc dù không có cưỡi thiên cơ thuyền, tốc độ chậm rất nhiều. Nhưng ngoại trừ cưỡi chiến xa người, còn lại đều là thiên quân tốc độ vẫn là khả quan, Tại mặt trời lặn thời gian, mọi người rốt cục đã tới Lang Nha thành phía đông một cái trấn nhỏ bên trong. Hô hô, nhìn thấy tiểu trấn về sau, tống chung bọn người toàn bộ thở ra một hơi thật dài, có thể nhìn thấy tiểu trấn thôn xóm kia đại biểu rời đi thành trì không xa. Những này tiểu trấn thôn xóm phòng ngự vòng bảo hộ đều phi thường yếu, tùy ý một cái thượng giai thiên quân đều có thể đánh tan, nhưng những này tiểu trấn cũng sẽ không có sơn phỉ công kích, nếu không sẽ làm tức giận phụ cận thành trì gia tộc, những này thôn xóm tiểu trấn đều bị thành trì bảo hộ. Tống Trung, kề bên này có rất nhiều sơn phỉ quân đoàn đều rất cường đại, vì sao không công chiếm thành trì rất nhiều lớn sơn phỉ quân đoàn thực lực đều không kém A. Giang giật tùy ý cảm ứng thoáng cái xa xa lang nha thành, phát hiện có được thiên quân đỉnh phong khí thức cường giả cũng không phải là rất nhiều, hẳn là tính được chỉ có hơn 20 cái, mà rất nhiều đại sơn bọn phỉ đoàn, cũng tỷ như hôm qua tao mộ kia hai cái, đều có được hơn 10 vị thiên quân đỉnh phong, đánh hạ thành trì dư xài. Tống Trung vừa chắp tay truyền âm nói, đại nhân, cái này muốn nhìn là cái gì vực, tỷ như Lâm Hải vực cùng chúng ta Thiên Khải vực, vực chủ đều quản lý rất nghiêm ngặt. mỗi một vị thành chủ đều là vực chủ tứ phong, người coi như dẹp xong thành trì cũng không làm được thành chủ, sẽ còn bị vực chủ phái binh tiêu diệt. đương nhiên cũng có rất nhiều vực tương đối hỗn loạn, ai đánh hạ thành trì liền là thành chủ, có đôi khi một thành trì nửa tháng đều có thể đổi chủ 4 năm lần. a à nha, Giang giật nhẹ gật đầu, truyền âm nói, đợi trời sáng đến lang nha thành, chúng ta tụ mỗi người đi một ngả đi ta còn có việc các người có thể cưới truyền tống trận xoay chuyển trời đất khải vực. Truyền tống trận, tống trung sắc mặt tối sầm lại, đắng chát truyền âm nói, đại nhân, ngươi quá để mắt chúng ta, ngươi coi như đem chúng ta đều bán, chúng ta cũng không ngồi nổi truyền tống trận A. Cắt cắt chương 880, nguy cơ, không ngồi nổi truyền tống trận. Giang giật hồ nghi nhìn lướt qua tống trung hỏi, nơi này cưới truyền tống trận rất đắt. Không phải rất đắt, mà là đắt đến không thể nào tiếp thu được. Tống Trung cười khổ truyền âm nói, nếu là có cửu đế gia tộc liên hợp phát ra lệnh bài, có lẽ gia tộc tộc trưởng còn có thể chịu đựng nổi, bởi vì cửu đế gia tộc lệnh bài tại rất nhiều vực nội đều là nửa giá, thậm chí có thể chỉ cần một thành thiên thạch, hoặc là hoàn toàn miễn phí. Cửu đế gia tộc lệnh bài quá chân quý, tỉ như chúng ta thiên khải vực cũng chỉ có vực chủ mới có tư cách thu hoạch được. Không có cửu đế gia tộc lệnh bài, có cái này một vực vực chủ phát ra lệnh bài, tại vực nội truyền tống cũng hơi tốt đi một chút, mỗi lần chỉ cần ra nửa giá thiên thạch liền có thể truyền tống chúng ta cái gì lệnh bài đều không có dùng phu nhân trên người thiên thạch hẳn là thiên khải vực đều truyền tống không đi giang giật nghe được mơ mơ hồ hồ hơi không kiên nhẫn truyền âm nói người nói đều là nói nhảm nói điểm chính truyền tống một lần muốn bao nhiêu thiên thạch a à nha tống trung vội vàng truyền âm nói ngày này khải vực một lần truyền tống hẳn là ít nhất 10 vạn thiên thạch đi giang giật lông mày nhíu lại không thèm để ý chút nào mười vạn thiên thạch đối với hắn mà nói căn bản cũng không phải là sự tình. trước khi hắn tới tiền vạn quán thế nhưng là cho hắn mười tỷ thiên thạch. tống trung nhìn thấy giang giật xem thường, vội vàng giải thích nói: đại nhân, cái này truyền tống cũng không phải là tùy ý truyền tống đi nhận chức ý thành trì, mà là chỉ có thể truyền tống đi phụ cận thành trì. sau đó từng bước từng bước thành trì truyền tống, nơi này đi thiên khải vực ta đoán chừng ít nhất phải truyền tống một ngàn lần đi. đương nhiên, nếu là có lệnh bài, có thể siêu viễn cự ly truyền tống một ngàn lần. Giang giật trợn trắng mắt, vậy còn không đến truyền tống đến đã hôn mê a à. Không bằng hắn ngược lại là cũng không lo lắng, giá cả mặc dù đắt một chút, cũng có thể trong phạm vi chịu được, coi như tốn hao cái vài tỷ thiên thạch, hắn mí mắt cũng sẽ không nháy thoáng cái, dù sao năm đó hắn một bức họa liền bán ra trăm tỷ giá trên trời. Được rồi, đưa Phật bên trên Tây Thiên, ta dù sao cũng muốn đi phương Bắc, tiện đường mang theo các người truyền tống đi thiên khải vực đi. Giang giật khoát tay áo, hắn muốn đi Phật Đế Thành, kia nhất định phải vượt ngang thiên khải vực, dù sao hắn một người truyền tống cũng muốn nhiều như vậy thiên thạch, không bằng mang theo bọn hắn cùng đi. Đa tạ đại nhân, Tống Trung vội vàng đại hỉ, giang giật nói như thế, kia trên thân khẳng định không kém thiên thạch, Tống Trung cũng có chút âm thầm xấu hổ, đoạn đường này muốn người ta hộ tống, giờ phút này truyền tống phí tổn còn muốn giang giật ra, cái này tiện nghi chiếm lớn. Trong lúc nói chuyện trời cũng sắp tối rồi, mọi người đã tới tiểu trấn bên ngoài, Tống Trung đi tiểu trấn cửa ra vào nộp lên một chút thiên thạch về sau, mang theo mọi người đi một chút đi vào tiểu trấn nhân khẩu không nhiều mà lại xem xét cơ bản đều là phổ thông bình dân đương nhiên cũng có rất nhiều võ giả thiên quân cũng có một chút tống trung mang theo mọi người tìm tới một nhà tốt nhất khách sạn chiến xa cũng được lái vào hậu viện bọn hộ vệ ở tại trước mặt trong phòng khách giang giật cùng đạm đài thì bọn người thì ở tại đơn độc trong biệt viện giang giật đã sớm dò xét qua cái này tiểu trấn tối cường chỉ có trung giai thiên quân cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm có tống trung bọn hắn hộ vệ hắn cũng lười quản, trực tiếp đi vào phòng chìm vào giấc ngủ. Trời vừa sáng, Tống Trung tự phái người đưa tới sớm một chút, ăn một chút mọi người ra tiểu trấn thẳng đến Lang Nha Thành, bất quá lần này điệu thấp làm chủ, mọi người không có cưới trước đó chiến xa, mà là mua hai chiếc xe ngựa. Dừng lại, điều tra, khi tiến vào cửa thành lúc phát sinh một điểm nhỏ phong ba, một đội răng sói quân thông lệ kiểm tra, một cái tiểu thống lĩnh nhìn thấy đạm đài thị sau trợn cả mắt lên, nếu không phải Giang giật thả ra một tia khí tức, sợ là cái này tiểu thống lĩnh sẽ trực tiếp làm loạn. Giang giật thả ra thiên quân đỉnh phong khí tức, cái này tiểu thống lĩnh tự nhiên không dám trêu chọc, dù sao đắc tội mạnh như thế người, coi như bị đánh giết, lang nha thành cũng sẽ không vì hắn ra mặt. Mọi người thuận lợi tiến vào thành trì, Giang giật không muốn tái khởi bất kỳ gợn sóng nào, để tống trung thẳng đến trong thành quảng trường, chuẩn bị truyền tống rời đi. Giang giật muốn dẫn mọi người truyền tống đi thiên khải vực sự tình, Tống Trung đã sớm truyền âm nói cho Đạm Đài Thị, Đạm Đài Thị cũng rất hiểu làm người, đem trên người mấy ngàn vạn thiên thạch đều cho Tống Trung, bàn giao hắn trừ phi thiên thạch sử dụng hết, mới khiến cho Giang giật tốn kém. Tống Trung đến quảng trường sau trước tiên cùng truyền tống trận hộ vệ bên cạnh thương lược, nộp lên thiên thạch về sau, hắn lúc này mới thấp giọng tới bẩm báo nói, tuyết ra, phu nhân có thể truyền tống. Giang giật bọn người đi xuống xe ngựa, đạm đài thị trên đầu vây quanh hắc xa, căn bản thấy không rõ mặt, nhưng như ma quỷ dáng người đồng dạng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nếu không phải giang giật cùng tống trung bọn người khí tức đều rất cường đại đoán chừng có người cũng sẽ lên ý niệm không chính đáng tiến vào truyền tống trận tống trung hướng truyền tống trận bên cạnh một tên thống lĩnh nhìn thoáng qua cái sau vung tay lên nói mở ra truyền tống trận ông mấy chục tên thiên quân đồng thời đánh ra nguyên lực khởi động truyền tống trận truyền tống quang mang phát sáng lên giang giật bên người chỗ không gian chấn động không ngớt một đạo quang trụ phóng lên tận trời bắt đầu truyền tống không đúng, Giang giật tại thời khắc này sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nơi này truyền tống trận rõ ràng cùng tội đảo bên trong khác biệt, nơi này truyền tống lúc không chỉ có không gian chấn động, linh hồn của hắn tại thời khắc này còn bị chấn động. Linh hồn bị chấn động đây là việc nhỏ, tại thời khắc này hắn cảm giác chính mình nguyễn ảnh thần thông tự động giải trừ. Nói một cách khác truyền tống thời điểm, hắn sẽ biến thành bộ dáng lúc trước, linh hồn khí tức cũng là bộ dáng lúc trước. Ông, truyền tống trận sáng lên trướng mắt bạch quang, Giang giật bọn người biến mất tại trong truyền tống trận, truyền tống sinh ra không gian chấn động cũng làm cho Giang giật tạm thời đầu váng mắt hoa một hồi. Tại cảm giác chính mình hai chân dẫm lên trên mặt đất lúc, Giang giật trước tiên cải biến linh hồn khí tức, bất quá cũng không dám dùng huyễn ảnh thần thông cải biến diện mạo, mà là đem đầu thật sâu thấp. Để Giang giật thấp thỏm lo âu sự tình phát sinh, tại bọn hắn vừa mới truyền tống tới về sau, trong nháy mắt có mấy đạo thần thức quét tới, dò xét mấy lần, lập tức những cái kia thần thức đều bị đứng tại đạm đài thị trên thân, Giang giật thở ra một hơi thật dài, lặng yên vận dụng huyễn ảnh thần thông hơi để cho mình diện mạo cải biến một chút xíu, đồng thời trước tiên truyền âm cho người bên cạnh, đi ngoài sân rộng, trước biệt chuyện đưa, cũng đừng nhìn ta. Tống chung bọn người không dám kháng mệnh, thành thành thật thật đi ra truyền tống trận, hướng ngoài sân rộng mặt đi đến, bị thị nữ ôm hai đứa bé truyền tống về sau có chút hoa mắt chóng mặt, chờ một hồi mới thanh tỉnh lại, tiểu ngư nhìn Giang giật một chút, đột nhiên ngạc nhiên nói ra, thúc thúc, ngươi làm sao trở nên như vậy anh Tuấn? Đạm đài thị vừa rồi không dám nhìn giang giật, giờ phút này đều vô ý thức hướng giang giật trông lại, nhìn thấy giang giật bởi thì ra là hắc trạng đại hán biến thành một cái thanh niên anh Tuấn không nhịn được đều kinh ngạc. Giang giật phát hiện bốn phía rất nhiều ánh mắt đều quét tới, có hai cái thống lĩnh trong mắt còn lộ ra lãnh mang, nội tâm rất là khẩn trương, trên mặt lại lộ ra nụ cười, nhéo nhéo tiểu ngư mặt nói, hắc hắc, tiểu ngư, thúc thúc tối hôm qua tắm rửa một cái, mặt không ô uế, tự nhiên là anh Tuấn. Đạm đài thị đôi mắt nhất chuyển, cũng huyền chuyển cười nói, Tiểu Ngư, chế chúc chúng ta đi cho thúc thúc mua hai thân quần áo xinh đẹp, để hắn trở nên càng đẹp trai hơn có được hay không? Nhìn thấy bốn phía hộ vệ trong mắt vẻ đề phòng đều mất đi, Giang Giật có chút thở dài một hơi, đạm đài thì cũng hạ lệch đi, trước tiên tìm một nơi ở lại, phu nhân ta đói, mọi người nhanh chóng rời đi. Giang Giật phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh, may mắn đây là thành nhỏ, cũng không có người biết hắn, như truyền tống đi đại thành vừa vặn có đại gia tộc tộc nhân trong tay có tư liệu của hắn, thân phận của hắn sẽ lập tức lộ ra ánh sáng. Một bên hành tẩu, đầu óc hắn kinh nghi bất định, vì sao Đông Hoàng Đại Lục truyền tống trận có thể như vậy thế mà còn có thể chấn động linh hồn. Giống như tất cả truyền tống trận đều là dạng này, hắn về sau liền không thể cưỡi truyền tống trận, chỉ có thể thành thành thật thật bay đi Phật Đế Thành. chương 881, ba cái cùng đường, Giang giật tại sao lại biến thành một cái tuổi trẻ công tử, còn đột nhiên để mọi người ngừng truyền tống, đồng thời không cho phép nhìn hắn việc này đưa tới sở hữu hộ vệ kinh dị bất quá đều không ai dám hỏi nửa câu mặc dù có người có chỗ hoài nghi nhưng không ai dám làm ra bất kỳ khác thường gì cử động dù sao giang giật cùng bọn hắn là trên một cái thuyền xảy ra chuyện mọi người cùng nhau gánh chịu đương nhiên càng quan trọng hơn là giang giật là ân nhân của bọn hắn không có giang giật mọi người cũng rất khó đến thiên khải vực đạm đài thị để tống trung tìm cái đại khách sạn ở lại để một đám hộ vệ ở phía trước trong phòng khách vào ở đạm đài thì cùng giang giật mấy tên thị nữ tiến vào đằng sau trong một cái viện. Vừa tiến vào viện tử, đạm đài thị để bọn thị nữ mang theo hài tử vào phòng, nàng nhìn qua giang giật đột nhiên truyền âm nói, đại nhân, không cần lo lắng các nàng hội tiết ra ngoài tình báo, các nàng đều là của ta hồn nô, là tuyệt đối sẽ không mật báo. Mật báo, giang giật đôi mắt híp lại, nhìn chằm chằm đạm đài thị cũng không nói chuyện, thấy cái sau sắc mặt đỏ bừng, bước sức bất an, chờ sau một lúc lâu giang giật lúc này mới trong một cái phòng đi đến, tại cửa ra vào trầm giọng nói ra, vào nói đi. Đạm đài thị ánh mắt lộ ra một tia ngượng ngùng, lập tức sửa sang lại y phục, có chút khẩn trương kéo căng thân thể đi vào, giang giật ngồi ở trên giường, vung tay lên nói, đem cấm chế mở ra. Ừm, đạm đài thị nhỏ giọng lên tiếng, nguyên lực đánh vào cửa phòng trên cơ quan, cửa phòng chậm rãi quan bế, giang giật nhìn thoáng qua, phát hiện gian phòng bên trong cũng không có chỗ ngồi, tự chỉ vào trên giường nói, ngồi xuống đi. Ây, đạm đài thị mặt càng đỏ hơn, đều có thể chảy ra nước, nhẹ nhàng bước liên tục đi đến bên giường, dùng gần phân nửa cái mông ngồi xuống, gục đầu xuống cũng không dám nói chuyện, hô hấp có một chút gấp rút. Sang giật xem đạm đài thì cái dạng này, biết rõ nàng khẳng định là hiểu lầm, trợn trắng mắt nói, phu nhân, ta nghĩ người có thể là hiểu lầm, ta cũng không sợ các ngươi mật báo, ta sở dĩ dịch dung, là bởi vì ta đã từng giết qua một cái đông hoàng đại lục tiểu gia tộc công tử. Công tử kia đi chúng ta đại lục làm sằng làm bậy, ta lần này đến Đông Hoàng Đại Lục chính là muốn hủy diệt cái này tiểu gia tộc. Dịch sung chỉ là không muốn đánh cỏ động rắn, để bọn hắn gia tộc chạy trốn mà thôi. A à nha, đạm đài thị có chút thất vọng đáp, nàng nguyên bản còn tưởng rằng phát hiện Giang Giật đại bí mật, nàng dừng một chút hiếu kỳ hỏi, đại nhân, cửu gia của ngươi tại cái gì vực? Giang Giật trong mắt hàn quang lóe lên, đạm đài thị thân thể mềm mại run lên, vội vàng xấu hổ nói ra, là thiếp thân lắm mồm, thiếp thân về sau sẽ không loạn đả nghe truyền tống trận này tại sao lại để cho ta dịch dung thuật mất đi hiệu lực. Giang giật trong mắt hàn quang tránh đi, đối với đạm đài thì hiểu chuyện coi như hài lòng, hắn cao mày hỏi, ta tự hỏi của ta dịch dung thuật rất là cao cấp, bình thường truyền tống trận chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Đông Hoàng Đại Lục truyền tống trận tự nhiên không tầm thường. Đạm Đài Thị giải thích nói, nơi này truyền tống trận tại 20 vạn năm trước, toàn bộ bí mật một lần nữa kiến tạo, vì phòng ngừa tội đảo gian tế trà trộn vào tới. 20 vạn năm trước tội đảo có một cái cường giả bí ẩn xâm nhập vào Đông Hoàng Đại Lục, sau đó một đường ẩn núp đánh giết cửu đế gia tộc công tử, người này có cường đại dịch dung thuật, căn bản là không có cách truy tra, lúc ấy cửu đế gia tộc ít nhất có mấy trăm tên thiên tư chắc tuyệt công tử chết tại kia cường giả bí ẩn trong tay, tổn thất nặng nề. Lần kia về sau, cửu đế gia tộc liền hạ lệnh toàn bộ Đông Hoàng Đại Lục trùng kiến truyền tống trận, truyền tống trận này bên trong có đặc thù cấm chế, có thể làm cho hết thảy dịch dung thuật mất đi hiệu lực, có truyền tống trận về sau, sơn phỉ bên trong cũng không dám như vậy hung hăng ngang ngược, dù sao rất nhiều sơn phỉ thủ lĩnh có lẽ đại nhân vật đều bị truy nã, thành nội đều có chân dung của bọn họ cùng tư liệu. Nguyên lai là dạng này, Giang giật bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cũng âm thầm may mắn, may mắn lần này không có truyền tống đi đại thành trì, cái thành nhỏ này chỉ khẳng định không có tư liệu của hắn cùng chân dung. Hắn cũng trước tiên cải biến linh hồn khí thức, còn có đạm đài thì tại phía trước làm yểm hộ, nếu không nói không chừng lần này liền muốn bại lộ về sau tuyệt đối không thể cưới truyền tống trận, nếu không đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Giang giật quyết định, vạn nhất thân phận bại lộ, có cường đại gia tộc trước tiên tại trong thành chỉ bố cục, chờ hắn truyền tống đi qua trong nháy mắt liền sẽ bị miểu sát, độn thiên cơ hội đều không có. Không ngồi truyền tống trận, chẳng lẽ bay đi Phật Đế Thành. Giang giật âm thầm buồn rầu đoạn đường này bay qua không nói an toàn không an toàn, ít nhất phải tốn hao mấy năm thời gian, trên đường chậm trễ thời gian mấy năm cái này khiến hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Mà lại 5 năm về sau huyền thần Sơn hội dị biến, tất cả mọi người có thể lên núi, hắn nhất định phải tại huyền thần Sơn dị biến lúc cái thứ nhất tiến vào huyền thần cung, dạng này mới có thể có cơ hội lấy được huyền thần cung. Huyền thần cung là thiên tinh giới đệ nhất trí bảo, đạt được huyền thần cung chẳng khác nào đạt được huyền đế truyền thừa, còn có thể đạt được thần khí trong truyền thuyết huyền thần đao huyền thần khải, hắn như nghĩ hủy diệt võ điện, cái này huyền thần cung nhất định phải đạt được đại nhân kỳ thật không cần lo lắng. Đạm đài thị nhìn thấy giang giật trầm mặc không nói, khẽ mỉm cười nói, đại nhân, cưu gia của ngươi là một cái tiểu gia tộc, vậy khẳng định không có tư cách khai thông tập lệnh, làm. Cái này lệnh truy nã chỉ có cửu đế gia tộc và vực chủ có thể phát ra, bình thường tiểu gia tộc và vực chủ cửu đế gia tộc kéo không lên quan hệ, vừa rồi thành nội quân đội tựu cũng không có đối ngươi có hoài nghi, nói rõ ngươi không có bị hạ đạt lệnh truy nã, sở dĩ ngươi cưới truyền tống trận sẽ không có vấn đề. Ngươi biết cái gì, Giang giật kém chút tự phát nổ nói tục, thành nhỏ không có hắn lệnh truy nã, nhưng hắn giang giật chân dung sở hữu đại gia tộc khẳng định lại có, hắn con người nhất chuyển mở miệng nói, không được, cái này tiểu gia tộc công tử giết ta thân nhân, ta nhất định phải đem hắn toàn tộc đều tiêu diệt, sở dĩ một điểm tiếng gió cũng không thể để lộ, truyền tống trận không thể ngồi, nhưng còn có cái khác nhanh chóng an toàn đi đường phương pháp. Có, đạm đài thị gật đầu nói, trên thực tế, truyền tống trận quá mắc, đại lục ngoại trừ đại gia tộc tộc trưởng trưởng lão, coi như bình thường công tử cũng không dám cưỡi, trừ phi có cửu đế lệnh bài hoặc là vực chủ lệnh bài, bình thường người đi đường có ba cái cùng đường có thể đi. Giang giật hai mắt sáng lên, trầm giọng nói, nói. Đệ nhất, bay thẳng lấy đi, bất quá cái này cũng tương đối chậm, cũng rất nguy hiểm. Đạm đài thị đầu tiên nói một câu nói nhảm, giang giật kém chút cho nàng một bàn tay, đạm đài thị xem xét giang giật sắc mặt không đúng, vội vàng đổi giọng nói ra, thứ hai, cưới cỡ lớn thương hội thiên cơ thuyền, tỉ như đông hoàng cửu đế gia tộc đều có siêu cấp lớn thiên cơ thuyền, kia là tuyệt đối an toàn, tốc độ cũng có thể so thiên quân đỉnh phong. Giang giật âm thầm gật đầu, thiên quân đỉnh phong tốc độ kia rất nhanh, đoán chừng nơi này đi Phật đế thành tối đa cũng tự một năm đi. Đáng tiếc đạm đài thì câu nói tiếp theo để Giang giật phủ nhận đầu này cùng đường, đại nhân, muốn cưới cửu đế gia tộc thiên cơ thuyền, đồng dạng cần truyền tống đến, cái truyền tống trận này cùng thành trì truyền tống trận đồng dạng cũng là vì để tránh cho có gian tế trà trộn vào đi, đã đại nhân không muốn thừa ngồi truyền tống trận, kia cửu đế gia tộc thiên cơ thuyền khẳng định cũng cưỡi không được nữa. Đương nhiên, đạm đại thị dừng một chút tiếp tục nói ra, đông hoàng đại lục hám lợi đại thương hội nhiều lắm, tỉ như đường ra, thiên cơ thuyền người chế tạo, bọn hắn cũng mặc kệ gian tế không gian tế có thiên thạch kiếm là được. Cho nên chúng ta có thể cưỡi đường ra thiên cơ thuyền đi thiên khải vực, giá cả ngược lại là hơi đắt, đi thiên khải vực, một người hẳn là muốn 100 triệu thiên thạch. 100 triệu, sang giật đôi mắt co rụt lại, Tống Trung bọn người cộng lại có hơn 60 người, chẳng lẽ lại hắn phải hao phí hơn 6 tỷ. Đạm Đài Thị xem xét Giang Giật sắc mặt lại không đúng, Liên Thanh giải thích nói, đại nhân nếu muốn cưỡi đường ra thiên cơ thuyền, có thể không cần phải để ý đến Tống chung bọn hắn, thiếp thân cùng Tiểu Ngư Tiểu Thiên còn có đại nhân cùng đi là được, trở về tới gia tộc thiếp thân cũng sẽ trả lại 300 triệu thiên thạch cho đại nhân. chương 882, đường ra, Giang Giật sắc mặt lúc này mới tốt hơn chút nào, cũng không phải là hắn hẹp hòi, giúp người luôn có cái hạn độ A trên người hắn tự trục tỷ thiên thạch, thoáng cái tiêu hết hơn 6 tỷ, vạn nhất về sau hắn phải dùng thiên thạch nữa nha chẳng lẽ lại đi làm sơn phỉ cướp bóc. Đạm đài thị tiếp tục thuật nói ra, kỳ thật còn có một số hắc thị thương hội, tiểu thương hội giá cả không có như vậy không hợp thói thường, ngàn vạn thiên thạch, mấy trăm vạn, thậm chí trăm vạn thiên thạch một người đều có, đương nhiên hội nguy hiểm rất nhiều, tốc độ cũng sẽ chậm rất nhiều. Giang giật ngưng âm thanh hỏi, điều thứ ba cùng đường đâu? Đạm đài thị dừng một chút giải nói ra, điều thứ ba cùng đường càng nhanh, cũng an toàn hơn, đoán chừng đi thiên khải vực chỉ cần mấy ngày thời gian. Cái kia chính là tìm cỡ lớn thương hội thần văn sư, để bọn hắn mang theo xuyên qua hư không cổ đạo, mỗi lần cũng có thể mặc càng mấy trăm triệu vạn dặm lộ trình. Mà lại thần văn sư cũng mặc kệ ngươi là bất luận kẻ nào, chỉ cần cho thiên thạch liền sẽ truyền tống, đương nhiên. Phí tổn cũng rất khủng bố, mỗi lần cần chục tỷ thiên thạch. Giang giật trợn trắng mắt, trên người hắn tự chụp tỷ thiên thạch truyền tống một lần liền không có, hắn về sau uống gió Tây Bắc sao thần văn sư hắn ngược lại là được chứng kiến, tại huyết giả hung trong nước, hắn bị tà phi cùng kiếm vô ảnh truy sát, hai người liền lại ỉ vào chiêm tinh sư cùng thần văn sư. Mấy trăm triệu vạn lý, Giang giật đùa cợt cười cười, chính hắn độn thiên cũng có thể một lần xuyên qua ức vạn lý, mà lại tùy thời đều có thể độn thiên, nếu không phải sợ bị người khác thấy, hắn đã sớm độn thiên mà đi. Cái này độn thiên khuyết điểm duy nhất cũng không biết xảy ra chỗ nào, vạn nhất độn thiên trực tiếp ra một cái bên trong tòa thành lớn, vậy liền mã lạc qua bích. Xem ra chỉ có thể cưỡi thiên cơ thuyền, giang giật lông mày vặn lên, cưỡi đường ra thiên cơ thuyền, an toàn có cam đoan, thời gian cũng không phải thật lâu, chỉ cần tốn hao thời gian một năm liền có thể đến Phật Đế Thành. Một năm này thời gian, hắn cũng có thể tu luyện nguyên lực cùng tìm hiểu đạo văn, tăng thêm một bước thực lực. Hắn rất nhanh quyết định chủ ý, trầm giọng nói ra, người để tống trung đi liên hệ đường ra thiên cơ thuyền, ân ta chỉ phụ trách mang ngươi cùng hai đứa bé, tống chung chính bọn hắn xoay chuyển trời đất khải vực đi. Mặt khác cảnh cáo bọn hắn, của ta bất luận cái gì tư liệu cũng không thể nhấc lên. Vâng, đại nhân, đạm đài thị trọng trọng gật đầu, giang giật kỳ thật quá lo lắng, tống chung bọn người là đạm đài thị hồn nô, đạm đài thị đã sớm ra lệch đám người này cho dù chết cũng không dám ngỗ nghịch đạm đài thị mệnh lệnh. Tống chung một người đi ra, hao tốn hai canh giờ tìm được đường ra thương hội chi nhánh, cũng liên hệ tốt, sau 8 ngày lại có một chiếc thiên cơ thuyền đi ngang qua nơi này, mọi người có thể lên thuyền đi thiên khải vực. Bất quá kia thiên cơ thuyền cũng không đi ngang qua thiên hỏa thành, mục đích cuối cùng nhất chỗ cũng không phải Phật Đế Thành, mà là càng phương Bắc Long tượng vực. Giang giật ngược lại là không quan trọng, theo đạm đài thì nói đường ra mỗi cái thành trì đều có phần cửa hàng, toàn bộ đường ra cũng có mấy vạn chiếc thiên cơ thuyền tại Đông Hoàng trong đại lục hành tẩu, tùy thời có thể dùng ngồi còn lại thiên cơ thuyền suy nghĩ muốn đi địa phương. Tống chung bọn hắn cũng liên hệ tốt chính mình cưới thiên cơ thuyền, bọn hắn cưới quy cách tương đối thấp, chỉ là cưới một cái chung đẳng thương hội thiên cơ thuyền, tốn hao cũng không lớn, mấy chục người cũng mới hai ngàn vạn thiên thạch. Giang giật không để ý đến bọn hắn, thậm chí nếu không phải đáp ứng tiểu ngư muốn đưa nàng trở về, xem hai đứa bé đáng thương, hắn đều không muốn mang đạm đài thị. Không phải hắn không nỡ thiên thạch, chỉ là nữ tử này là hỏa thủy, mang theo nàng dễ dàng xảy ra chuyện, nữ nhân quá đẹp cũng không phải chuyện tốt. Tám ngày thời gian tất cả mọi người tại trong khách sạn nghỉ ngơi, không có bước ra một bước. Tám ngày thời gian vừa đến, Giang giật mang theo đạm đài thì cùng hai đứa bé lên đường. Tại hai đứa bé biết được đám kia thị nữ sẽ không theo sau khi đi, lập tức gấp đến độ hoa hoa khóc lớn. Các nàng từ nhỏ đều tại thị nữ phục thị bên trong lớn lên, có hai tên thị nữ tựa như hai người nhũ mẫu, tình cảm không thua kém một chút nào đạm đài thì nhìn qua hai cái hoa hoa khóc lớn hài tử, Giang giật bất đắc dĩ chỉ có thể để hai tên thị nữ cũng đi theo hai ức thiên thạch đối với hắn mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông đạm đài thị xem tình huống cũng sẽ không chiếu cố hải tử hai đứa bé nín khóc mỉm cười giang giật sứt khoát cùng tống trung nói ra người cũng đi theo đi để bọn hắn chính mình đi đa tạ đại nhân tống trung kích động đến quỳ trên mặt đất dập đầu còn lại thị vệ cùng thị nữ lại mặt mũi tràn đầy hâm mộ đi theo giang giật kia là tuyệt đối an toàn bọn hắn cưỡi phổ thông thiên cơ thuyền kia rất có thể chết ở nửa đường những người còn lại giang giật có thể không quản được nhiều như vậy mang theo Tống Trung là rất nhiều chuyện không tiện ra mặt, Tống Trung người này năng lực làm việc cũng cũng không tệ lắm. Hắn lạnh lùng vung tay lên, đạm đài thị nhìn thật sâu mấy tên thị nữ một chút dương dương rời đi, Tống Trung cũng bản giao một tên trung giai thiên quân một ít chuyện, nhanh chóng đuổi theo. Cộc cộc cộc, cộc cưỡi xe ngựa mọi người đã tới một cái tòa thành bên ngoài, hết thảy đều có Tống Trung đi công việc, giang giật ném cho Tống Trung 600 triệu thiên thạch, hắn nhanh chóng tiến vào thương hội, rất mau dẫn lấy mấy cái lệnh bài ra, đại nhân, phu nhân làm xong, chúng ta đi cửa thành bắc bên ngoài, sau nửa canh giờ, thiên cơ thuyền đã đến. Xe ngựa thẳng đến cửa thành bắc, ngoài thành cũng sớm có mấy trăm người đang đợi, xem tình huống đều là chuẩn bị ngồi đường ra thiên cơ thuyền, giang giật cũng nhìn thấy rất nhiều xa hoa chiến xa, hẳn là một chút bên trong tiểu gia tộc thành viên. Vù vù, chưa tới nửa giờ sau, phía đông truyền đến một đạo to lớn tiếng xé gió. Mọi người tìm mắt nhìn lại, giang giật lập tức nội tâm chấn động, cái này thiên cơ thuyền thiên đại, ít nhất có ngàn trượng trường, toàn thân màu đen, tựa như nước thép đúc kim loại mà thành, tựa như một cái kình thiên mãnh thú bay tới, cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Thiên cơ thuyền tốc độ thật nhanh, mới vừa rồi còn tại phía đông ngoài mấy chục dặm, một cái chớp mắt đã bay thành bắc trên không, thiên cơ thuyền cũng ngừng lại, vô thành vô tức lơ lửng giữa không trung, tựa như một tòa lơ lửng giữa không trung tòa thành. Ông, thiên cơ thuyền bên trên màu đen vòng bảo hộ quan bế, bong tàu bên trên từng hàng người mặc màu đen chiến giáp khí thức vô cùng cường đại hộ vệ cũng phù trong mắt mọi người, Giang giật tùy ý dò xét một phen, âm thầm gật đầu. Cái này đường ra thiên cơ thuyền tính an toàn hoàn toàn chính xác tương đối cao, không nói đường ra uy danh hiển hách, liền nói thiên cơ thuyền bên trên hộ vệ đi, phía trên này có thể dò xét đến ít nhất có 5.000 người, đồng phục thượng giai thiên quân, thiên quân đỉnh phong thống lĩnh có thể nhìn thấy ít nhất có 50 người, hộ vệ này chiến lực đủ để san bằng một cái lớn sơn phỉ quân đoàn. Thống lĩnh liền là thiên quân đỉnh phong, chấn giữ cường giả đoán chừng ít nhất đều là ngũ tinh cường giả A. Một chiếc thiên cơ thuyền đương nhiên sẽ không có bán thần cường giả tỏa chấn, nhưng thiên quân đỉnh phong cũng chia mạnh yếu, rất nhiều cường giả cảm mộ đặc thù đạo văn, có được kỳ dị thần thông, trên thân có được thông linh trí bảo loại hình, chiến lực đều sẽ hung tàn rất nhiều. Theo Ngao Lư Thuyết Pháp, Giang Giật có thể tính được là tam tinh cường giả, giống như hắn có được hai kiện thông linh trí bảo đâu kia chiến lực khẳng định hội cường đại hơn nhiều, có thể sẽ đạt tới tứ tinh, lại giống như hắn đem cảnh giới tu luyện đến chân chính thiên quân đỉnh phong, hắn có lẽ liền có thể trở thành ngũ tinh cường giả. Còn lục tinh đó là không có khả năng, Ngao Lư nói qua thiên quân đỉnh phong tối cường chỉ có ngũ tinh, vượt qua lục tinh cái kia chính là bán thần. Thế, hắn nhớ tới Ngao Lư nói qua thế, âm thầm trầm ngâm như có cơ hội nhìn thấy thiên quân đỉnh phong khai chiến, ngược lại là có thể đi cảm ứng thoáng cái thế, về sau khai chiến cũng tốt căn cứ thế phán đoán một người chân thực chiến lực. Hiu hiu hiu, có vô số người bay lên thiên cơ thuyền, trong tay đều có lệnh bài, không có lệnh bài người cũng không dám đi lên. Giang giật bọn người ngược lại không gấp, dù sao có lệnh bài vậy khẳng định sẽ có đơn độc buồng nhỏ trên tàu, cái này thiên cơ thuyền lớn như vậy, buồng nhỏ trên tàu ít nhất có mấy vạn cái. Đi, đi lên mở mang kiến thức một chút đường ra thiên cơ thuyền có cái gì khác biệt. Đợi chút nữa mặt người hầu như đều bay đi lên về sau, Giang giật phung tay lên mọi người toàn bộ phi thân lên, hướng giữa không trung tòa kia di động tòa thành bay đi. chương 883, tu luyện mật thất, đường ra thiên cơ thuyền quả nhiên bất phàm, Giang giật các nàng tăng thêm hài tử 6 người lại tiến vào một cái siêu cấp xa hoa thuyền lớn khoang thuyền, bên trong có gian phòng 10 cái, còn có đơn độc phòng tắm, phòng luyện công, thư phòng. Toàn bộ trong khoang thuyền đều phủ lên màu trắng thảm, bên trong sức cũng rất là xa hoa, thiên cơ thuyền tiến lên lúc không có một tia rung động, tựa như ở tại một cái tòa thành bên trong hài lòng. Chỗ bất phàm không chỉ có ở đây, tại một tên quản sự giới thiệu, cái này thiên cơ thuyền bên trong có đơn độc phòng ăn, bên trong có mấy vạn loại mỹ vị đồ ăn cùng đồ uống thiên cơ thuyền bên trên còn có sòng bạc, thanh lâu, tại vậy liền coi là ngươi ở lại mấy năm cũng sẽ không cảm giác buồn tẻ. Nhất làm cho Giang giật cảm thấy hứng thú chính là, thiên cơ thuyền bên trên có đặc thù buồng luyện công, ở bên trong tốc độ tu luyện có thể tăng lên gấp 5 lần, gấp 10, thậm chí gấp trăm lần, đang nghe tin tức này sau Giang giật triệt để bị kinh hãi, thần tứ bộ lạc bởi vì có một cái thần kỳ cửu long chu thần đại trận thần tứ đảo mới có thể đạt tới gấp 10 tốc độ tu luyện thần tứ đảo cũng bởi vậy trở thành thần tứ bộ lạc thánh địa, vô số người biết rõ đi thần tứ đảo sẽ vô cùng nguy hiểm, vẫn là đạo nghĩa không thể trùn bước đi, cuối cùng hoặc là trở thành sơn phỉ, hoặc là bị sơn phỉ đánh giết. Có người nói cho hắn biết, tại thiên cơ thuyền bên trong có một cái phòng luyện công, ở bên trong tốc độ tu luyện là gấp trăm lần, tăng thêm hắn bị khốn long thảo cải tiến thể chất sau gấp 10 tốc độ tu luyện, vậy liền lại đạt đến nghìn lần. Giống như có thể thả ra đế cung, hắn tiến vào đế cung bên trong, sẽ đạt tới vạn lần đương nhiên cái này rõ ràng không thể nào phòng luyện công sẽ không lớn như vậy cũng rất có thể không có tăng thêm nơi này phòng luyện công thật có thể đạt tới gấp trăm lần tốc độ tu luyện các loại chờ quản sự rời đi về sau giang giật vẫn còn có chút không dám tin cùng đạm đại thị nói đạm đại thị gật đầu nói cái này rất bình thường đường ra là đại lục không thể tranh cãi luyện khí đệ nhất đây là nhà bọn hắn cấp cao nhất thiên cơ thuyền có được cường đại tụ linh pháp trận cũng là bình thường đại nhân như có cơ hội đi chủ thành bên trong Người hội phát đường ra thương hội có cấp cao nhất tu luyện mật thất, thiên địa nguyên khí là phía ngoài nghìn lần. Tốc độ tu luyện cũng sẽ đạt tới nghìn lần, nếu có đặc thù đan dược, thậm chí có thể tăng lên tới mấy ngàn lần, vạn lần. TT Giang giật hít một hơi lãnh khí, vạn lần tốc độ tu luyện, vậy sẽ là bực nào kinh người khó trách đông hoàng đại lục người xưa nay không luyện hóa thiên thạch, giống như có thể có vạn lần tốc độ tu luyện, kia so luyện hóa thiên thạch nhanh hơn. Ha ha! Đạm đài thị mỉm cười giải thích nói, loại kia tu luyện mật thất người bình thường là tuyệt đối không chịu đựng nổi, thiếp thân nghe nói tu luyện một ngày giống như phải hao phí một tỷ thiên thạch, đừng nói là nghìn lần tốc độ tu luyện mật thất đi, tiểu thiên cơ thuyền hơn trăm lần tốc độ tu luyện mật thất, hẳn là ít nhất phải một trăm triệu thiên thạch một ngày. Cái gì, Giang giật đôi mắt co rụt lại, cái này đường ra tại đoạt thiên thạch sao? Một tỷ một ngày một cái kia nguyệt liền muốn ba mươi tỷ, một năm muốn hơn ba ngàn ức A. À thần tứ thành đấu giá hội bên trên một cỗ huyết đế cưới đỉnh cấp chiến xa, mới đánh ra trăm tỷ giá cả, đông hoàng đại lục có tiền như vậy. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, giang giật cũng liền bình thường trở lại. Tại trong thành trì truyền tống một lần liền muốn 10 vạn, muốn ở bên trong mua sắm một cái viện đoán chừng cũng là giá trên trời, bất kỳ cái gì cửa hàng cũng muốn thu thuế, cái này đại lục những người thống trị mỗi ngày có thể kiếm lấy thiên thạch cũng là giá trên trời. Đông Hoàng cửu đế gia tộc càng không cần phải nói, tại đại lục sừng sững có thể 70 vạn năm, có được bốn vực, trăm vạn thành trì, bọn hắn gia tộc mỗi ngày có thể kiếm lấy thiên thạch càng là thiên văn sổ tự. Đạm đài thị cũng giải nói ra, đại nhân, đối với đại lục đại gia tộc tử đệ tới nói, nguyên lực cảnh giới căn bản không tính sự tình, chỉ cần ngươi có thể tăng lên đạo văn cảnh giới, gia tộc sẽ lập tức tốn hao giá trên trời thiên thạch, để ngươi nguyên lực cảnh giới đuổi theo. Tỷ như kiếm ra thiếu ra, hắn năm nay mới 13 tuổi, ở phía trước thời gian 3 năm bên trong đạo văn tăng lên tới trung giai thiên quân, kiếm ra lợi mã tốn hao cách sủ thiên thạch để hắn đi nhìn lần trong tu luyện mật thất tu luyện, còn ban cho hắn thần đan, chỉ là thời gian nửa năm nguyên lực cảnh giới cũng đạt tới trung giai thiên quân, việc này tại Đông Hoàng Đại Lục rất gây nên cực lớn oanh động đâu. Kiếm ra thiếu ra, giang giật trong đầu hiển hiện một người mặc màu vàng quẻ bào, cầm màu trắng câu hồn sáo hải đồng, nhíu mày hỏi thế nhưng là kiếm vô ảnh. Đại nhân cũng đã được nghe nói hắn nha. Đạm đài thị gật đầu nói, vô ảnh thiếu ra thế nhưng là đông hoàng đại lục ngàn năm khó khăn ra thiên tài, ta công công cũng đã nói, như vô ảnh thiếu ra không vẫn lạc, ngày sau tất trở thành một đời mới kiếm hoàng kiếm đế. Kiếm hoàng, kiếm đế giang giật nghe nói qua, cái này kiếm hoàng lại là chưa từng nghe thấy, đạm đài thị mỉm cười nói ra, kiếm hoàng liền là kiếm gia gia chủ, cửu đế gia tộc gia chủ đều phong hoàng, tộc trưởng đều phong đế. a à nha, giang giật thoải mái, hắn trầm ngâm một trận, hạ lệnh, các người đều tại trong khoang thuyền không được ra ngoài, nếu không xảy ra chuyện, ta tuyệt đối mặc kệ ta đi tu luyện mật trong trận tu luyện mấy tháng, đến thiên khải vực ta tự nhiên sẽ ra. Nơi này đến thiên khải vực cần hơn 3 tháng thời gian, Giang giật cũng không muốn dạng này vô ích khô tỏa. Nơi này có gấp trăm lần tu luyện mật thất, mặc dù giá cả tương đối không hợp thói thường, tu luyện một tháng muốn 30 ức thiên thạch, nhưng Giang giật quyết định trước tu luyện lại nói, thực sự không có thiên thạch lại nghĩ biện pháp, thực lực mới là căn bản nhất. Đại nhân còn cần tu luyện đạm đài thì có chút kinh ngạc, nhìn thấy Giang giật trong mắt hàn quang lóe lên, vội vàng cúi đầu xấu hổ nói, là thiếp thân lắm mồm, khẳng định đại nhân trách phạt. Trách phạt, là nghĩ quất roi a à con. Giang giật âm thầm cười lạnh một tiếng, đóng lại trong khoang thuyền cấm chế đi ra bên ngoài, đưa tới một gã hộ vệ dò hỏi tu luyện mật thất tại số 3 buồng nhỏ trên tàu, hắn cất bước đi đến. Hưu, thiên cơ thuyền ở giữa không trung bắn nhanh mà đi, tốc độ quá nhanh quá nhanh, phía dưới sơn phong không ngừng đang lùi lại, Giang giật liếc mấy cái cũng âm thầm yên tâm. Tại cái này thiên cơ thuyền bên trong là tuyệt đối an toàn, coi như đến ban đêm cũng không có việc gì. Cái này thiên cơ thuyền vòng bảo hộ nghe nói phổ thông bán thần cường giả muốn đánh tan đều có chút khó khăn, một chút xíu cương phong tự nhiên không là vấn đề. Đi đến số 3 buồng nhỏ trên tàu, một tên quản sự khách khí hỏi, đại nhân cần tu luyện nơi này có gấp 5 lần, gấp 10, 50 lần, gấp trăm lần tu luyện mật thất, giá cả cũng cao có thấp có, đại nhân cần gì cấp bậc. Giang giật trầm giọng nói ra, gấp trăm lần, quản sự sắc mặt nụ cười lập tức càng dày đặc, gật đầu nói ra, gấp trăm lần mật thất một ngày cần một trăm triệu thiên thạch, đại nhân cần tu luyện bao lâu. Một tháng đi, Giang giật lấy ra ba mươi ức thiên thạch giao cho quản sự, cái sau vội vàng dẫn hắn tiến vào buồng nhỏ trên tàu, trong này lớn hơn, khoảng chừng mấy trăm gian phòng, quản sự chỉ vào một cái phòng nói, đại nhân mời, một tháng sau ta hội nhắc nhở đại nhân. Giang giật hờ hứng gật đầu tiến vào trong phòng, gian phòng quả nhiên không lớn, không bỏ xuống được đế cung. Bên trong có dạ Minh Châu, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, Giang giật mở ra bên trong căn phòng cấm chế ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Chờ một hồi gian phòng vách tường đột nhiên phát sáng lên, tiếp lấy vô cùng nồng đậm thiên địa nguyên khí phòng nghỉ trong phòng hội tụ mà đến. Giang giật cảm ứng một phen âm thầm vật đầu, đích thật là gấp trăm lần thiên địa nguyên khí. Tu luyện một hồi, Giang giật cảm giác nguyên lực như nước biển tràn vào đan điền tinh thần bên trong, cùng thần tứ thành bên trong tu luyện tốc độ đồng dạng. Hắn không nhịn được âm thầm cảm khái nếu là có thể đi chủ thành bên trong nghìn lần trong tu luyện mật thất tu luyện mấy năm, đoán chừng hắn chín khỏa tinh thần đều có thể dị biến A. À. mươi 884, Cảm Ngộ Thế, cái này cương phong quả nhiên đối vòng bảo hộ không có cái gì ảnh hưởng. Vào buổi tối, Giang Giật Đình chỉ tu luyện, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái đi cảm ứng thiên cơ thuyền bên ngoài vòng bảo hộ tình huống, hắn có thể nhẹ nhõm cảm ứng được bầu trời có vô số cương phong lướt qua vòng bảo hộ, nhưng cái này vòng bảo hộ quá mạnh, mà lại trong thuyền người của đường ra cũng không ngừng tại rót vào năng lượng tiến vào trong hộ cháo, căn bản không có nửa điểm tổn thương. Đương nhiên thiên cơ thuyền tại trong đêm không dám bay quá cao, cái này càng cao cương phong càng mạnh, nếu là bay lên 10 vạn trượng trên không trung, đoán chừng cái này vòng bảo hộ cũng sẽ trong nháy mắt bạo liệt đi. Tiếp tục tu luyện, Giang giật giò xét một phen chính mình sở tại buồng nhỏ trên tàu, phát hiện đạm đài thị chính mang theo hai đứa bé ăn bữa tối, trong khoang thuyền cấm chế cũng là một mực mở ra, hắn cũng yên lòng tu luyện thiên nhân hợp nhất trạng thái rất thần kỳ, những cấm chế này vòng bảo hộ căn bản không ngăn cản được hắn dò xét, mà lại hắn vừa rồi dò xét tống chung lúc, hắn căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Bất quá giang giật cũng không dám tùy ý loạn dò xét, thiên cơ thuyền bên trong khẳng định có chấn giữ cường giả, vạn nhất dẫn phát hiểu lầm liền phiền toái. Phi hành sau 5 ngày, giang giật triệt để yên tâm, đường ra thiên cơ thuyền cũng quả nhiên an toàn, phi hành ước vạn lý chưa bao giờ sơn phỉ quân đoàn dám công kích, thậm chí nhìn thấy đường ra thiên cơ thuyền sớm tự né tránh. Đạm đài thị mấy người cũng rất hiểu chuyện, chưa bao giờ ra buồng nhỏ trên tàu, các nàng trong không gian giới chỉ có đại lượng đồ ăn, hai đứa bé cũng không ẩm ý, mỗi ngày ngay tại trong khoang thuyền chơi đùa. Giang giật hết sức chăm chú bắt đầu một bên tu luyện nguyên lực, một bên cảm ngộ phần diệt thương khung vô thuật. Tu luyện không tuế nguyệt, một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Thiên cơ thuyền lên đường bình an chạy, không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, Giang giật bị quản sự truyền âm đánh thức, trở lại trong khoang thuyền cùng tiểu ngư chơi nửa ngày, biết được một tháng này đạm đài thị đám người cũng không có ra buồng nhỏ trên tàu sau hắn rất vui mừng. Cái này thiên cơ thuyền bên trong có rất nhiều công tử, mặc dù thiên cơ thuyền bên trong có quy định không được động võ, nhưng đạm đài thị như ra ngoài chiêu phong dẫn điệp, khó tránh khỏi lại có phiền phức. Giang giật hỏi thăm một phen hộ vệ, cũng được biết còn có mấy ngày sẽ rời đi lâm hải vực tiến vào thiên khải vực, thiên hỏa thành tại thiên khải vực bên trong đông bộ, mọi người sẽ tại nửa đường thiên long dưới thành thuyền, đổi thừa mặt khác thiên cơ thuyền tại vào buổi tối giang giật lại về tới tu luyện mật thất mặc dù giờ phút này hắn nguyên lực cảnh giới tăng lên rất khó nhưng nếu không có tu luyện mật thất hắn tu luyện sẽ càng khó khăn sở dĩ hắn nhất định phải bắt lấy mỗi một phần một giây thời gian tu luyện hắn không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng tĩnh tu quên đi thời gian quên đi hết thảy thẳng đến hơn nửa tháng về sau hắn đột nhiên bị hai đạo khí tức cường đại bao phủ về sau mới đột nhiên giật mình tỉnh lại ừ hắn giờ phút này còn tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái trong nháy mắt hướng ra phía ngoài dò xét mà đi, dò xét đến tình huống để hắn có chút an tâm. Cũng không phải là có người công kích thiên cơ thuyền, mà là nơi xa có hai cường giả đang giao chiến, hai người khí thức hoàn toàn thả ra, sở dĩ kinh khủng uy áp mới có thể bao phủ thiên cơ thuyền, từ đó để hắn giật mình tỉnh lại. Vù vù, thiên cơ thuyền bên trong vô số buồng nhỏ trên tàu cũng mở ra, rất nhiều hành khách hoảng sợ bay ra, hiển nhiên là bị cái này khí thức cường đại sở kinh động, bọn hắn nhìn thấy phía ngoài hộ vệ đều nguyên địa đứng thẳng, trên mặt cũng không có vẻ kinh hoàng, mới có chút thở dài một hơi. Đại gia không cần kinh hoàng, chỉ là hai cái tứ tinh cường giả mà thôi, có lão phu tại hai người này coi như công kích thiên cơ thuyền cũng có thể lật tay chấn áp, đường ra thiên cơ thuyền cũng không ai dám công kích. Một giọng già nua nương theo lấy một cỗ hùng hậu như núi khí tức, rất nhanh vang lên trong tai của mọi người. Giang giật trước tiên truyền âm cho Tống Trung, để bọn hắn đừng đi ra, hắn cũng không có ra tu luyện mật thất, thậm chí đều không có đỉnh chỉ tu luyện nguyên lực, bởi vì truyền âm lão giả mang đến cho hắn một cảm giác quá kinh khủng, gần với lôi cô phía dưới, hẳn là ngũ tinh cường giả không sai. Tứ tinh, giang giật tâm thần khẽ động, bên ngoài có tứ tinh cường giả giao chiến, hắn vừa vặn có thể đi cảm ngộ thoáng cái thế, nói không chừng có thể tìm tòi một vài thứ ra. Thiên cơ thuyền thế mà cũng chậm lại tốc độ, chậm rãi ngừng, tựa hồ cố ý để trên thuyền khách nhân, còn có đường ra hộ vệ quan chiến, hai cái này cường giả giờ phút này đều đang toàn lực công kích, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, chính là quan sát lĩnh hội thời cơ tốt. Giang giật tại cũng không có đi quan sát hai người thần thông, mà là tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, tinh tế cảm ứng giữa hai người tán phát khí tức, tiếp theo cảm ứng thế tồn tại. Chiến đấu là hai cái lão giả, phía dưới còn có rất nhiều võ giả tàn thi, không biết là hai người tộc nhân vẫn là thuộc hạ, dù sao hai người là giết đỏ cả mắt, coi như nơi xa có một chiếc thiên cơ thuyền lơ lửng hai người cũng không để ý chút nào. Dầm rầm rầm hai người hóa thành hồng quang ở giữa không trung lấp lánh na di một người trong tay không ngừng đánh ra từng đạo màu xanh đen lưu quang mỗi lần đánh ra công kích bốn phía phong đều hô hô rung động tốc độ của hắn cũng cực kỳ khủng bố bình thường thiên quân căn bản xem không sở thân thể của hắn chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh công kích của hắn đưa tới cực kỳ cường đại bão tố phong phía dưới núi đá đều bị khiên động đến bay đầy trời rất nhiều thương thiên đại thụ cũng bị nhổ tận gốc người này hiển nhiên là tu luyện phong hệ đạo văn cường giả một người khác tu luyện đạo văn quá rõ ràng, là ánh sáng minh đạo văn, toàn thân hắn đều như một vòng liệt nhật, mỗi lần đánh ra cũng là từng đạo cột sáng, kia cột sáng lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ nhanh đến dọa người, bất quá đều bị một tên khác lão giả né tránh. Những cái kia cột sáng đánh vào phía dưới to bằng ngọn núi trên mặt đất, đánh cho sơn băng địa liệt, khắp nơi đều là hố sâu khe rãnh, một mảnh hỗn độn. Cái gì là thế khí tức khí huyết uy áp? Giang giật không có đi chú ý hai người đạo văn cùng công kích tựu mơ hồ cảm ứng hai người khí tức khí huyết uy áp hai người khí tức rất cường đại khí huyết như rồng tượng xa xa mơ hồ cảm ứng cũng cảm giác bên kia là hai đoàn liệt hỏa phi hành trên không trung không đúng không phải khí tức khí huyết uy áp mà là khiên động thiên địa chi lực giang giật nhớ tới ngao lưu tâm hắn niệm khẽ động hoàn toàn không còn đi chú ý hai người mà là đi cảm ngộ bốn phía thiên địa biến hóa chậm rãi hắn rốt cục phát hiện vấn đề trong thiên địa bản tồn tại vô số nguyên tố tỷ như phong hỏa quang mang hắc ám vân vân võ giả tu luyện hấp thụ chính là thiên địa chi lực cảm ngộ chính là thiên địa đạo văn võ giả phóng thích đạo văn lúc công kích thiên địa bên trong một chút nguyên tố sẽ hướng hắn hội tụ tỷ như phong hệ đạo văn bốn phía phong sẽ bị khiên động từ đó ngưng tụ ra một loại nào đó cường đại công kích bình thường võ giả nếu như đi cảm ứng địch nhân thực lực chỉ là phán đoán khí thức của hắn uy áp khí huyết loại hình tại đối phương lúc công kích khẳng định cũng là trước tiên phán đoán công kích của đối phương cường độ, như thế nào lại đi cảm ứng bốn phía thiên địa biến hóa đâu. Giang giật bị ngao lư chỉ điểm về sau, giờ khắc này ở thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, hắn cũng rốt cuộc cảm giác được rõ ràng thế. Tại phong hệ lão giả phóng thích lúc công kích, đất trời bốn phía bên trong phong nguyên tố đều sẽ bị hắn khiên động. Một tên khác cường giả phóng thích lúc công kích, thiên địa bên trong quang minh nguyên tố cũng sẽ bị khiên động. Quả nhiên là tứ tinh cường giả, Giang giật âm thầm cảm ứng một phen, phát hiện hai người mỗi lần phóng thích công kích bên cạnh bọn họ phương viên khoảng hai giảm thiên địa chi lực đều sẽ bị khiên động tam tinh cường giả có thể khiên động phương viên một giảm tất cả thế tứ tinh là tam tinh gấp 2 liền là phương viên hai giảm nguyên lai like đây chính là thế giang giật lần nữa cảm ngộ mộ một hồi triệt để minh bạch hắn trầm ngâm một phen ra mật thất hướng bong tàu đi đến hai người kia bên trong thế nhưng là có một cái phong hệ cường giả bản thân hắn cũng cảm ngộ mộ một chút phong hệ đạo văn nếu là có thể có rõ ràng cảm ngộ kia không còn gì tốt hơn. Đi ra bên ngoài, đập vào mắt là một vòng sẽ rơi xuống hồng nhật, giang giật hướng nơi xa còn tại kịch chiến hai người nhìn lướt qua, nhíu mày lẩm bẩm nói, trời sắp tối rồi, hai người này lại vẫn không đình chiến bọn hắn không sợ bị cương phong diệt sát sao. Trường 885, Y Thiền chọn rể, hai người này xác thực điên rồi, đánh cho thiên hôn địa ám, căn bản không có chú ý tới trời tối, hai người thực lực tương đương, một cái tốc độ nhanh đến dọa người, một người phòng ngự kinh khủng dị thường, trên người thần thuẫn tựa hồ làm sao đều oanh bất phá. Hai người tại phủ cận giữa không trung lấp lóe na di, địa điểm chiến đấu không ngừng cải biến, nhưng thiên cơ thuyền không ngừng gần, thời khắc bảo trì 10 dặm khoảng cách, để cho trên thuyền khách nhân cùng bọn hộ vệ quan sát lĩnh hội. Giang giật đứng tại bong tàu trong một góc, ánh mắt khóa chặt xa xa hai người, đồng thời nhô ra thần thức, cái này vòng bảo hộ giờ phút này biến sắc, không còn là toàn bộ màu đen, mà là trong suốt, thần thức cũng có thể nhẹ nhõm nhô ra đi, hiển nhiên là đường ra cường giả hạ lệnh, vì tốt hơn để mọi người quan chiến, đặc biệt vì chi. Thiên nhân hợp nhất trong trạng thái đi cảm ứng sẽ rất rõ ràng, cũng rất mẫn cảm, nhưng tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, tận mắt thấy đồ vật đối với người xúc động vẫn là lớn nhất. Liền giống với từ đồ ra chiến đấu trong không gian, mặc dù là huyến tượng nhưng có thể khiến người ta nhìn thấy rõ ràng chiến đấu, nghe được các loại chiến đấu thanh âm, để cho người ta có thể toàn bộ phương vị cảm ứng chiến đấu các loại tình huống, như thế hội nhất rất thật, dễ dàng nhất để cho người ta cảm mộ, đây cũng là giang giật đi ra bong tàu nguyên nhân. Cái này phong hệ đạo văn lão giả tốc độ thật nhanh. Giang giật thị lực rất khủng bố, bản thân tự bị khốn long thảo cải tiến thân thể, đạt đến hoàn mỹ trạng thái, nguyên lực còn có thể tăng phúc thị lực, hắn tự hỏi thị lực tuyệt đối không so sánh với giai thiên quân tranh lệch. Nhưng giờ phút này đi khóa chặt phong hệ đạo văn lão giả, vẫn còn có chút khó khăn, chỉ có thể mượn nhờ thần thức truy tung. Bong tàu bên trên đứng tại ít nhất có gần vạn người, cái này thiên cơ thuyền cũng đủ lớn, gần vạn người phân biệt đứng ở đầu thuyền đuôi thuyền, bong tàu bên trên cũng không lộ ra chen chúc, toàn bộ người đều ngừng thở, không có phát ra nửa điểm thanh âm, ánh mắt thần thức khóa chặt hai tên cường giả, tinh tế cảm ngộ. Nguyên lai like là dạng này, ha 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 ta đã hiểu, Quang minh thẩm phán, đây là Quang minh thẩm phán đạo văn. Một người chợt cười to, phá vỡ bong tàu bên trên bình tĩnh, giang giật tìm mắt nhìn lại nhìn thấy một thanh niên mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ cười to hai tiếng, sau đó trực tiếp xếp bằng ở bong tàu bên trên nhập định. Quang Minh thẩm phán đây là tương đối lợi hại loại hình công kích đạo văn A, người này vận khí thật tốt. Quang Minh hệ đạo văn nhất là khó khăn cảm ngộ, lực công kích cũng cực kỳ hung tàn, là thiên địa đạo văn, cái này tiểu dáng người của con ngươi không sai. Cha cha, bốn phía vang lên từng đạo hâm mộ tán thưởng âm thanh, giang giật âm thầm gật đầu, người này có thể đốn ngộ cái này quang minh thẩm phán đạo văn đoán chừng cách cảm ngộ không xa, cưới một lần thiên cơ thuyền, có thể cảm mộ một cái trung giai đạo văn, cũng là kiếm lời lớn. ồn ào rất nhanh đình chỉ, mọi người lần nữa ánh mắt sáng rực khóa chặt xa xa chiến đấu, giang giật nhìn một cái sắc trời, phát hiện sắc trời hoàn toàn đen, tâm hắn niệm khẽ động nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, sau đó tinh tế khóa chặt bên kia hai người, muốn nhìn một chút cương phong đối với hai người tổn thương trình độ. Hai tên cường giả thực lực quả nhiên rất mạnh, hai người tại mấy chục trượng bên trên không trung chiến đấu, bởi vì không ngừng di động, sở dĩ không ngừng hấp dẫn cương phong. Tên kia quang minh hệ cường giả lực phòng ngự quá kinh khủng, giang giật tinh tường có thể cảm ứng được có mười mấy cây tơ mỏng tại hắn thần thuẫn bên trên lướt qua, nhưng thần thuẫn vẻn vẹn tối sầm lại, hắn nguyên lực chấn động thần thuẫn lập tức lấp lánh ra vạn trượng quang mang, như một vòng liệt nhật làm người ta không dám nhìn thẳng. A, à, làm giang giật đảo qua phong hệ lão giả bên người lúc, lại đột nhiên phát hiện một cái rất kỳ quái tưởng tượng những cái kia cương phong muốn công kích phong hệ lão giả lúc, bên cạnh hắn đột nhiên có bão tố phong lưu động, kia bão tố phong vây quanh thân thể của hắn xoay tròn du tẩu, sau đó lại nhẹ nhõm đem cương phong dẫn dắt đi, kia cương phong căn bản không có cách nào công kích lão giả. Còn có thể dạng này, Giang giật mở rộng tầm mắt, lập tức căn bản không đi lĩnh hội lão giả phong hệ đạo văn, giống như có thể đem lão giả tuyệt chiêu này học được, về sau trong đêm cường giả làm sao dám đuổi giết hắn tùy ý xông vào trên không trung, người truy sát chỉ có thể dương mắt nhìn, nếu dám đuổi kịp không trung đến, cũng có thể nhẹ nhõm đùa chơi chết hắn hai người tại trong đêm còn dám khai chiến, đoán chừng cũng là từ kiềm chế có không sợ cương phong năng lực đi, một cái phòng ngự siêu cấp cường đại, một cái tốc độ siêu cấp nhanh, còn có được tránh né cương phong đặc thù thần thông. Hai người hẳn là cũng tin tường bằng vào thực lực của mình rất khó giết chết đối phương, chuẩn bị mượn nhờ cương phong chi lực. Người này tránh né cương phong thủ pháp, cùng của ta lôi hỏa thần thuẫn lại có dị khúc đồng công chi diệu. Giang giật có chút kích động lên, hắn càng cảm ứng càng cảm thấy nhìn quen mắt, người này là để phong đem cương phong dẫn dắt đi, chính mình lôi hỏa thần thuẫn là đem công kích của địch nhân rời đi đi, đều là một cái chuyển tự quyết. Không đúng, ta kia là mượn người kiến tuyến lộ đồ, cái này phong hệ cường giả dựa vào hoàn toàn là phong hệ đạo văn, đây là một loại rất huyền diệu phong hệ đạo văn. Giang giật cảm ứng một trận lại phát hiện không đúng, hắn cao mày, không ngừng khóa chặt lão giả bên người phong lưu động quý tích, ý đồ cảm mộ ra bên trong áo nghĩa. Bông bông, đáng tiếc, chăm chú là thời gian một nén nhang, phong hệ lão giả chậm rãi đem quang minh hệ lão giả dẫn dắt lên trên không trung sau đó tìm kiếm một cái cơ hội thả ra một kích cường đại phong hệ công kích trực tiếp đem quang minh hệ lão giả cho anh lên giữa không trung phía trên xong chiến đấu kết thúc bong tàu bên trên một mảnh xôn xao kia quang minh hệ lão giả lực phòng ngự hoàn toàn chính xác kinh khủng nhưng giờ phút này bị oanh lên cao vạn trượng uổng phí phía trên kia cương phong quá kinh khủng quang minh hệ lão giả thần thuẫn từ từ ảm đạm cuối cùng trực tiếp bạo liệt trong đêm ở trên không trung thần thuẫn bạo liệt thường thường đại biểu cho tử vong, quang minh hệ lão giả cũng phát ra một tiếng không cam lòng gào lên đau xót, tiếp lấy thân thể bị rào sát thành thịt nát, hóa thành một mảnh huyết vũ vẩy xuống giữa không trung. Hưu, phong hệ lão giả thân thể như du long bay đi lên, bắt lấy rất xuống một cái không gian giới chỉ, lúc này mới rất là kiên kỵ nhìn qua bên này thiên cơ thuyền một chút, nhắm hướng đông bên cạnh bắn nhanh mà đi, rất nhanh biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Tốt, chiến đấu kết thúc, chư vị có thể an tâm trở về, chư vị yên tâm, đường ra thiên cơ thuyền là tuyệt đối an toàn, cho dù có cường giả chiến đấu cũng là phúc lợi, chúng ta cũng sẽ trước tiên dừng lại, để chư vị quan sát lĩnh hội. Một giọng già nua vang lên lần nữa, rất nhiều khách nhân trở về trong khoang thuyền, giang giật có chút thất vọng nhắm hướng đông bên cạnh nhìn vài lần. Nhìn lâu như vậy, hắn cũng không có xúc động cùng cảm ngộ, cũng không có nhìn ra lão giả phong hệ đạo văn nửa điểm áo nghĩa, một lần cơ hội tốt như vậy, hắn không có bắt lấy cơ duyên. Cương phong Hắn ngẩng đầu nhìn đồng dạng đêm tối, âm thầm nghĩ tới về sau có thời gian vẫn là phải thêm tìm hiểu một chút, nếu có thể cảm mộ loại kia phong hệ đạo văn, trong đêm tùy ý ở giữa không trung phi hành, vậy sẽ là một loại rất cường đại bảo mệnh công kích thần thông. Đứng một hồi, hắn vừa định trở về tiếp tục tu luyện, lại bị hai vị công tử trò chuyện âm thanh hấp dẫn. Vinh công tử, người cũng là đi Phật Đế Thành, đúng vậy a à, hắc hắc, lần này Phật Đế tự mình hạ lệch, một năm sau mở ra luyện ngục phế tích, có thể thành công theo phế tích bên trong còn sống đi ra, không chỉ có thể gia nhập Phật gia, thay đổi có thể sẽ trở thành y thiền tiểu thư giai tế đâu. Y thiền tiểu thư lòng cao hơn trời, căn bản chướng mắt cửu đế gia tộc hoàn khố công tử, một lòng muốn tại bình thường thanh niên bên trong mà tuyển chọn một tên tuyệt thế nam tử là tế, vũ công tử lần này chúng ta cần phải không chịu thua kém A. À. Đúng vậy A, à, nếu có thể cưới y thiền tiểu thư cái này tuyệt thế thiên kiêu, đời này cũng coi là đi đến nhân sinh đỉnh phong. Câu nói kế tiếp giang giật đã nghe không lọt, hắn cao mày, trong đầu hiển hiện một cái thật sâu nghi vấn, y thiền chọn dễ còn cần tại những này phổ thông công tử ca chúng tuyển Phật đế tự mình hạ lệnh mở ra luyện ngục phế tích, sẽ có hay không có cái gì mặt khác thâm ý. chương 886 có tin tức, Giang giật tại tu luyện xong tháng thứ hai sau tựu đình chỉ bế quan, trên người hắn thiên thạch không nhiều lắm, chỉ còn lại hơn 3 tỷ, như hắn lại tu luyện một tháng, đoán chừng liền cưỡi thiên cơ thuyền đi Phật đế thành thiên thạch cũng không có. Hắn về tới trong khoang thuyền, con cá nhỏ ngược lại là vui như điên, mỗi ngày quấn lấy giang giật đùa, đạm đài thì cũng đầy tâm vui sướng. Có giang giật tại luôn luôn có thể không hiểu cảm giác được an tâm. Giang giật bồi tiểu ngư hai ngày sau liền tiến vào gian phòng lần nữa bế quan. Mặc dù tại nghìn lần trong tu luyện mật thất tu luyện đã quen, không bao giờ cảm thụ tốc độ tu luyện chậm như vậy có chút khó chịu. Nhưng có chút ít còn hơn không? Hắn mục đích chủ yếu cũng không phải tu luyện mà là lĩnh hội vu thuật. Mặt khác liền nghĩ biện pháp lĩnh hội phong hệ lão giả loại kia có thể đem cương phong dẫn dắt đi phong hệ đạo văn thời gian trôi qua nhanh chóng hơn một tháng thời gian lại di chuyển giang dật bị tống trung đánh thức một canh giờ sau sẽ đến thiên long thành mọi người cần hạ thiên cơ thuyền đổi thừa đi thiên hỏa thành thiên cơ thuyền đi thôi tại buồng nhỏ trên tàu trong đại sảnh ngồi một canh giờ giang dật phát hiện thiên cơ thuyền ngừng lại vòng bảo hộ cũng mở ra phía nam có một cái cự đại thành trì sau hắn đứng lên nói thiên long thành đến tiên tiến thành hiu mọi người đã sớm chuẩn bị xong hai người thị nữ phân biệt mang theo hai đứa bé mọi người phi thân hạ thiên cơ thuyền tống trung lấy ra một cỗ chiến xa mời đạm đài thị giang giật cùng hai tên thị nữ đi vào cộc 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 tống tổng lên xe viên bên trên khống chế chiến xa chậm rãi tiến lên giao lệ phí vào thành dùng thẳng đến thành nội quảng trường tìm kiếm khách sạn vào ở sau đó lại đi tìm đường ra chi nhánh tiếp tục liên hệ thiên cơ thuyền đi thiên hỏa thành cái này thiên long thành nên tính là trung đẳng thành trì quy mô so lang nha thành lớn rất nhiều đông hoàng đại lục thành trì chia làm chủ thành đại thành bên trong thành thành nhỏ, đương nhiên ở phía dưới còn có tiểu trấn thôn xóm. Chủ thành một cái vực đều là 10 cái, bình thường tình huống tất cả chủ thành đều sẽ bị vực chủ gia tộc khống chế, giống như gia tộc đủ lớn, đại thành cũng sẽ toàn bộ khống chế, bên trong thành cùng thành nhỏ ngược lại là phân cho phụ thuộc gia tộc. Đương nhiên theo tống trung nói, rất nhiều vực nội vực chủ căn bản không đi quản bên trong thành cùng thành nhỏ, đến mức chiến loạn không ngừng, một tòa thành trì trong nửa tháng đổi chủ 4-5 lần tình huống cũng nhiều lần phát sinh. Thiên Khải vực kẻ thống trị là La Gia, La Gia tại đại lục sừng sững mấy chục vạn năm, theo Tống Trung nói La Gia năm đó ở trong đại lục bộ khống chế hai cái đại vực, sau đó bị mấy cái gia tộc liên thủ công kích, cả tộc thoát đi, cuối cùng tại Thiên Khải vực ẩn núp vài vạn năm chầm chậm mưu toan, tại hai vạn năm trước mới thì ra là vực chủ gia tộc tiêu diệt, chiếm đoạt Thiên Khải vực. Đạm đài thị nhà chồng năm đó thì là La Gia một tên hộ vệ thống lĩnh, luận công hành thưởng đạt được thiên hỏa thành, thế hệ noi theo xuống tới, đối với La Gia là trung thành tuyệt đối tại thiên hỏa thành cũng có được tuyệt đối bá quyền. Thành nội lớn nhỏ gia tộc đều phụ thuộc đạm đài gia, phụ cận sơn phỉ cũng không ai dám công kích thiên hỏa thành, dù sao đạm đài gia phía sau là la gia. Giang giật đối với đông hoàng đại lục cũng coi như có một chút hiểu rõ, nơi này có vô số siêu cấp đại gia tộc, loại này đại gia tộc không hề chỉ là bản tộc lực lượng, bọn hắn còn có đếm không hết phụ thuộc gia tộc. Tựa như một viên thương thiên đại thụ, có vô số dễ cây, chiếm cứ tại một mảnh thổ địa bên trên. Như nghĩ vặn ngã cây đại thụ này, vậy ngươi nhất định phải đem tất cả rễ cây chặt đứt, nếu không ngươi sẽ đối mặt vô cùng vô tận cường giả vây công. hô hô, nghĩ tới đây, giang giật mặt mày bên trong đều là nặng nề. hắn mới vừa từ thiên tinh đại lục ra lúc, coi là bằng vào cố gắng của mình, nhất định có thể trở thành một cường giả. đến lúc đó giống như hủy diệt thiên tinh đại lục võ điện, đem bác đế vũ gia tiêu diệt. xem ra năm đó hắn vẫn là quá ngây thơ rồi, theo từ từ hiểu rõ, hắn đối với cửu đế gia tộc càng là kiên kỳ cửu cái đứng sừng sững ở đại lục hơn 70 vạn năm quái vật khổng lồ, bọn hắn phụ thuộc gia tộc có bao nhiêu bọn hắn có thể điều động cường giả có bao nhiêu bọn hắn chân chính nội tình mạnh bao nhiêu. Cường giả cũng không phải là vô địch, cũng chỉ như giang giật, nhìn tựa hồ thiên quân cảnh vô địch, thần âm thiên kỹ cùng lôi đình chi nộ phóng thích có thể miểu sát một mảnh thiên quân đỉnh phong. Đừng nói trước có hay không cảm mộ đặc thù thần thông đối thần âm thiên kỹ miễn dịch thiên quân đỉnh phong, không nói những cái kia cảm mộ cường đại thần thông, tổng hợp chiến lực đạt tới tứ tinh, ngũ tinh cường giả, coi như hắn thật có thể diệt sát tất cả thiên quân đỉnh phong hắn có thể giết bao nhiêu người một cái võ giả nguyên lực thể lực tinh thần lực là có hạn giống như võ đế gia tộc điều động một vạn mười vạn trăm vạn thiên quân vây công hắn hắn thật có thể toàn bộ diệt sát một cái bình thường tiểu gia tộc có thể điều động thiên quân đoán chừng có thể đạt tới một vạn cửu đế gia tộc có bao nhiêu lớn nhỏ gia tộc phụ thuộc mười vạn cái trăm vạn cái vẫn là ngàn vạn cái không nói cái gì như bác đế võ thương ra lệnh một tiếng điều động 100 triệu thiên quân vây công giang giật, liền có thể sống sống bắt hắn cho mệt chết. Huyền thần cung, nhất định muốn đạt được huyền thần cung. Giang giật nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện ngoại trừ đạt được huyền thần cung, đạt được huyền đế truyền thừa, đạt được thần khí huyền thần đao huyền thần khải bên ngoài, hắn căn bản không có biện pháp hủy diệt vũ gia. Coi như hắn đạt đến nửa thần cảnh đồng dạng vô dụng, ngao lư thế nhưng là nói bác đế võ thương thế nhưng là cửu tinh cường giả. Lôi bán tiên nghiêu A, à, thời gian ngược dòng, kia là cỡ nào nghịch thiên thần thông, nhưng Ngao Lư nói hắn vẫn chỉ là bát tinh cường giả. Võ thương so lôi bán tiên còn mạnh hơn rất rất nhiều, hắn đời này coi như có thể tu luyện tới bán thần, nhưng hắn nhất định có thể mạnh đến mức qua lôi bán tiên mạnh đến mức qua võ thương. Huyền đế, kia là nhân loại tối cường một đời thiên kiêu, hắn lưu lại huyền thần cung, lưu lại huyền thần đao huyền thần khải, lưu lại rất nhiều chân quý trí bảo thần thông, chính là vì có nhân loại tinh anh có thể kế thừa hắn truyền thừa, thủ hộ nhân tộc. Sở dĩ đạt được huyền thần cung, không nhất định có thể trở thành huyền đế thứ hai, nhưng nhất định sẽ thực lực tiêu thăng, đạt tới kinh khủng tình trạng. Tuyết đại nhân, khách sạn đến, trầm tư ở giữa, bên ngoài tống trung truyền lời vào đây, Giang giật thu hồi suy nghĩ cùng đạm đài thị bọn người đi ra ngoài, phát hiện đến một khách sạn hậu viện, hắn phất phất tay để tống trung đi tìm hiểu đi thiên hỏa thành thiên cơ thuyền tin tức, chính mình thì trầm mặc tiến vào gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Đi thiên hỏa thành cùng đi Phật đế thành kỳ thật cũng không tiện đường, muốn lượn quanh mấy ngày lộ trình, bất quá đã đáp ứng tiểu ngư, hắn liền phải đem các nàng đưa đi thiên hỏa thành. Nam nhân lời hứa ngàn vàng, giang giật rất không ít hạ lời hứa, một khi hứa hẹn liền muốn cuối cùng cả đời lực lượng đi hoàn thành. Tỷ như tô như tuyết, lại tỷ như thay giang biệt ly báo thù. Đợi hai ba canh giờ, sắc trời dần dần đen, tống trung vẫn còn không có trở về, ngược lại giang giật trên thân một cái hạt châu phát sáng lên. Ừ, giang giật bị giật nảy mình, hạt châu này là ảnh hoàng cho hắn, Hắn theo ảnh hoàng chỉ thị không có cất vào cổ thần nguyên trong nhẫn, mà là đặt ở trong túi, một mực cũng không để ý, không nghĩ tới giờ phút này đột nhiên phát sáng lên. Có tin tức, hắn kích động đứng lên, nhanh chóng đi ra khách sạn, rất nhanh khóa chặt ngoài khách sạn một người. Kia là một cái cực kỳ phổ thông trung niên võ giả, thiên quân cảnh, thực lực không cao không thấp, bề ngoài cũng không có chỗ thần kỳ, hắn cùng người này liếc nhau, hai người đôi mắt đều sáng lên, hắn bằng vào hạt châu này, không hiểu có thể cảm ứng được đây là ảnh hoàng người. Trung niên võ giả chắp tay nói, đại nhân, tại hạ Ngưu Tam, đã từng cùng đại nhân tại mưa gió từ lâu gặp qua một lần, đại nhân khi đó còn cấp cho tiểu nhân 10 vạn thiên thạch đâu. Nguyên lai là ngươi, vào nói đi, giang giật khẽ vuốt cằm, ám hiệu này là ảnh hoàng nói cho hắn biết, hoàn toàn đúng lên, đây là ảnh hoàng người, mà lại là người, không phải yêu tộc. Mang theo người này đi vào gian phòng bên trong, giang giật mở ra trong sân cấm chế, còn tiến vào thiên nhân hợp nhất trong trạng thái cảm ứng một phen, xác định không có thần thức dò xét sau nhẹ gật đầu. Người kia cũng lấy ra một cái không gian giới chỉ đưa qua về sau, trầm giọng nói ra, đại nhân, phía trên để cho ta truyền một phần tư liệu cho ngươi. Giang giật tiếp nhận không gian giới chỉ trong tay nguyên lực quán chú, một phần tư liệu xuất hiện, hắn nhìn lướt qua về sau, đôi mắt trong nháy mắt trở nên rét lạnh. mươi 887, không nên trở về đến. Tư liệu cũng không kỹ càng chỉ có tâm sự mấy câu, phía trên có cơ thính vô tin tức, còn có y phiêu phiêu cùng dư ôn tin tức, nhưng kết quả cũng không như nhân ý. Ảnh hoàng để cho người ta tra rõ mười mấy cái y phiêu phiêu cùng dư ôn, cùng giang giật chân dung cũng không giống nhau, còn lại còn tại tra rõ bên trong, cần thời gian mấy tháng. Nói một cách khác, y phiêu phiêu cùng dư ôn không có tin tức gì. Đồng dạng, tôi như tuyết cũng không có tin tức gì, có lẽ là võ điện nội bộ rất khó khăn thấm vào, có lẽ là tôi như tuyết cũng không tại đông hoàng đại lục, có lẽ. Tôi như tuyết đã chết, dù sao chính là không có tra được tôi như tuyết bất luận cái gì tình báo. Cơ thính vũ có tin tức, nàng giờ phút này ngay tại Bắc Đế Thành Nội, vẫn là võ điện tổng điện tội trong đường một cái chấp sự, nghe nói cùng vũ nghịch quan hệ rất mật thiết, ngoại trừ những tin tức này bên ngoài, không còn có bất luận cái gì tài liệu. Cơ thính vũ, vũ nghịch, tội đường, Giang giật sắc mặt trở nên âm trầm, đôi mắt chuyển động, hắn ẩn ẩn có chút hoài nghi, năm đó đăng thiên phong một trận chiến chủ sử sau màn liền là cơ thính vũ, liền là vũ nghịch vũ ra. Tại thiên tinh đại lục, Giang giật lĩnh giáo qua cơ thính vũ mưu lược thủ đoạn, như tử này hắn trí như yêu, tính toán người ở vô hình, tại Thiên Tinh đại lục hắn mấy lần kém chút bị cơ thính vô âm chết, hơn nữa lúc ấy còn không biết ai đang tính kế hắn, sau đó mới từ trong dấu vết phán đoán ra. Cơ thính Vũ đối với hắn tính cách hiểu rất rõ, đối với tiền vạn quán thủ đoạn cũng hiểu rất rõ, dùng vô tâm tính toán hữu tâm, tự nhiên làm ít công to. Đương nhiên, đây đều là suy đoán của hắn, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, để ảnh hoàng bọn người đi thăm dò đoán chừng cũng rất khó tra được dù sao kia là Bắc Đế Thành, bình thường gian tế đừng nói thẩm thấu vào võ điện tổng điện, có thể đi vào tiềm phục tại Bắc Đế Thành đã coi như là không tệ. Giang giật trầm ngâm một trận, mở miệng nói chuyển cáo người người ở phía trên, tiếp tục điều tra cơ thính vũ cùng tô như tuyết hết thảy tình báo, nhất là tô như tuyết, có tin tức trong lúc nhất thời truyền cho ta. Vâng, đại nhân, trung niên võ giả chắp tay nghe lệnh, Giang giật cũng không hỏi thân phận của hắn, càng không có đến hỏi hắn người bề trên thân phận. Đoán chừng người này cũng không biết thân phận của hắn a ảnh hoàng là yêu tộc lợi hại nhất nhân viên tình báo, loại này sai lầm nhỏ lầm không thể lại phạm. Hắn dừng một chút, lần nữa nói ra, nếu như ta muốn điều người, các ngươi có thể điều bao nhiêu người cho ta cái gì cấp bậc võ giả còn có ta phải dùng thiên thạch, các ngươi có thể cho ta bao nhiêu? Cái này, trung niên võ giả Trần chờ nói, thuộc hạ không biết, cái này cần xin chỉ thị phía trên. Đi thôi, mau chóng hồi báo. Giang giật phung tay lên, trung niên võ giả lặng yên đi ra khách sạn biến mất tại trong biển người minh mông. Giang giật trong phòng ngồi một hồi tống chung trở về, cũng liên hệ tốt đường ra thiên cơ thuyền, 5 ngày sau đó lên đường đi thiên hỏa thành, lần này khoảng cách tương đối gần, mỗi người chỉ cần ngàn vạn thiên thạch. Giang giật an tâm ở, 3 ngày sau ảnh hoàng người lần nữa tới, biểu thị như Giang giật cần nhân thủ, tại thiên khải vực nội trong nửa tháng có thể triệu tập 5 vạn người, trong đó thiên quân đỉnh phong trăm tên, toàn bộ đều là nhân tộc. Nếu muốn thiên thạch cái này càng đơn giản hơn, tùy ý có thể cho mấy chục tỷ thiên thạch, đều không cần báo cáo cho phía trên nhất người, lần này tựu cho Giang giật mang tới chục tỷ thiên thạch. Vô tận sâu hải thiên thạch lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, Giang giật cũng không khách khí, lần này đi luyện ngục phế tích là giúp thiên thiên tìm kiếm hỏa xà lam, hắn cùng ngao lưu quan hệ cũng không tệ, một điểm thiên thạch tự nhiên không cần so đo. Hắn cũng hoàn toàn chính xác cần thiên thạch, không có nghìn lần tốc độ tu luyện, đối với hắn mà nói quá chậm quá chậm. Hai ngày về sau mọi người lần nữa lên đường, lên một chiếc đường ra thiên cơ thuyền, lần này chỉ cần nửa tháng liền có thể đến thiên hỏa thành, giang giật lên thuyền trực tiếp sau 15 ức thiên thạch, tiến vào tu luyện mật thất bế quan. Cơ thính vũ cùng vũ nghịch quan hệ mật thiết, để hắn cảm nhận được rất lớn áp lực. Nếu muốn đánh giết cơ thính vũ, kia phải cùng vũ nghịch giao phong, vũ nghịch mấy năm này nghe nói làm tốt lắm, rất có hy vọng trở thành vũ gia thiếu tộc trưởng xuất hành khẳng định lại có rất nhiều cường giả đi theo, hắn thực lực nếu không đề cao, đoán chừng rất khó đánh giết vũ nghịch cùng cơ thính vũ. Bán nguyệt thời gian thoáng một cái đã qua, Giang giật bị quản sự đánh thức sau cũng trước tiên đi buồng nhỏ trên tàu, mang theo đạm đài thị bọn người hướng xuống mặt một tòa thành nhỏ bay đi. Về nhà, chúng ta rốt cục về nhà. Tiểu Ngư nhìn thấy phía dưới quen thuộc thành chỉ lập tức hoa hoa kêu to lên, đạm đài thị cùng tống chung hai tên thị nữ cũng lệ nóng doanh chồng. Các nàng bản đều coi là đời này vĩnh viễn không có có cơ hội trở về, không nghĩ tới chỉ là ngắn như vậy thời gian liền về nhà. Các nàng ngược lại là không có gì, hai đứa bé trở lại gia tộc về sau mới có thể có an ổn sinh hoạt có lớn phát triển tham kiến thiếu phu nhân tham kiến tiểu thiếu gia tiểu thư thành bắc hộ vệ liếc mắt một cái liền nhận ra đạm đài thị bọn người toàn bộ quỳ xuống hành lễ giang giật nhìn thấy hai đứa bé nụ cười trên mặt cũng vui mừng nở nụ cười hắn nhìn thấy hộ vệ thống lĩnh an bài một gã hộ vệ hướng thành nội chạy như điên hiển nhiên là đi thông chi đạm đài ra vội vàng truyền âm cho đạm đài thị nói tốt các ngươi cũng đến nhà nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành ta tự không đi các người đạm đài ra, ta tìm khách sạn ở lại, để Tống chung giúp ta liên hệ đường ra thiên cơ thuyền, ta muốn đi Phật vực. Này làm sao có thể? Đạm đài thị sắc mặt quính lên, mang theo ánh mắt cầu khẩn truyền âm nói, đại nhân đối với chúng ta có đại ân, làm sao cũng phải đi chúng ta gia tộc lại mấy ngày, để cho chúng ta trò chuyện tỏ tâm ý. Yên tâm đi đại nhân, thiếp thân tuyệt đối sẽ không tiết ra ngoài tình báo của ngươi, cũng sẽ không để gia tộc mời chào ngươi, ngươi có thể ngụy trang thành hộ vệ của ta, đi vào lại mấy ngày là được, trong khoảng thời gian này tốn hao thiên thạch, thiếp thân còn phải đưa trả lại cho ngươi đâu. Không cần, Giang giật khoát tay chặn lại truyền âm nói, điểm này thiên thạch đối với ta mà nói không tính là gì, ta đi trước, để tống trung đi vào trong thành lớn nhất tử lâu tìm ta đi. Nói Giang giật sờ lên tiểu ngư cùng tiểu thiên đầu, nhẹ giọng nói ra tiểu ngư, tiểu thiên, các người phải thật tốt nghe các người mẫu thân, thúc thúc còn có việc, về sau có thời gian trở lại thăm ngươi bọn họ. Tiểu ngư không bỏ nói ra, thúc thúc, người muốn đi đâu a à, tiểu ngư nói qua muốn để ra ra mua cho ngươi món ngon nhất kẹo người đi tiểu ngư ra làm khách đi ha ha giang giật sờ lên tiểu ngư cái mũi không hề nói gì trực tiếp hướng thành nội đi đến hộ vệ nhìn thấy giang giật cùng đạm đài thị bọn người quan hệ rất tốt cũng không dám thu lấy lệ phí vào thành dùng đa tạ đại nhân thiếp thân đời này vĩnh viễn ghi khắc đại nhân ân đức đạm đài thị hướng giang giật truyền âm một câu thanh âm có chút nghẹn ngào nàng còn để tiểu ngư cùng tiểu thiên đối giang giật bóng lưng dập đầu Giang giật từ đầu đến cuối không quay đầu lại, chỉ là bước chân có chút dừng một chút, sau đó nhanh chân rời đi. Hắn còn có quá nhiều chuyện muốn làm, giống như đi theo đạm đài thì tiến vào đạm đài ra, vậy khẳng định sẽ trêu chọc một chút phiền toái không cần thiết, đã đáp ứng tiểu ngư sự tình hoàn thành, sự tình phía sau hắn cũng không muốn xen vào nữa. Tuyết hy đại nhân thật sự là một cái kỳ nhân a. À. Tống Trung nhìn qua giang giật bóng lưng khe khẽ thở dài, cùng giang giật ở chung được mấy tháng, đối với cái này khi thì lạnh lùng vô tình, khi thì lại có tình có nghĩa nam tử, hắn là đánh nội tâm kính nể cùng sùng bái. Đích thật là một cái kỳ nam tử, đạm đài thì cũng có chút cảm khái một câu, đôi mắt có chút ảm đạm mê mang. Nàng rất nhanh bị cửa thành truyền đến một trận lao nhanh xe ngựa âm thanh đánh thức, tại nàng nhìn thấy phía trước nhất trong xe ngựa đi ra một người dáng dấp âm tàn thanh niên về sau, gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức hoa dung thất sắc. Để mỗi người rốt cuộc trở về, âm tàn thanh niên một bộ hoa bào, ánh mắt tham lam nhìn chầm chầm đạm đài thị nở nang thân thể mềm mại, trong mắt đều là dị dạng quang mang, hắn rét căm căm nói ra, để đệ bất hạnh gặp nạn, mời đệ muội nén bi thương, việc này gia tộc cũng sẽ truy xét đến ngọn nguồn. Có đại ca tại người cứ việc yên tâm, toàn bộ thiên hỏa thành không ai dám khi dễ ngươi. Đạm đài thị nhìn qua thanh niên trong mắt lóe lên phóng túng tả chi quang, thân thể mềm mại run lên, nàng không hiểu có loại cảm giác cái này thiên hỏa thành nàng tự không nên trở về tới. Trường 888, phiền phức tới. Giang giật ở tại thành nội tốt nhất tử lâu thiên tiên trong lâu, hắn tin tưởng dùng tống trung năng lực có thể nhẹ nhõm tìm tới hắn, sở dĩ tiến vào trong sân về sau, hắn vẫn ngồi xếp bằng tu luyện, căn bản không để ý tới chuyện bên ngoài. Nửa ngày sau tống trung quả nhiên tới, cũng không nói gì thêm, chỉ là đưa tới vài ức thiên thạch, còn có một số mỹ vị món ngon đặc sản, mặt khác giang giật đi Phật vực thiên cơ thuyền đã liên hệ tốt, thiên thạch đều đã giao, không trải qua thuyền thời gian có chút lâu, cần thập bát thiên sau thiên cơ thuyền mới có thể đi ngang qua thiên hỏa thành. Giang giật ngược lại là không quan trọng, cái khác thương hội thiên cơ thuyền hắn không muốn thừa ngồi, không có gấp trăm lần tu luyện mật thất, tại thiên cơ thuyền bên trên đợi mấy tháng kia rất nhàm chán, cũng lãng phí thời gian. Không biết là đạm đài thị bàn giao, vẫn là tống trung chính mình rất hiểu chuyện, hắn không có nói đạm đài ra bất luận kẻ nào, cũng chưa hề nói đạm đài thị bọn người trở lại gia tộc tình huống, chỉ là phái hai tên thiên quân ở ngoài cửa thủ vệ, để Giang giật có bất kỳ sự tình đều có thể phân phó bọn hắn. Giang giật chẳng có chuyện gì, chỉ cần các nàng không đến phiền hắn là được, hắn cũng chưa bao giờ ra thiên tiên trong lâu, một mực tại trong hậu viện yên tĩnh tu luyện, thẳng đến 10 ngày sau, trong ngực hắn hạt châu thế mà lần nữa phát sáng lên, hắn lúc này mới đứng dậy đi ra khách sạn. Lần này tới chính là một người khác, là một cái lão giả, hắn sau khi đi vào cho Giang giật một phần tư liệu, Giang giật sau khi liếc nhanh mấy lần, trên thân lập tức đằng đằng sát khí. Lần này truyền đến chính là một tin tức, sau 8 tháng luyện ngục phế tích mở ra, Đông Hoàng cửu đế gia tộc rất nhiều công tử tiểu thư đều sẽ tham gia. Lần này Phật đế tự mình hạ lệnh, cũng đưa tới vô số Đông Hoàng đại lục thanh niên tuấn ngạn, tiểu thư công tử, vũ nghịch tại 10 ngày trước đã theo Bắc đế thành lên đường, cưỡi thiên cơ thuyền dự tính tại 6 tháng sau đến Phật đế thành, theo ảnh hoàng người dò xét, cơ thính vũ. Rất có thể hội đi theo, vũ nghịch đến cùng đi là luyện ngục phế thích tầm bảo, vẫn là đi Phật đế thành nội tán gái, giang giật mặc kệ, nhưng cơ thính vũ đi, hắn tự rất xem trọng chuyện này. Tô Như Tuyết bị cơ thính vũ mang theo tiến vào truyền tống trận, kia truyền tống trận là trực tiếp truyền tống đi võ điện tổng điện, như vậy Tô Như Tuyết rất có thể tại cơ thính vũ trong tay, sở dĩ cầm xuống cơ thính vũ, liền có khả năng cứu ra Tô Như Tuyết. Tiếp tục dò xét, Giang giật trong mắt hàn quang lóe lên, quát khẽ phải tất yếu xác định tin tức này chân thực tính, như cơ thính vũ thật đi theo Phật Đế Thành, trước tiên cho ta biết, còn có đem Phật Đế Thành cùng luyện ngục phế tích tư liệu cho ta một phần. Tô Như Tuyết là Giang giật người con gái thân yêu nhất, vì tô như tuyết hắn không tiếc hết thảy, chỉ cần cơ thính vũ ra Phật đế thành, hắn sẽ liều mạng cầm xuống cơ thính vũ cùng vũ nghịch, lại để cho vũ ra giao ra tô như tuyết. Còn cứu ra tô như cần sau có thể hay không bị mấy đại gia tộc truy sát, hắn đã không đi cân nhắc. Đại nhân, đây là phía trên để cho ta mang cho ngươi trăm tỷ thiên thạch. Lão giả nhẹ gật đầu, lập tức lấy ra một cái cổ thần nguyên giới đưa cho giang giật, nói, phía trên nói như đại nhân có cần tùy thời tìm chúng ta truyền báo, thiên thạch không là vấn đề, mấy ngàn tỷ đều được. Ảnh hoàng quả nhiên hào sảng, Giang giật tiếp nhận giới chỉ quét qua âm thầm gật đầu, trăm tỷ thiên thạch hẳn là ảnh hoàng ra lệnh, nếu không đông hoàng đại lục trinh sát các đầu lĩnh không có lớn như vậy quyền lực. Lão giả dừng một chút còn nói ra, đại nhân, ngày nữa khải vực nhưng có sự tình muốn làm thiên khải vực nội có cái đại thành bị chúng ta khống chế, phía trên đưa tin như đại nhân có cần tùy thời có thể dùng điều người hỗ trợ. Tạm thời không cần, Giang giật khoát tay áo, hắn muốn điều người cũng là điều đi Phật đế thành, cầm xuống vũ nghịch cùng cơ thính vũ, Lão giả nhẹ gật đầu lui xuống, giang giật nội tâm lại khuấy động không thôi, cũng không còn cách nào tính tâm tu luyện. Hắn tại hậu viện chuyển vài vòng, cuối cùng trùng điệp vỗ bàn một cái trầm giọng nói, cơ thính vũ, ngươi lần này tốt nhất đừng đi Phật Đế Thành, nếu không ta tất nghĩ hết tất cả biện pháp cầm xuống ngươi. Oanh, tay hắn trùng điệp vỗ bàn một cái, một tấm gỗ tách làm bàn vuông trực tiếp hóa thành bột mịn, rơi đầy đất mảnh gỗ vụn. Ông, hắn trong đại sảnh đứng một hồi, gian phòng cấm chế đột nhiên sáng lên, hắn thần thức quét ra đi sắc mặt lập tức lạnh lẽo trong miệng thì thào một tiếng cái này con lại tới làm gì tới là đạm đài thị cùng tống trung giang giật trầm ngâm một lát tốt hơn theo tay đánh ra một đạo nguyên lực tại cấm chế chốt mở bên trên cửa phòng mở ra đạm đài thị cùng tống chung đi đến đại nhân tốt thiếp thân hữu lễ đạm đài thị hôm nay mặc một thân váy đen bình thường nữ tử rất ít mặc quần màu đen dáng người cùng làn da không tốt nữ tử càng là chưa từng mặc váy đen đương nhiên đạm đài thị ngoại lệ nàng mặc váy đen càng lộ ra nàng làn da ngán rõ ràng kia mê chết người bờ eo thon cũng bị một cái màu đen dây lụa cài chặt phát họa ra một đạo đường cong hoàn mỹ tống trung hành lễ về sau lui ra ngoài giang giật tiện tay vung lên nói ngồi xuống đi về nhà còn quen thuộc a à. đạm đài thị đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống nghe được giang giật sắc mặt tối sầm lại như vẽ lông mày bên trên một tia sầu làm sao đều tản ra không đi nhưng nàng cười khổ một tiếng nói mọi chuyện đều tốt làm phiền đại nhân nhớ mong Giang giật nhìn ra đạm đài thì tại gia tộc cũng không làm sao như ý, nhưng hắn không muốn hỏi nhiều, cũng không muốn quản nhiều. Đạm đài thì cũng rất thông minh không tiếp tục nói việc này, mà là theo trong giới chỉ lấy ra một cái hộp ngọc nói, đại nhân, thiếp thân tại gia tộc thấp cổ bé họng cũng không thể đạt được rất quý giá bảo vật. Đây là một gốc thất tinh thảo, đối với linh hồn có mạnh bổ dưỡng tác dụng, đại nhân có thể tùy ý hỏi thăm một chút, thất tinh thảo coi như nổi danh. Mặt khác, đại nhân còn có mấy ngày liền muốn rời đi, xin thứ cho thiếp thân một cái quả phụ thân phận không tiện tiến đưa, hôm nay đặc biệt tới tiễn biệt đại nhân. Đạm đài thị không có tại thỉnh cầu giang giật trợ giúp, càng không có nâng gia tộc hoặc là mời chào sự tình, mấy ngày nay đạm đài gia cũng không có người tới quấy giày, hiển nhiên đạm đài thị đem hắn sự tình giữ bí mật. Hôm nay xem ra là chân tâm tới tiễn biệt, giang giật đối nàng hảo cảm tăng lên mấy phần. Hắn cũng không già mồm, thu hồi hộp ngọc gật đầu nói, ta đích xác còn có rất nhiều chuyện, sở dĩ người tự cầu phúc đi, ta đã đáp ứng tiểu ngư có thời gian sẽ đến nhìn nàng, cũng tuyệt không nuốt lời, đi. Ngươi trở về đi, đại nhân bảo trọng, thiếp thân cái này đều sẽ không quên đại nhân. Đạm đài thị đứng dậy cáo biệt, thật sâu nhìn giang giật một chút, tựa hồ muốn hắn ghi tạc sâu trong linh hồn, nàng quay người đi ra phía ngoài, giang giật cũng không có đưa nàng ra ngoài, hở hững đứng trong đại sảnh. Kết, tống chung đóng cửa lại, đạm đài thị kia dáng người yểu điệu biến mất tại giang giật trong mắt, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, Đứng dậy chuẩn bị mở ra cấm chế tiếp tục tu luyện. Hừ, đúng lúc này bên ngoài đột ngột truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh, tiếp lấy một cái âm lãnh giọng nam vang lên, Để muội, để để ta thi cốt chưa lạnh, ngươi tiểu cùng nam tử thông đồng thông dâm, cái này không khỏi quá phận đi ngươi không chê mất mặt, chúng ta đạm đài ra cái mặt này còn gánh không nổi đâu." Người tới, đem cái này tiện phụ còn có gian phu toàn bộ cầm xuống, đưa đi ra tộc hình đường xử lý. Dừng tay, bên ngoài rất nhanh truyền đến tống trung tiếng hét phẫn nộ nhưng mấy đạo khí thức cường đại bao phủ toàn bộ hậu việt, giang giật nghe được tống trung tiếng rên rỉ, còn có đạm đài thị thống khổ khẽ kêu, đạm đài nha dừng tay, không thể đối đại nhân vô lễ. Ngươi, điều kiện, ta đáp ứng ngươi chính là, tiện nhân, ba, nương theo lấy một đạo cái tát vang rồi âm thanh, âm lãnh nam tử cắn răng nghiến lợi thanh âm vang lên, còn đứng ngây đó làm gì bắt lại cho ta cái này gian phu. Ai, trong phòng giang giật nặng nề thở dài, hắn không muốn gây chuyện, nhưng sự tình vẫn tìm được trên đầu của hắn hắn chậm rãi đẩy cửa phòng ra, nhàn nhạt nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức càng lạnh hơn mấy phần. Bên ngoài tống trung bị người một trưởng vỗ nát mấy chiếc xương sườn, giờ phút này còn bị người dẫm lên đầu, trên mặt đất động nằm không phải, đạm đài thị ngồi dưới đất, trên mặt một cái đỏ thắm thủ trưởng ấn rất là rõ ràng, trong đôi mắt đều là nước mắt cùng phẫn nộ. Một cái âm lãnh hòa bào công tử đứng tại ngoài cửa lớn, hắn mang theo 10 cái thiên quân thủ hạ, giờ phút này đều binh khí ra khỏi vỏ, còn có bốn người chính hướng hắn vào tới, binh khí bên trên hàn quang lấp lánh làm người sợ hãi. chương 889, lăn ra ngoài, 16 cái thiên quân, trong đó 10 cái hạ giai thiên quân, 5 cái trung giai thiên quân, một cái thượng giai thiên quân. Thanh niên này công tử tại đạm đài gia địa vị rõ ràng không thấp, nghe hắn cùng đạm đài thị đối thoại, người này hẳn là đạm đài thị phu quân ca ca, cái kia chính là đạm đài gia tộc trưởng nhi tử, nhất trực hệ công tử. Giang giật tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau còn nghe được một chút ý đồ đặc biệt, cái này đạm đài nha hẳn là rất tham mộ đạm đài thị sắc đẹp. 16 cái thiên quân, Giang giật thật muốn giết, trong nháy mắt có thể toàn bộ miểu sát, coi như không sử dụng thần âm thiên kỹ cùng lôi đình chi nộ, hắn có thể bằng vào huyền thiết trọng kiếm cùng huyền thiết chiến giáp, cũng có thể nhẹ nhõm tại trong một đám người giết chết đạm đài nha. Hắn không nhúc nhích, hắn không muốn bại lộ thân phận, cũng không muốn giết đạm đài nha đào tẩu. Hắn vừa đi, đạm đài thị hạ chàng khẳng định hội cực thảm, đương nhiên càng quan trọng hơn là thành nội có thiên quân đỉnh phong, nếu là hắn cưỡng ép phá vòng vây lời nói, sẽ rất nguy hiểm. Hắn cũng không muốn dùng huyễn ảnh thần thông cải trang thành bán thần dọa người, mỗi một cái bán thần đều sẽ để người chú ý, hắn trong thành bại lộ bán thần khí tức, sẽ gây nên rất nhiều gia tộc chú ý, tiếp theo truy tung điều tra, đi Phật vực làm sao động tựu không tiện. Làm sao bây giờ, giang giật con người nhất chuyển, não hải phi tốc chuyển động, rất nhanh có chú ý. Hừ, hắn lạnh lùng hừ một cái, khí tức trên thân dần dần kéo lên, cuối cùng đạt đến thiên quân đỉnh phong, kia bốn tên hướng hắn vào tới trung giai thiên quân không dám động, đạm đài nha bên người thượng giai thiên quân thân thể run lên, trước tiên hướng phía trước bước ra một bước ngăn tại hắn chủ tử phía trước. Còn lại tất cả hộ vệ cũng sắc mặt tái xanh, trong đôi mắt đều là hoảng sợ, còn bị dẫm lên trên mặt đất tống trung lại nhãn tình sáng lên, đạm đài thị bưng lấy mặt lắc đầu nói, đại nhân, không thể. Đạm đài nha sắc mặt rất khó nhìn, giang giật khí thức cường đại hoàn toàn khóa chặt hắn, giờ khác này để hắn cảm giác được khí tức tử vong, trên người hắn có khẩn cấp tín hiệu cầu viện đánh, nhưng lại không dám loạn động, hắn biết rõ nếu dám loạn động sẽ trong nháy mắt bị đánh giết. Các người đạm đài gia thật lớn uy phong a à. Giang giật lạnh giọng mở miệng nói, ta gặp chuyện bất bình, cứu được nhà các người thiếu phu nhân cùng hai đứa bé một mạng, các người đạm đài gia không biết cảm ơn cũng được, giờ phút này còn muốn nói xấu ta muốn bắt ta đi nhà các người hình đường tốt. Các người tới đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn các người đạm đài gia có bản lãnh gì một đám hộ vệ sắc mặt lần nữa biến đổi đều không dám loạn động đạm đài nha lại không dám động giang giật kinh khủng sát khí toàn bộ khóa chặt hắn hắn chỉ có hạ giai thiên quân thực lực lại như thế nào có thể đỡ nổi giờ phút này không có quỷ đi xuống đã tính toán đáng quý lan ra ngoài giang giật con người lóe lên quát khẽ một tiếng nói sau nửa canh giờ ta sẽ đi nhà các ngươi bái phỏng hạ các ngươi tộc trưởng hỏi một chút hắn là thế nào quản giáo tộc nhân cho ngươi nửa canh giờ triệu tập người Dứt lời hạ đạm đài nha phát hiện giang giật khóa chặt hắn sát khí chậm rãi rút đi, hắn có chút hít một hơi, phát hiện trong lòng bàn tay cùng phía sau lưng đều bị mồ hôi làm ướt. Hắn cũng không dám làm loạn, thật sâu nhìn giang giật một chút, phung tay lên mang theo 16 tên hộ vệ chậm rãi rời khỏi hậu viện, sẽ đi ra hậu viện lúc này mới quát lạnh nói, đạm đài ra chờ các hạ đại giá quang lâm. Tống Trung Bưng lấy ngược thống khổ đứng lên, đạm đài thị trong mắt đều là bối rối, có chút không biết làm sao. Dừng một lát mới nói ra, đại nhân, người đi nhanh đi, tuyệt đối không thể cùng đạm đài ra lên xung đột. Giang giật lặng lẽ nhìn qua đạm đài thị nói, làm sao ngươi sợ ngươi công công giết ta? Không phải, không phải. Đạm đài thị liền vội vàng khoát tay nói, đạm đài gia cùng la ra một vị trưởng lão quan hệ không tệ, đại nhân nếu là trong thành đại khai sát giới, chỉ sợ không ra được thiên khải vực. Thiên hỏa thành nói thế nào đều là thiên khải vực địa bàn, la ra sẽ không ngồi yên không lý đến. La ra thế nhưng là có được bốn tên nửa thần cảnh, nghe nói tộc trưởng vẫn là thất tinh cường giả, thất tinh cường giả, giang giật khẽ vuốt cằm, thất tinh cường giả rất cường đại, lôi cô mới là lục tinh cường giả. hắn không tiếp tục thảo luận vấn đề này, chỉ là khô tay nói: các ngươi đi vào trước chữa thương đi, chế chúc ta mang các ngươi đi đạm đài ra đi một chuyến. cái này đạm đài ra tộc trưởng nếu là không nói đạo lý, các ngươi cũng liền đừng ở thiên hỏa thành ở, ta sẽ cho các ngươi an trí địa phương. không, không cần. đạm đài thị quật cường nói ra, đại nhân đối với chúng ta ân trọng như núi. Thiếp thân đã nhận mệnh, việc này đại nhân không cần xen vào nữa. Đại nhân rời đi, có thể đi khác thành trì ngồi thiên cơ thuyền. Như bởi vì thiếp thân làm chế nải đại nhân đại sự, thiếp thân muôn lần chết cũng không thể chuộc tội. Phu nhân, tống trung nhìn thấy đạm đài thì quyết tuyệt bộ dáng, mặt mũi tràn đầy thống khổ nói ra, người không khuất phục phục a, à, đạm đài nha cái này lang tâm cẩu phế cầm thú, vì đạt được ngươi không tiếc cấu kết sơn vì hại chết thiếu gia, giờ phút này lại từng bước ép sát, người như khuất phục, thiếu gia tự chết vô ích. Ngậm miệng. Đạm đài thị giận giữ mắng mỏ một tiếng, thật sâu hướng giang giật cong xuống nói, đại nhân mời rời đi đi, thiếp thân đời sau làm châu làm ngựa báo đáp đại nhân. Lần này đạm đài thị ngôn ngữ rất chân thành, rõ ràng không phải đang diễn giật dây, giang giật nặng nề thở dài nói, được rồi, không cần nhiều lời, ta tự có chủ ý, các người cái này nho nhỏ đạm đài ra, trong mắt ta cái rắm cũng không bằng, đi vào. Hai chữ cuối cùng giang giật nhấn mạnh, không thể nghi ngờ, đạm đài thị cắn răng cùng tống chung đi vào gian phòng bên trong. Cửa phòng còn có hai tên bị đánh xỉu hạ giai thiên quân hai người cũng không quản, dù sao cũng không chết được. Giang giật đứng tại trong sân thần thức quét qua, phát hiện đạm đài nha lưu lại mấy người tiềm phục tại khách sạn bốn phía, hiển nhiên là sợ hắn chạy trốn. Hắn cười lạnh một tiếng lấy ra một viên hạt châu màu xanh lục quán chú nguyên lực đi vào, hạt châu màu xanh lục quang mang lóe lên, Giang giật đem hạt châu thu vào. Đại nhân, có cái gì phân phó? Rất nhanh một cái lão giả truyền âm tựu vang lên tại Giang giật bên tai, giang giật theo thanh âm thần thức quét tới khóa chặt một cái lão giả lão giả kia tiềm phục tại một cái âm u trong hẻm nhỏ giang giật truyền mấy câu cho hắn lão giả nhẹ gật đầu thân thể lóe lên biến mất tại trong hẻm nhỏ giang giật lúc này mới đi vào trong phòng nhỏ nhìn qua tống trung nói ra nói một chút đi cụ thể là tình huống như thế nào đạm đài nha cùng các ngươi ra thiếu ra là huynh đệ vì sao cốt nhục tương tàn đạm đài thị vừa định nói chuyện bị giang giật lạnh lùng nhìn lướt qua không dám nói tiếp nữa Tống Trung nuốt một viên thuốc chữa thương khôi phục một chút, hắn cắn răng nói ra, chúng ta gia tộc trưởng có rất rất nhiều thê tử, đạm đài nha là vợ cả hoa thị sở sinh, hoa gia tại thiên hỏa thành cũng là đệ nhị gia tộc, nhà chúng ta thiếu gia thì là thiếp thất sở sinh, làm niên lão phụ nhân vẫn là thanh lâu xuất thân, sở dĩ thiếu gia tại gia tộc địa vị một mực không cao, cũng không bị tộc trưởng yêu thích. Bất quá thiếu gia thiên tư bất phàm, trước khi chết chỉ có 25 tuổi, thực lực đã đạt tới trung giai thiên quân, lực áp còn lại mấy cái công tử. Nghe đến đó, phía sau cố sự đã không cần nghe, Giang giật khoát tay áo để tống chung chữa thương. Loại chuyện này nhiều lắm, thiên tư bất phàm con em nhưng không có bối cảnh, vẫn là thiếp thất sở sinh, tự nhiên bị đạm đài nha coi là đại địch số một, tăng thêm đạm đài thì cái này hồng nhan hỏa thủy, đạm đài thị phu quân không chết mới là lạ. Giang giật cùng đạm đài thị cùng đi thiên hỏa thành, đoán chừng việc này đạm đài nha đã sớm biết, hôm nay là cố ý tới bắt gian, mục đích không cần nói cũng biết đem đạm đài thị mang đến hình đường định tội, một cái cùng ngoại nhân thông dâm quả phụ, tự nhiên sẽ gặp trong tộc đại nhân vật phỉ nhổ, đạm đài nha muốn chơi như thế nào tự chơi như thế nào. Nữ nhân quá đẹp, thường thường đều là hỏa thủy A. Sang giật khe khẽ thở dài, thế giới này chính là như vậy tàn khốc cùng dơ bẩn, khắp nơi đều có một đám cặn bã làm hại nhân gian. Hắn nhìn thấy đạm đài thị một bộ nhận mệnh dáng vẻ, khe khẽ thở dài nói, được rồi, chế chúc ta mang các ngươi đi đạm đài ra muốn cái thuyết pháp, người cái này công công cũng là già nên hồ đồ rồi, không gõ một phen xem ra là không có cách nào tỉnh táo lại chương 890, huyền đế huyết thệ, không đến nửa canh giờ, vẻn vẹn ba nén hương về sau, giang giật trong ngực một viên hạt châu tựu phát sáng lên, tiếp lấy một cái truyền âm vang lên ghé vào lỗ tai hắn, giang giật hờ hững đứng lên nói, đi thôi. Đại nhân, đạm đài thị bởi vì sợ khẩn trương đến thân thể mềm mại đều run rẩy lên, tống trung cũng có chút bứt rứt bất an đứng lên, giang giật cười nhạt một tiếng cái gì đều nói, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Phu nhân, Tống Trung có chút bối rối hướng đạm đài thị nhìn lại, cái sau cắn bối môi nhìn qua giang giật như kiếm phía sau lưng nói, đi thôi, cùng lắm thì chết một lần. Đạm đài thị tại thời khắc này không thèm đếm xỉa, nhấc chân đi theo giang giật đi ra phía ngoài, tống chung là đạm đài thị hồn nô, tự nhiên càng thêm sẽ không muốn quá nhiều, che ngực lau đi khóe miệng vết máu đi ra phía ngoài. Giang giật đi ra ngoài khách sạn về sau, thần thức nói chuyện quét qua, khóe miệng lộ ra một tia lạnh ý, đạm đài nha lưu lại mấy cái nhãn tuyến giờ phút này đều hoạt động, có một người còn nhanh nhanh lấy ra đưa tin lệnh bài trước tiên đưa tin. Tống Trung lấy ra một cỗ chiến xa, Đạm Đài thì cùng Giang giật ngồi lên, Tống Trung khống chế chiến xa chậm rãi hướng quảng trường mặt phía Bắc phủ thành chủ đi đến, một đường đều có thể nhìn thấy quảng trường thành vô số hộ vệ khóa chặt chiếc này chiến xa, hiển nhiên đều nhận được tin tức, chờ lấy Giang giật xông phủ thành chủ. Càng đến gần phủ thành chủ, chiến xa tốc độ càng chậm, Tống Trung thân thể cũng càng ngày càng khẩn trương, cũng hơi run rẩy hắn có thể nhìn thấy phủ thành chủ bên ngoài đã hội tụ vô số cường giả, thiên quân ít nhất có mấy ngàn người. Đạm đài thị cũng phát hiện nhanh chóng hướng phủ thành chủ trước hội tụ cường giả, gương mặt xinh đẹp thượng phủ phát hiện ra hai mặt ửng hồng, hai cái xuông xuê ngọc thủ nắm chắc váy, hô hấp có chút gấp rút. Nàng hôm nay không thèm đếm xỉa, nàng không sợ chết, nhưng nàng chết mất hai cái hài tử khẳng định tao tội. Hiu hiu hiu, đạm đài gia tựa hồ ra lệnh, trên quảng trường không ngừng có thiên quân võ giả tụ tập, không chỉ có đạm đài gia, còn có thành nội lớn nhỏ gia tộc cường giả trên quảng trường người đi đường xem tình huống không đúng toàn bộ đều nhanh mau lui ra quảng trường trốn ở trên đường trong hẻm nhỏ trên từ lâu chờ lấy xem náo nhiệt giang giật một mặt bình tĩnh tựa như không nhìn thấy đạm đài ra phía trước tụ tập gần vạn thiên quân võ giả trên thực tế hắn thật muốn giết người gần đây vạn người còn chưa đủ hắn giết dạng gì cảnh tượng hoành tráng hắn chưa thấy qua chiến xa tại phủ thành chủ phía trước ngàn trượng ngừng lại phủ thành chủ cũng từ từ mở ra cửa ra vào ngăn chặn thiên quân tự động hướng hai bên tách ra, hai tên uy nghi lão giả mang theo một cái hung ác nham hiểm thanh niên đi ra, thanh niên chính là Đạm Đài Nha. Mặc hắc y chính là gia tộc chiến đường trưởng lão Đạm Đài vô địch, là cực lực duy trì Đạm Đài Nha trở thành thiếu tộc trưởng người. Mặc xanh nhạt áo choàng chính là hoa gia tộc trưởng, cũng là Đạm Đài Nha ông ngoại. Đạm Đài thì ánh mắt lộ ra một tia cừu hận, chỉ vào hai người cho Giang giật thấp giọng nói. Giang giật đứng người lên chậm rãi đi xuống chiến xa, hướng phía trước đi hai bước, một người đứng ngạo nghễ tại trống trải trên quảng trường, ánh mắt tại xếp thành một hàng đạm đài ra gần vạn cường giả trước mặt đảo qua, cười lạnh nói, bầy lớn như vậy trận thế hoan nghênh ta các người đạm đài ra cũng liền điểm ấy khí phách. Đạm đài nha không dám lên tiếng, bên cạnh hắn mặc trường bào màu đen đạm đài ra chiến đường trưởng lão trầm giọng nói ra, các hạ là người nào vì sao tại thiên hỏa thành nháo sự hôm nay người ý muốn như thế nào? Ngươi là người phương nào? Giang giật nhàn nhà thoáng nhìn lão giả, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta, để các người tộc trưởng ra. Làm càn, lớn mật, muốn chết, vô số sắc mặt người đại biến, nhao nhao quát lớn, đạm đài nha chỉ vào giang giật cùng trong chiến xa đạm đài thì càng là kêu to lên, tốt người chó tặc, thông đồng cái này tiện nữ nhân, mưu hại đệ đệ ta, còn tải vũ nhục ta tam thúc có ai không, bắt lại cho ta cái này cầu tặc. Ông, giang giật trong tay cổ thần nguyên giới sáng lên, một cái màu đen huyền thiết trọng kiếm xuất hiện, đồng thời trên thân hiển hiện một kiện màu đen chiến giáp, khi tức cũng trong nháy mắt trở nên như rồng tượng cường đại, bao phủ toàn bộ quảng trường cùng phía trước gần vạn thiên quân. Hắn trường kiếm chỉ phía xa đạm đài nha nói, tạp toái, người dám lại nói một chữ, tin hay không ta diệt ngươi. Ngụy thần khí thiên quân đỉnh phong, vô số mắt người bên trong lộ ra kinh ý, rất nhiều thiên quân võ giả vô ý thức lui ra phía sau hai bước, đạm đài ra chiến đường trưởng lão cùng hoa gia tộc trưởng liếc nhau, trong mắt đều là ngưng trọng. Một cái thiên quân đỉnh phong hai người có lẽ sẽ không kiêng kỵ nhưng đây là một cái có được hai kiện ngụy thần khí thiên quân đỉnh phong vậy liền không thể không thận trọng đối đãi vù vù đạm đài ra trong sân bốn đạo thân ảnh như diều hâu lướt ra vững vàng rơi vào đạm đài ra ngoài cửa lớn đây là bốn cái ông lão mặc áo bảo xám khí tức sắt cường đại đều là thiên quân đỉnh phong bốn người sau khi ra ngoài đều không nói gì chỉ là đứng ở đạm đài vô địch bên người đại nhân ta công công cũng không trong thành hắn đi thiên khải thành đạm đài thị truyền âm vang lên tại giang giật trong tai giang giật bừng tỉnh đại ngộ bất quá không nói gì chỉ là lạnh lùng nhìn phía trước một đám cường giả tại hạ đạm đài vô địch đạm đài gia trưởng lão vừa chắp tay nói ra ta gia tộc trưởng cũng không trong thành đi thiên khải thành bái phỏng vực chủ đi các hạ có bất kỳ sự tình đều có thể cùng bản trưởng lão nói nếu muốn khiêu khích đạm đài gia chúng ta cũng không tiếc một trận chiến đạm đài vô địch ngữ khí coi như ôn hòa dù sao giang giật có hai kiện ngụy thần khí bọn hắn nhiều như vậy thiên quân đỉnh phong nhưng không có một kiện chỉ bằng mượn giang giật trên người ngụy thần khí chiến giáp, mọi người sẽ rất khó đánh giết hắn, sở dĩ đạm đài vô địch ngôn ngữ không dám qua kích, đương nhiên cũng điểm danh đạm đài ra cùng vực chủ quan hệ, cùng đạm đài ra thái độ. Tống Trung các ngươi lui lại, giang giật phung tay lên, Tống Trung trong mắt lóe lên một tia trần chờ quay đầu nhìn một cái đạm đài thị, cái sau nhẹ gật đầu Tống Trung chậm rãi khống chế chiến xa lui lại, giang giật trọng kiếm nhất quét, chỉ phía xa lấy đạm đài vô địch nói. Hôm nay tìm các người đạm đài ra là muốn cái thuyết pháp, nếu các ngươi không muốn cho thuyết pháp vậy liền đánh đi ông giang giật trên tay trọng kiếm còn có trên người chiến giáp toàn bộ phát sáng lên một cố cường đại sát khí bao phủ toàn bộ quảng trường đem quảng trường bốn phía cấp thấp võ giả dọa đến liên tiếp lui về phía sau không có người hoài nghi giang giật quyết tâm rất có thể một lời không hợp đại chiến liền muốn bộc phát các hạ tôn tính đại danh vì sao như thế ngang ngược đạm đài vô địch bọn người trong mắt hàn quang lấp lánh gia tộc tối cường tộc trưởng không có ở bọn hắn tự nhiên không dám tự tiện khai chiến. Giang giật lớn lối như thế, mà lại hắn thời khắc này bề ngoài không còn là hắc tráng đại hán, mà là một tên bạch bạch tỉnh tịnh thanh niên, bề ngoài ngược lại là cùng hắn nguyên bản có rất lớn tranh lệch. Trẻ tuổi như vậy tự đạt đến thiên quân đỉnh phong, trên thân còn có hai kiện chí bảo, đạm đài vô địch đương nhiên là có ta cố kỵ, vạn nhất Giang giật là đại con em của gia tộc đâu. Sở dĩ hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói ra xin hỏi các hạ muốn cái gì thuyết pháp chúng ta đạm đài ra giống như không có đắc tội ngươi đi ngược lại người cùng chúng ta ra nữ quyến có chút liên lụy phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi giang giật trực tiếp sổ một câu nói tục mắng nhà các ngươi gọi đạm đài nha xúc sinh mưu hại mình huynh đệ ý đồ chiếm lấy đệ muội những này phá sự ta không muốn quản ta hảo ý cứu được nhà các ngươi người còn tự thân hộ tống trở về nhà các ngươi tên xúc sinh này còn muốn nói xấu ta thông dâm hôm nay các ngươi không đem đạm đài nha giết chết, ta liền tự mình động thủ. Xoạt, Giang giật nói để khắp nơi một mảnh xôn xao, đạm đài nha thế nhưng là thành nội đệ nhất công tử, thanh danh một mực không hề tốt đẹp gì, khi nam phách nữ là thành nội một phương bá chủ. Giờ phút này còn huynh đệ tương tàn ý đồ chiếm lấy đệ muội Nói xấu, người cầu tặc kia nói xấu ta, đạm đài nha xem xét vô số ánh mắt khác thường quét tới, lập tức tức hồn hển quát. Nói xấu, Giang giật cười lạnh một tiếng nói, nếu không chúng ta lên huyền đế huyết thể ta như cùng ngươi đệ muội thông dâm, ta chết không yên lành, ngươi nếu không có mưu hại huynh đệ ngươi, ý đồ chiếm lấy ngươi đệ muội cũng chết thảm tại chỗ như thế nào. chương 891, xử lý đầu này lão cẩu. Huyền đế huyết thệ, toàn trường lại là một mảnh xôn sao, đây là đông hoàng đại lục nhất trang trọng lời thề, cũng là phi thường linh nghiệm lời thề, đại lục ở bên trên thường xuyên có nghe đồn, nếu dám vi phạm huyền đế huyết thệ, hậu quả rất nghiêm trọng, Ba năm trước đây, cửu đế gia tộc có một cái trưởng lão tựu lên huyền đế huyết thệ, cuối cùng vi phạm lời thề, đột nhiên vô thanh vô tức không hiểu chết đi, coi như nhà bọn hắn tộc trưởng cũng tìm không thấy nguyên nhân cái chết. Việc này tại đại lục đưa tới cực lớn oanh động, người bình thường cũng không dám tùy ý loạn phát thệ, huyền đế đây chính là thần linh tồn tại. Ngươi, đạm đài nha sợ, làm nhiều rồi quỷ sự tình nội tâm luôn luôn có chút run rẩy, lực lượng không đủ tự nhiên là hồi khiếp đảm, trên thân không có hạo nhiên chính khí người cũng nhất là tham sống sợ chết đạm đài vô địch xem xét bốn phía đều là hư thanh trên mặt có ta nhịn không được rồi lạnh giọng nói ra đạm đài nha nhanh phát thệ ngươi lên thể việc này ta tự nhiên sẽ làm cho ngươi chủ đạm đài gia thanh danh không là ai đều có thể bêu xấu ta ta đạm đài nha khúm núm một câu đều nói không nên lời chỉ là cầu khẩn nhìn qua ngoại công của hắn hoa gia tộc trưởng rất rõ ràng ngoại tôn của mình là mặt hàng gì cắn răng nhìn qua giang giật nói ra công tử này hảo hảo bá đạo không biết là cái gì gia tộc công tử phải chăng dám báo ra tính danh cũng làm cho lão phu kiến thức một chút. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Giang giật đùa cợt nói, ánh mắt khóa chặt đạm đài vô địch nói, đã đạm đài nha không dám phát thệ, như vậy việc này liền là thật, đạm đài nha nói xấu bản tọa, là các ngươi giết vẫn là ta tự mình động thủ. Cuồng vọng, lão phu ngược lại là muốn kiến thức thoáng cái các hạ cao chiêu. Hoa gia tộc trưởng giận tím mặt, trên thân khí tức dâng lên, một cái chiến đao lấp lánh, chuẩn bị động thủ, hắn cũng là không có biện pháp nói tiếp đạm đài nha danh khí đều muốn thối xong mà lại giang giật xem tình huống hôm nay không phải là giết đạm đài nha không thể làm ông ngoại tự nhiên muốn ra mặt suy suy nào biết giang giật động thủ càng nhanh trong tay huyền thiết trọng kiếm bên trên quang mang lấp lánh một đạo nguyên lực hóa thành một thanh khổng lồ đao mang lấp lánh mà ra đồng thời hắn quát lớn động thủ đem đạm đài nha diệt cho ta ông tại giang giật hạ mệnh lệnh đồng thời trong quảng trường một cái truyền thống trận phát sáng lên mấy trăm cường giả truyền tống tới, mặc dù vẹn vẹn mấy trăm người, nhưng lại để toàn trường võ giả sắc mặt đại biến. Bởi vì cái này mấy trăm người toàn bộ đều là thượng giai thiên quân, thiên quân đỉnh phong có 15 người. Suy suy, mấy trăm người bắn ra trước tiên hướng phủ thành chủ đại môn công kích, mấy trăm đạo quang mang lấp lánh, tầng không gian tầng chấn động, kia khí thức kinh khủng tựa như liền muốn diệt thế, đem toàn thành mấy triệu người đều kinh động. Né tránh, dừng tay, thật can đảm, dám công thành vực chủ sẽ không bỏ qua các ngươi đạm đài ra bên kia võ giả trong nháy mắt đại loạn, vô số võ giả trước tiên hướng trên không trung chạy trốn mà đi, trong đó còn bao gồm đạm đài vô địch các loại chờ, sở hữu thiên quân đỉnh phong, đạm đài nha cũng bị hoa gia tộc trưởng mang theo chạy trốn đi lên. rầm dầm dầm, toàn bộ phủ thành chủ truyền đến từng đợt đinh tai nhức óc tiếng nổ, trong phủ thành chủ phòng ốc tòa thành đều bị oanh thành mảnh vỡ. Phủ thành chủ phía trước đứng thẳng gần vạn võ giả vừa đối mặt bị diệt sát ít nhất một nửa. Đám này lạ lẫm cường giả tới quá đột nhiên, mà lại vừa đến đã trong nháy mắt công kích, để phần lớn người đều không có kịp phản ứng. Đương nhiên coi như có thể kịp phản ứng, bọn hắn cũng vô pháp đào tẩu, thượng giai thiên quân cùng thiên quân đỉnh phong tốc độ công kích quá nhanh quá nhanh. Toàn trường mộng, Tống Trung càng là chấn kinh đến trong mắt đều muốn rớt xuống, đạm đài thị ngồi tại chiến xa bên trong, mới vừa rồi bị giang giật cùng đạm đài nha không ngừng thuyết phục gian loại hình lời nói, bản ngượng ngùng đến không dám ngẩng đầu, giờ phút này cũng quên đi ngượng ngùng, đầy mắt chấn kinh. Không, tuyết đại nhân, không cần loạn giết, tiểu thiên cùng tiểu ngư còn tại đạm đài gia hậu viện đâu. Đạm đài thị đột nhiên nghĩ đến cái gì, hoảng sợ truyền âm nói. Vội cái gì, ta đã sớm sắp xếp người mang ra ngoài. Giang giật lạnh lùng quét đạm đài thị một chút, lập tức nhìn qua không trung đạm đài nha, lần nữa quát lạnh nói, tiếp tục công kích, đạm đài nha không chết, liền đem toàn thành cho đồ. Tuân mệnh, hơn 500 cường giả trong nháy mắt lại thả ra công kích, nhắm ngay bầu trời đạm đài nha cùng hoa gia tộc trưởng, hoa gia tộc trưởng nghe được giang giật lập tức dọa đến thân thể run lên, liền tranh thủ đạm đài nha ném một cái, chính mình hướng bên trái bầu trời bay đi. 500 thượng giai thiên quân, 10 cái thiên quân đỉnh phong, nhiều như vậy cường giả đủ để đem thiên hỏa thành đồ đến sạch sẽ, đạm đài nha là hắn ngoại tôn không tệ, nhưng hắn nếu là còn che chở đạm đài nha, chính hắn không chỉ có muốn chết, hoa gia cũng muốn hôi phi yên diệt. Ông ngoại cứu ta, không, đạm đài nha nhìn thấy hoa gia tộc trưởng đem hắn vứt xuống, chính mình độc thân chạy trốn, lại nhìn thấy phía dưới mấy trăm đạo công kích gào thét mà đến, lập tức phát ra tuyệt vọng gào lên đau xót. Chỉ là tiếng hô của hắn còn không có vang lên, tự bị líu lo bỏ dở, thân thể của hắn bị mấy trăm đạo công kích rào sát thành mảnh vỡ. Oanh, kia mấy trăm đạo công kích gào thét mà đi, tương thiên uổng phí phía trên móc ngược thành chỉ vòng bảo hộ trực tiếp oanh phá, toàn bộ thiên hỏa thành đều run lên, vô số bình dân dọa đến nằm dạp trên mặt đất, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Dừng tay, đừng có lại giết, đạm đài nha đã chết. Đạm đài vô địch bọn người là thiên quân đỉnh phong, nhưng giờ khác này cũng không dám động, bọn hắn tổng hợp chiến lược cùng cái này hơn 500 người cách biệt quá xa, coi như có thể giết mấy cái, nhưng chọc giận bọn hắn, thiên hỏa thành tựu thật phải bay sám yên diệt. 500 người đồng phục màu đen chiến giáp, chỉ lộ ra đôi một tròng mắt lạnh như băng, công kích một vòng về sau, bọn hắn ngừng công kích ánh mắt nhìn về phía giang giật, tựa hồ đang chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Giang giật nhún vai, ánh mắt lại nhìn về phía đạm đài thị, mở miệng hỏi, ngươi xem cái nào khó chịu ta giúp ngươi giết hắn. Bá bá bá, đạm đài ra bay lên giữa không trung mấy ngàn thiên quân, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía đạm đài thị, trong mắt đều là hoảng sợ cùng bối rối, giờ khác này tựa hồ đạm đài thị trở thành toàn trường người chúa tể. Ta, đạm đài thị thân thể mềm mại run rẩy lên, mặt mũi tràn đầy đỏ tươi, trong mắt đều là khoái ý. Giờ khác này khoái cảm trước nay chưa từng có, tự tựa như đạt đến 10 lần tột cùng hưng phấn, cả người ở trong mây nhẹ nhàng, nàng ánh mắt nhìn về phía hai người, cổ vũ sĩ khí dũng khí nói ra cái này ba tên trưởng lão đã từng nghĩ khinh nhường ta. Giết, Giang giật phung tay lên, mấy trăm hắc giáp quân sĩ ánh mắt quét tới trong nháy mắt khóa chặt ba người kia, kia ba tên trung niên thượng giai thiên quân lập tức sắc mặt như cho tàn, bên cạnh võ giả thì như ôn dịch tránh đi ba người, hướng nơi xa hoảng sợ bỏ chạy. Xuy suy mấy trăm đạo công kích gào thét mà đi, ba người kia muốn chạy trốn đều không có cơ hội, thân thể bị mấy trăm đạo công kích bao phủ, nổ thành huyết vụ vẩy xuống trời cao. Giang giật khẽ vuốt cằm, lại mở miệng nói còn gì nữa không? Toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đạm đài thì thân thể mềm mại run rẩy càng thêm lợi hại, rũi ra ngón tay lấy một bên khác hai người nói còn có hai người này. Giết, Giang giật lãnh huyết vô tình thanh âm lại vang lên, hắn tính cách từ xưa giờ đã như vậy, đã muốn khai giết, dứt khoát giết thống khoái, đạm đài ra không đến trêu chọc hắn, hắn còn lười nhắc quản, trêu chọc hắn liền muốn đảm đương hậu quả. Dầm dầm dầm, lại là hai người bị giết giang giật ánh mắt nhìn về phía đạm đài thị cái sau một đôi mắt đẹp bốn phía lướt nhìn cuối cùng rơi vào đạm đài vô địch trên thân nàng hôm nay cũng triệt để không thèm đếm xỉa khẽ kêu nói còn có đầu này lão cẩu đầu này lão cẩu hôm trước để cho người ta truyền lời nói để thiếp thân cùng hắn một tháng có thể bảo vệ ta một thế không lo oan uổng a à, đạm đài vô địch hoáng cái ở giữa không trung quỳ kêu to lên lão phu năm nay đều nhanh 70 tuổi còn thế nào dám có dạng này ý niệm không chính đáng cho dù có cũng hữu tâm vô lực a à? nhất định là đạm đài nha tên xúc sinh kia nói xấu của ta vì công tử này tha mạng a à. ông đúng lúc này trong quảng trường một cái cự đại truyền tống trận phát sáng lên tất cả mọi người thần thức quét tới đạm đài vô địch quét qua sau lập tức đứng lên đại hỷ nói ra tộc trưởng là băng trưởng lão cứu mạng a à, mau giết đám này nghịch tặc đạm đài vô địch không gọi còn tốt lúc đó triệt để chọc giận giang giật hắn quát lớn giết chết cho ta đầu này lão cẩu chương 892, Hắc Kỳ Quần, truyền tống trận truyền đến có mấy chục người, trong đó một cái hoa phục lão giả khí độ rất là bất phàm, trong đôi mắt hàn quang bắn ra bốn phía xem xét liền là nhân vật kiêu hùng, đây là một cái thiên quân cường giả tối đỉnh. Lão giả này bên người còn có một cái khí chàng người mạnh hơn trung niên nữ tử, nữ tử này cũng là thiên quân cường giả tối đỉnh, vừa nhìn liền biết ở lâu thượng vị, đầu ngẩng lên thật cao, phía sau hai người đi theo 40, 50 người, thực lực thấp nhất đều là thượng giai thiên quân, còn có 10 tên thiên quân đỉnh phong. Đám người này đến để đạm đài vô địch mừng rỡ như điên, bởi vì trong đó một cái là đạm đài gia tộc trưởng, công nhận tứ tinh cường giả đạm đài hoành, một người khác lại là thiên khải vực la gia trưởng lão. La gia là thiên khải vực chúa tể, la gia trưởng lão cũng là cầm thượng phương bảo kiếm khâm sai, đạm đài vô địch vốn cho rằng tới cứu binh, có thể triệt để chấn trụ giang giật cái này phát rồ tên điên. Thật tình không biết giang giật trực tiếp hạ lệnh công kích, kia mấy trăm hắc giáp cường giả càng là không trần chờ chút nào, Giang giật mệnh lệnh thoáng cái, mấy trăm đạo công kích đổ xuống mà ra, tựa như một cái thiết huyết quân đội chỉ nghe quân lệnh, bất kỳ cái gì sự tình đều mặc kệ giết lại nói. Thật can đảm, đạm đài gia tộc trưởng đạm đài hoành tiếp vào gia tộc đưa tin, trước tiên thỉnh cầu la băng trưởng lão dẫn người tới thiên hỏa thành, lại không nghĩ rằng một truyền tống tới, đập vào mắt là một tòa san thành phế thích phủ thành chủ, còn có đầy đất chân cuộc tay đứt, giờ phút này quần hung đồ còn dám ở ngay trước mặt hắn giết người. Hắn lập tức nổi giận, trong tay một cái hàn quang lấp lánh loan đao xuất hiện, kia loan đao bên trên phù văn lưu chuyển đúng là thông linh trí bảo, hắn khóa chặt giang giật bên này nguyên lực lấp lánh, trên thân thần thuẫn mở ra, liền muốn xuất thủ. Dầm dầm rầm hắn còn không có công kích, trên bầu trời đạm đài vô địch bị mấy trăm đạo công kích trực tiếp oanh phá thần thuẫn, thân thể nổ thành phế tích mà cùng lúc đó trong truyền tống trận một đạo lạnh lùng giọng nữ cũng đột một vang lên, đạm đài hoành dừng tay. Ách, đạm đài gia tộc trưởng khẽ giật mình, trên tay vừa mới muốn phát ra công kích lập tức ngừng lại đạm đài ra các trưởng lão vốn muốn công kích cũng ngừng lại mở miệng chính là la băng trưởng lão la băng trưởng lão nói đây chính là thánh chỉ ai dám ngỗ nghịch người của la gia? la băng đại nhân đạm đài hoành một tấm coi như mặt đỏ thắm đều là tức giận chỉ vào giang giật bọn người phẫn nộ quát ngài thấy được chưa đám này hung đồ trong thành tùy ý loạn giết đây là đối vực chủ khiêu khích không đem bọn hắn chém giết dùng cái gì bình dân vẫn dùng cái gì an ủi ta tộc nhân trên trời có linh thiêng đạm đài hoành chuyện này có lẽ có ít hiểu lầm, người an tâm chớ vội. Là băng trưởng lão nhàn nhạt, nhạt nói câu, nàng hẳn là rất già, bất quá nhìn chỉ có ba bốn mươi tuổi, phong vận vẫn còn, nàng chỉ vào giang giật bên người hắc giáp võ giả nói ra, những này hẳn không phải là sơn phỉ, mà là hắc kỳ quân, hắc kỳ quân, đạm đài hoành đôi mắt co rụt lại, bầu trời bay xuống vô số thiên quân võ giả cũng một mảnh xôn xao, cẩn thận liếc nhìn, rất nhanh tại đám này hắc giáp võ sĩ ngược thấy được một cái nho nhỏ màu đen cờ xí ký hiệu, một bọn người lập tức hít một hơi lãnh khí. Hắc Kỳ Quân Kỳ Thiên Thần khinh người quá đáng, hôm nay việc này coi như nháo đến vực chủ kia, Kỳ Thiên Thần không cho cái thuyết pháp, lão phu cũng quyết không bỏ qua. Đạm Đài Hoành giận tím mặt trầm hống, nhưng là không còn dám công kích, Giang giật đùa cợt cười một tiếng, nội tâm cũng rất là nghi hoặc, cái này Hắc Kỳ Quân rất ngu sao thế mà để Đạm Đài Hoành cũng không dám động thủ còn để cái này La Băng trưởng lão cũng kiêng kỵ như vậy. Đạm Đài thì cùng Tống chung cũng mộng, hai người trong mắt đều là kinh nghi giang giật không phải tới từ cô tô đại lục sao vì sao có thể điều động hắc kỳ quân trên thực tế hắc kỳ quân ba chữ này giang giật còn là lần đầu tiên nghe được đám này hắc giáp cường giả hắn cũng căn bản không biết cái gì lai lịch tại nửa canh giờ trước hắn quyết định đại náo thiên hỏa thành về sau tự truyền âm cho ảnh hoàng người để bọn hắn điều người mà những này liền là điều người tới ảnh hoàng người trước đó nói qua tại thiên khải vực bọn hắn người chiếm lĩnh một cái đại thành cũng đã nói nếu là muốn triệu tập cường giả bọn hắn có thể tại thiên khải vực nội triệu tập mấy vạn thiên quân, thiên quân đỉnh phong đều có thể triệu tập trăm người. Hắn truyền âm về sau, ảnh hoàng người lập tức đưa tin cho phía trên, cũng rất nhanh đến mức về đến tin tức. Trả lời tin tức nói để giang giật tùy ý đùa, coi như đem thiên hỏa thành cho đồ đều vô sự, hết thảy có người chịu lấy. Đạt được cái này trả lời tin tức, giang giật không còn có bất kỳ cố kỵ nào mang theo đạm đài thị đến đạm đài ra muốn cái thuyết pháp. Thuyết pháp không muốn đến, hoa gia tộc trưởng lại muốn động thủ, Giang giật lười nhác nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh động thủ giết người. Hắc kỳ quân người nào dẫn đội, ra khỏi hàng, là băng trưởng lão quát khẽ tiếng vang lên, đem giang giật suy nghĩ kéo lại, hắc kỳ quân bên trong một tên thiên quân đỉnh phong cũng đi tới, chắp tay nói kỳ thiên vũ tham kiến là băng trưởng lão. Ừm, là băng trưởng lão đối với hắc kỳ quân thống lĩnh thái độ rất hài lòng, hờ hững mở miệng nói các ngươi vì sao tự tiện xông vào thiên hỏa thành, còn ở lại chỗ này đại khai sát giới vực chủ đã từng xuống mệnh lệnh, có bất kỳ tranh chấp có thể đi thiên khải thành điều giải, cấm chỉ tự mình động võ, các ngươi lá gan quá lớn, tự không sợ diệt tộc hỏa. Chúng ta có tội, hắc kỳ quân thống lĩnh không người chắp tay, sau lưng mấy trăm người cũng đều chỉnh tề không người thỉnh tội, kỳ thiên vũ thật đúng là thành nói ra, tộc trưởng nói, sau khi sự tình lần này, chúng ta trực tiếp đi thiên khải thành thỉnh tội, chính hắn giờ phút này đã đến la ra hình đường, tự hành xin tội. La băng cùng một đám người lật lên bạch nhãn, cái này hắc kỳ quân liền là lưu manh a cố tình vi phạm, lúc giết người con mắt đều không nháy mắt, sau đó nhận tội ngược lại là sảng khoái, một bộ tùy cho các ngươi thế nào đều được, dù sao người ta là giết. Cái này hắc kỳ quân lão đại ngược lại là nhân vật, có cơ hội phải biết thoáng cái. Giang giật âm thầm cười một tiếng, nhìn xem tình huống hắc kỳ quân lão đại không phải đi xin tội, đoán chừng là đi chạy quan hệ, mà lại rất rõ ràng kỳ ra chỗ dựa so đạm đài gia lớn rất nhiều lần, thực lực cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, nếu không cái này.